Ngươi là đang chôn vùi toàn bộ Khương gia. Khương Hồng Dương đi đến phía trước, sắc mặt âm trầm cảnh cáo. Khương Hồng Võ lạnh lùng nhìn hắn, lại cũng không nói gì, hoặc là không nguyện ý lại cùng vị đệ đệ này nói thêm nửa câu. Khương Hồng Dương, đại trưởng lão, nhị trưởng lão đang chuẩn bị cảnh cáo nhắc nhở Khương Hồng Võ thì toàn bộ giờ khắc này đều đã biến sắc. Bởi vì, Khương Hồng Võ rời ánh mắt. Bởi vì, bọn hắn cuối cùng cũng thấy được thần sắc phức tạp vừa thương tiếc cùng tiếc nuối kia từ trong ánh mắt Khương Hồng Võ. Bọn hắn bồi bạn với Khương Hồng Võ đã 4-50 năm, quá rõ ràng một ít thần tình của hắn. Không cần. Khương Hồng Dương vừa muốn gào thét, liềm đao gác ở trên cổ trong nháy mắt giao thoa với nhau. Phụ thân. Khương Nhân vừa muốn giãy giụa, cũng bị Khương Phàm một đao chặt đầu xuống. Các cường giả hoàng thất chau mày, nói thầm một tiếng đủ hung ác, đủ quả quyết. Trái tim của bọn người Bạch Ngao Thương đều hung hăng co rụt lại. Là vương gia năm đó. Là nam tử không kiêng kỵ gì kia. Xử lý xong việc nhà, nên đi hình trường. Khương Hồng Võ bóp lấy tam hoàng tử, đi đến pháp trường. Huyết ngục thủ hộ ở xung quanh, khống chế bọn người Bạch Ngao Thương, cũng cảnh giác cường giả hoàng thất xung quanh. Thời điểm Khương Hồng Võ áp giải tam hoàng tử và đám người Bạch Ngao Thương đi tới pháp trường, đám người xem náo nhiệt gần đó triệt để oanh động. Ta có thể nói là ngọa tào không? Quá mạnh, lại có thể bắt được toàn bộ bọn hắn. Mấy cái đầu kia là ai? Bọn người Khương Hồng Dương sao? Tam hoàng tử hẳn là có thể đoán được Khương Hồng Võ sẽ bắt hắn. Làm sao lại còn để bị rơi vào trong tay Khương Hồng Võ chứ? Tam hoàng tử bố cục tại Thương Châu. Đến bây giờ xem như đã triệt để thất bại rồi. Hắn đúng là vô duyên với hoàng vị. Đâu chỉ hoàng vị, hôm nay, khả năng là cả mệnh hắn đều sẽ không giữ được nữa. Đám người dần dần tách ra một lối đi, thẳng tới pháp trường bừa bộn. Ngay cả bọn người Tống Thiên Hùng cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Rõ ràng ở Tửu Lâu đã bố trí lượng lớn mai phục, coi như bị đánh lén, bị cường công thì cũng đều có thể gánh vác được. Làm sao lại có thể bị bắt toàn bộ như thế? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Khương Hồng Võ, không nên manh động. Lang gia quốc sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào dám ở trước mặt mọi người sát hại hoàng tử, đây là tối kỵ. Nếu như hôm nay tam hoàng tử chết trong tay ngươi, ngươi coi như có thể chạy khỏi thành khôi binh cũng trốn không thoát khỏi đuổi bắt của hoàng thất lang gia. Cửu Tiêu Cung, Huyền Thiên Cung, còn có các cường giả hoàng thất nhao nhao quát tháo. Các cường giả tam đại vương phủ cũng khẩn trương nhìn chằm chằm huyết ngục. Đều lui lại hết cho ta. Ai dám tới gần, ta lấy đi một cánh tay của hắn. Người xung quanh hình đài, cũng triệt tiêu toàn bộ cho ta. Lập tức, Khương Hồng Võ áp giải tam hoàng tử đi vào pháp trường. Vương gia. Bọn người Yến Tranh cảm xúc chập trùng, đôi mắt ướt át. Vương gia cuối cùng vẫn vì bọn họ mà tới đây. Còn không thể tưởng tượng nổi. Ngài lại có thể khống chế được tam hoàng tử cùng tam đại vương gia Thương Châu, ngay cả bọn người Khương Hồng Dương cũng đều bị chặt đầu. Bọn hắn cảm động, càng kích động. Ta tới trễ rồi. Khương Hồng Võ nhẹ gật đầu với bọn hắn. Chúng ta được cứu rồi. Trên khuôn mặt tái nhợt của đám người tam đại gia tộc rốt cuộc cũng hiện ra một chút huyết sắc. Rất nhiều người gắt gao nhìn chằm chằm Khương Hồng Võ, bọn hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ. Khương Hồng Võ. Pháp trường này không tới phiên ngươi tới làm chủ. Tống Thiên Hùng đột nhiên vọt tới trên hình dài, nâng đao rơi xuống trên cổ Yến Tranh. Số lượng lớn cường giả xung quanh cũng đều xông lên hình đài, mỗi người bắt lấy một người. 50.000 binh tướng đóng ở bên ngoài cũng cấp tốc tiến lên, xua đuổi toàn bộ đám người vây xung quanh xem náo nhiệt đi hết. Trong bọn họ có trấn thủ thành khôi binh, cũng có tinh binh tam đại vương phủ Thương Châu, tất cả đều là cường giả luyện thể được tinh tuyển. Lực cánh tay đều tại 50.000 cân. Bây giờ, nhanh chóng thả hoàng tử, nếu không. Ánh mắt Tống Thiên Hùng lộ ra hung quang, tùy thời chuẩn bị chém đầu Yến Tranh. Ngươi xác định. Khương Hồng Võ đột nhiên vung đao, chặt đứt cánh tay tam hoàng tử. A à, tam hoàng tử thống khổ kêu thảm, khuôn mặt anh Tuấn kia đều bị bóp méo. Cánh tay này của hoàng tử, bởi vì Tống Thiên Hùng ngươi mà đứt. Ta cho ngươi thêm một cái khác. Khương Hồng Võ lần nữa vung mạnh đao, bổ về phía một cánh tay khác của tam hoàng tử. Dừng tay! Bọn người Tống Thiên Hùng cùng kêu gào thét to, sau khi thần sắc giãy giụa một trận liền lập tức buông lỏng chiến đao ra. Bọn hắn không sợ cùng Khương Hồng Võ so hung ác,
nhưng bọn hắn trả không nổi với đại giới. Trong tay Khương Hồng Võ dù sao cũng là hoàng tử. Nếu như chết rồi, bọn hắn chính là tội nhân. Nếu như phế đi, sau này tam hoàng tử khẳng định sẽ tìm tới bọn hắn tính sổ. Tất cả lui ra, ta đếm tới ba. Nếu không, ta cho các ngươi thêm một cánh tay nữa. Khương Hồng Võ cường thế, tỉnh táo lại hung tàn hơn, một mực khống chế cục diện. Lui. Tống Thiên Hùng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không buông con tin trong tay ra, toàn bộ lui ra khỏi hình đài. Khương Phàm cùng 10 vị đội viên huyết ngục xông lên hình đài, chặt đứt xiềng xích cho mọi người, rút ra cắm ấn trùy phong ở trên người. Đây là chút đan dược bổ khí huyết. Khương Phàm đem đan dược chữa thương phân phát, số lượng không nhiều, chỉ có thể cho mấy người thực lực mạnh, có thể trợ giúp cho vương gia. Ngươi trở về rồi. Yến Khinh Vũ hừ nhược chống người lên. Ta đã từng nói, ta nhất định sẽ về. Khương Phàm đỡ lấy, giúp nàng ăn vào mấy khỏa đan dược. Ta cho là ngươi. Mắt Yến Khinh Vũ mông lung lên lệ quang, không chỉ cảm động vì đã sống sót sau tai nạn, nàng còn có một loại tâm tình phức tạp không nói được. Sắc mặt bọn người Tống Thiên Hùng cực kỳ khó coi, trơ mắt nhìn đám người Yến Tranh thoát khốn, lại bất lực. Đều giữ vững tinh thần, không cần liên lụy bọn người vương gia. Yến Tranh trên thân không còn phong ấn, linh lực nơi khí hải cấp tốc tràn vào kinh mạch toàn thân, khí tức dần dần phóng ra, giống như một đầu hùng sư đang thức tỉnh. Còn có thể chiến đấu đều ở lại, những người hư nhược có thể đi vào nghỉ ngơi. Trong này rất an toàn. Khương Phàm đưa thanh đồng tiểu tháp ra, không gian trong này rất lớn, hoàn toàn có thể dung nạp vài trăm người. Người già trẻ em bọn họ lần lượt đi đến trước mặt Khương Phàm, từng người một đều được thu vào. Bọn người Yến Tranh ngạc nhiên nhìn một màn này, đây là linh bảo gì? Dung khí không gian dung nạp mấy chục người đã vô cùng hiếm thấy, vài trăm người nói thu liền có thể thu sao? Ta không vào. Yến Khinh Vũ cự tuyệt Khương Phàm, nàng đã tiến vào linh nguyên cảnh, có thể giúp một tay. Đều tới đây. Khương Hồng Võ cũng không nghĩ tới phiền toái lớn nhất lại bị Khương Phàm nhẹ nhàng giải quyết như thế. Không có những người già yếu kia liên lụy. Bọn hắn hoàn toàn có thể không hề cố kỵ mà giết một trận. Bọn người Yến Tranh hơn 30 người toàn bộ nhảy xuống hình đài, đứng cùng một chỗ với huyết ngục. Còn có thể đánh không? Có thể. Nguyện ý theo ta giết ra ngoài không? Chúng ta đối với nơi này đã không còn lưu luyến. Đám người Yến Tranh đã triệt để tuyệt vọng rồi. Tốt thay cho một tên Khương Hồng Võ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dạ Thiên Lan đứng ở nóc nhà đằng xa, sợ hãi thán phục một màn phát sinh bên trong pháp trường này. Hắn không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng Khương Hồng Võ vậy mà có thể bắt sống tam hoàng tử, còn hạ được mấy tên thù địch Bạch Ngao Thương kia. Bất khả tư nghị. Không hổ là người đã từng làm chủ Thương Châu. Lui hết cho ta. Khương Hồng Võ bóp lấy tam hoàng tử đi lên phía trước. Đám người Yến Tranh kích hoạt linh văn, đằng đằng sát khí căm tức nhìn xung quanh. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy mà thả đi sao? Bọn người Tống Thiên Hùng vô cùng không cam tâm, thế nhưng tam hoàng tử đang trong tay Khương Hồng Võ, mà từ đầu đến cuối cũng đều không nhiều lời lấy một câu, bọn hắn thực sự không biết nên làm thế nào. Ta lặp lại lần nữa, lui hết cho ta. Khương Hồng Võ đưa đao đến trên lỗ tai tam hoàng tử. Tống Thiên Hùng cắn răng, chậm rãi lui lại, tránh ra một đầu con đường. Khương Hồng Võ. Nơi này là thành Khôi Binh, là nơi sâu nhất tại Lang Gia Quốc, cách biên cương mấy ngàn cây số. Ngươi muốn bóp lấy ta một đường đi ra ngoài sao? Đừng có nằm mơ, Thiên La Địa Võng chân chính không phải là thành Khôi Binh, mà chính là toàn bộ Lang Gia Quốc. Chỉ cần ngươi trở về, cái lưới này, liền được vây lại. Tam Hoàng tử hư nhược nói nhỏ, ý thức cũng bắt đầu hôn mê. Ngươi sẽ tận mắt thấy, ta làm thế nào rời khỏi Lang Gia Quốc. Khương Hồng Võ dùng sức bóp mạnh cổ tam hoàng tử, ánh mắt bén nhọn cảnh giác xung quanh. Vào lúc này, bên sân truyền đến một tiếng cười lạnh. Đặc sắc, vô cùng đặc sắc, Khương Vương quả là Khương Vương, dùng mấy chục người liền làm rối loạn bố trí của ta. Một nam tử mặc áo bào lộng lẫy đi ra, anh tuấn cao lớn, khí vũ phi phàm, ánh mắt sáng ngời nhưng bên trong lại lóe ra lãnh quang. Điện hạ, vô số người kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Tam hoàng tử không phải là đã bị bắt sao? Vậy trong tay Khương Hồng Võ là ai? Bọn người Yến Tranh cũng hơi biến sắc,
nhìn tam hoàng tử trong tay Khương Hồng Võ, lại nhìn tam hoàng tử xa xa kia. Một ý niệm thoáng hiện trong đầu. Bắt nhầm rồi. Bắt một tên thế thân sao? Khương Hồng Võ khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm nam tử xa xa kia. Ngươi là giả. Thật thật giả giả, ngươi có thể phân rõ. Nam tử kia cười lạnh nhạt, sau lưng cũng đi ra một thiếu nữ mỹ lệ tôn quý. Khương Hồng Võ, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng hoàng thất chúng ta thật sẽ đem mình làm mồi nhử, tạo điều kiện cho ngươi đùa bỡn. Cửu công chúa dáng người cao gầy, bộ dáng đẹp đẽ, da thịt trắng nõn hiện ra quang hoa như ngọc, rất khó tưởng tượng được một tiểu cô nương có thể xinh đẹp đến trình độ này. Nhưng, ánh mắt của nàng quá lạnh, phảng phất cự người ở ngoài ngàn dặm. Toàn thể chuẩn bị. Tống Thiên Hùng lập tức hô to, cảm xúc phấn chấn. Cửu công chúa đều đã lộ diện, kia chính là tam hoàng tử. Trong tay Khương Hồng Võ hẳn là một tên thế thân. Tam điện hạ quả nhiên cơ trí, vậy mà đã dùng đến thế thân. Toàn thể chuẩn bị, một tên cũng không được thả chạy. Tất cả toàn bộ kích hoạt linh văn, cường quang lấp lóe, khiên động năng lượng giữa thiên địa đều đang cuộn trào. 50.000 thiết quân dưới sự của ra lệnh võ tướng đã kéo ra cung tiễn nặng nề, khóa chặt bọn người Khương Hồng Võ ở bên trong pháp trường. Tình thế bỗng nhiên kịch biến. Khương Hồng Võ có chút ngưng mi, hắn tin tưởng trong tay khẳng định là thật. Trước đó đã cân nhắc qua tam hoàng tử sẽ dùng thế thân cho nên đã bí mật quan sát rất nhiều ngày, cho đến khi xác định xong mới từ bỏ đột kích. Nhưng, trong tay hắn là thật hay là giả, không quan trọng. Cửu công chúa vừa đứng ở nơi đó, là giả cũng là thật. Tam hoàng tử mở to mắt, nhìn qua thế thân, trong lòng lập tức có một loại dự cảm không tốt. Hoàng thất, không thể tiếp nhận nhục nhã. Khương Hồng Võ, hôm nay nhất định phải giữ lại. Cửu muội rất có thể sẽ không để ý đến sống chết của hắn, cưỡng ép xuất thủ. Tam hoàng tử càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu như cửu công chúa không đứng ra, rất có thể Khương Hồng Võ đã bóp lấy hắn một đường sông ra khỏi Lang Gia Quốc. Tất cả những tuyến chặn đánh ven đường đều có thể bởi lo lắng mà bị ép cho đi. Đây đối với hoàng thất, thậm chí Lang Gia Quốc mà nói không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Cho nên, hắn nhất định phải là giả, hắn nhất định phải chết. Về phần tình cảm huynh muội gì đó, căn bản không tồn tại trong hoàng thất. Hô hấp của tam hoàng tử dần dần gấp rút, hắn không muốn chết, càng không muốn bị xử tử như một kẻ giả mạo. Hắn hiện tại có thể tưởng tượng đến, sau này rất có thể hoàng thất cố ý đến đỡ thế thân lên làm hoàng tử thật, ở hoàng cung của hắn, chơi đùa với nữ tử của hắn, hưởng thụ hết thảy những thứ là của hắn. Sau đó, qua năm, tiếng gió tản đi thì sẽ bị xử tử. Cửu. Tam hoàng tử vừa muốn hô to, cửu công chúa đối diện đã bắt đầu nhắc nhở cảnh cáo. Ý là, ngươi phải chết. Ngươi mặc dù là thế thân, nhưng vì hoàng thất mà chết. Ngươi chết cũng có tôn nghiêm, chết cũng có giá trị, hoàng thất tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Ánh mắt cửu công chúa lăng lệ nhìn chằm chằm mắt tam hoàng tử. Tam hoàng tử khuất nhục, không cam lòng, làm thế nào cũng đều không mở miệng nổi. Hoàng thất xác thực không thể ném người này. Hắn coi như thật có thể sống sót, nếu như thả chạy Khương Hồng Võ, sau đó cũng sẽ chịu trừng phạt. Thế nhưng, hắn thật không cam tâm, lại không dám tưởng tượng chuyện phát sinh sau khi chết. Hỏi mấy tên thế thân không biết chuyện, ta bảo đảm ngươi có thể còn sống. Khương Phàm thúc giục tam hoàng tử. Nếu như không có con tin, hôm nay bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Vô dụng thôi. Khương Hồng Võ rất rõ ràng những dòng dõi hoàng thất này kiêu ngạo như thế nào. Mà, coi như bọn người Tống Thiên Hùng đoán ra thật giả, cũng không có khả năng đứng ra ở trước mặt mọi người, bọn hắn sẽ chỉ kiên định ủng hộ cửu công chúa, vây quét bọn hắn. Chuẩn bị giết ra ngoài. Sắc mặt bọn người Yến Tranh dữ tợn. Dù là chết ở trận cuối cùng, đều tốt hơn là bị chém đầu giống như heo chó trên hình đài. Đáng giá. Không hối hận. Cửu công chúa đột nhiên hô to. Giết cho ta, chết hay sống không cần lo. Nhưng đào tẩu một tên, ta sẽ hỏi các ngươi. Chúng ta thì sao, công chúa điện hạ, chúng ta thay hoàng thất kiềm chế Khương gia hơn 10 năm, có công lao càng có khổ lao, người không thể cứ như vậy mà từ bỏ chúng ta. Bọn người Triệu Nguyên Bá kịch liệt giãy giụa, không nghĩ tới cửu công chúa ngay cả lo lắng bọn hắn cũng đều không có. Hoàng thất sẽ không quên công lao của các ngươi, trưởng tử của các ngươi sẽ kế thừa vương vị, vĩnh trấn Thương Châu. Hoàng tử thế thân dưới sự ra hiệu của cửu công chúa đã đưa ra hứa hẹn.
Bọn người Bạch Ngao Thương thống khổ nhắm mắt lại, tuyệt vọng. Vì hoàng thất trấn thủ Thương Châu vài chục năm, đây chính là kết cục sao? Ngay một khắc này, đội viên huyết ngục khống chế bọn hắn đột nhiên nâng đao, đem ba vị chi vương Thương Châu này chém đầu. Vô dụng, cũng không cần phải giữ lại. Chuẩn bị. Bọn người Tống Thiên Hùng lớn tiếng quát lệnh, số lượng lớn cường giả kích hoạt linh văn. 50.000 cường giả ở phía ngoài lập tức giơ cung tiễn lên, khóa chặt tất cả mọi người ở giữa pháp trường. Tất cả cung tiễn đều là cường cung từ tất cả cứ điểm triệu tập tới, lực sát thương kinh người, cần 50.000 cân lực mới có thể kéo ra. Hoàng tử điện hạ, người khẳng định không nghĩ tới, thành khôi binh vây chết, người đầu tiên lại là ngươi. Ta đã tưởng tượng qua các loại thủ đoạn giết chết ngươi. Nhưng kiểu chết cuối cùng của ngươi, so với những gì ta mong muốn thì càng thảm hại hơn. Ngươi chết không có chút giá trị, hết thảy mọi thứ của ngươi đều sẽ bị nô bộ của ngươi hưởng dụng. Trước khi chết, mấy giây cuối cùng ngươi suy nghĩ thật kỹ sau khi chết tên nô tài kia sẽ sống như thế nào. Khương Hồng Võ nằm nhoài bên tai Tam Hoàng tử giữ tợn nói nhỏ, bỗng nhiên nâng người lên không trung, vung mạnh đao chỉ lên trời chặn ngang chặt đứt. Có thể vì hoàng thất chịu chết, ta chết mà không. Những lời sau cùng của Tam Hoàng tử cứ thế mà dừng, thân thể chia làm hai đoạn rơi ầm ầm trên mặt đất. Con mắt hơi rung nhẹ, hình ảnh sau cùng như ngừng lại trên thân thế thân ở biên giới pháp trường kia. Hắn rõ ràng nhìn thấy, ánh mắt thế thân lóe lên một đạo tinh quang mừng như điên. Có lẽ, thế thân đã ý thức được cuộc sống mỹ diệu tương lai của mình. Dù chỉ là mấy năm ngắn ngủi, cũng đáng. Phóng. 50.000 binh vệ quả quyết thả mũi tên ra, oanh minh điếc tai, không gian đều đang lắc lư. 50.000 mũi tên cuốn lên kình khí gào thét nổ bắn ra pháp trường. Mỗi một mũi tên đều kịch liệt xoay tròn, mỗi một mũi tên đều mang theo 50.000 cân lực bộc phát. Bốn phương tám hướng, cuồng liệt vây quét. Ngăn lại. Khương Hồng Võ lập tức phun ra lít nha lít nhít hỏa tinh chặn đánh toàn bộ. Ầm ầm. Bạo tạc kinh khủng lập tức sôi trào xung quanh pháp trường. Hỏa tinh cứng cỏi, chỉ cần đụng phải mũi tên tất sẽ phát nổ, hỏa chiều nổ tung hỗn loạn trùng kích, ảnh hưởng các mũi tên khác. Xa xa nhìn lại, như biển động mãnh liệt đang bạo động, tràng diện oanh động càng kinh khủng. Khương Hồng Võ phất tay, năng lực xác thực cường đại, nhưng số lượng mũi tên quá nhiều. Có hơn 2 vạn xuyên thấu qua biển lửa. 8 vị huyết ngục nham thổ linh văn lập tức điều động mặt đất bạo động lên hình thành tường thành nặng nề và cự mãng tráng kiện cưỡng ép ngăn cản. Bạo tạc kinh khủng lần nữa rung chuyển đại địa, chấn động đến thành khôi binh đều đang lắc lư. Nhưng khi bọn hắn vừa mới kháng trụ, võ tướng nơi xa cùng hô to lên. Phóng! Đợt mũi tên thứ 2 lần nữa đánh tới. Khương Hồng Võ lần nữa phát ra liệt hỏa kim tinh tiếp tục chặn đánh. Nhưng, võ pháp cường hãn này tiêu hao linh lực quá lớn, trên trán rất mau ra hiện mồ hôi. Các huyết ngục phóng thích võ pháp thay Khương Hồng Võ chia sẻ áp lực, nhưng phạm vi mũi tên quá lớn, số lượng quá nhiều, lực xuyên thấu quá mạnh mẽ, bọn hắn không thể không hao phí lượng lớn linh lực phóng thích võ pháp cường đại. Phóng! Phóng! Lại phóng! Võ tướng bên ngoài lên tiếng giống to, 50.000 mũi tên thành đàn bộc phát, tiêu hao linh lực của bọn người Khương Hồng Võ. Ngay tại thời điểm pháp trường lâm vào bạo loạn, toàn bộ cường giả thổ linh văn bên ngoài rút lui đi ra ngồi xếp bằng, phóng xuất ra ba động đại địa mãnh liệt, trong nháy đã mắt quét sạch mấy ngàn thước, bao trùm đến phía dưới pháp trường, nhất là phía dưới bọn người Khương Hồng Võ. Khi 13 nhóm mũi tên bắn ra, mặt đất xung quanh bọn người Khương Hồng Võ đột nhiên sụp đổ, nhưng không phải hướng xuống, mà là tất cả cự thạch đang phóng lên tận trời, hỗn loạn mà oanh động, bọn người Khương Hồng Võ hoàn toàn mất khống chế. Giết. Bọn người Tống Thiên Hùng trong nháy mắt bạo khởi, linh văn nở rộ, năng lượng sôi trào, nhiều loại võ pháp oanh oanh liệt liệt thành hình, xông vào thiên địa thẳng hướng đến bọn người Khương Hồng Võ bị hất bay kia. Huyết ngục, theo ta giết ra. Khương Hồng Võ ở giữa không trung cưỡng ép ổn định, liệt diễm cuồng đao thẳng đến cửu công chúa nơi xa. Muốn giết ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng, hắn chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay tại cửu công chúa cùng hoàng tử giả kia. Các huyết ngục linh hoạt lại dũng mãnh, giữa không trung liên tiếp đạp nát tảng đá, khống chế phương hướng, đuổi giết cửu công chúa ở nơi đó. Nhưng, cửu công chúa cùng Tam Hoàng tử từ lúc đầu đã rút lui, toàn bộ 12 vị cường giả hoàng thất đã đứng trước mặt bọn họ, phóng xuất ra võ pháp cường thịnh, nghênh chiến Khương Hồng Võ cùng huyết ngục. Tại thời điểm hỗn chiến sẽ phải bộc phát,
từng nét phù văn từ trên trời giáng xuống, chụp về phía Khương Hồng Võ, Huyết Ngục, cùng bọn người Yến Tranh. Sắc mặt bọn hắn đột biến, lập tức liền muốn phản kích. Khương Phàm đột nhiên hô to. Không nên phản kháng. Ầm ầm, a. À. Tất cả phù chú tách ra ánh sáng màu xanh, hóa thành thanh phong hỏa điểu hoa lệ, dương cánh gáy to, mang theo bọn người Khương Hồng Võ bay thẳng lên 300 mét, hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi. Ngoài ngàn mét, toàn thân Dạ Thiên Lan phát sáng, thiên thư thánh văn sán lạn như mặt trời ban trưa. Hắn đưa tay trái chỉ lên trời, khống chế gần trăm đạo phong linh văn mang theo Khương Hồng Võ cấp tốc tới gần. Tay phải hắn không ngừng hoạt động, từng đạo phù văn liên tiếp bay ra, hướng đến giữa thiên địa cướp đoạt lấy phong nguyên lực, hỏa nguyên lực, thổ nguyên lực và các loại năng lượng, hình thành cuồng phong, bốc lên giữa thiên địa, ngưng tụ thủy triều lao nhanh đến trên đường đi, còn hóa thành lôi điện xé rách không gian. Nhiều loại thế công đều đánh về phía binh tướng cùng cường giả nơi xa kia. Sau khi linh văn thăng hoa, hắn đối với việc điều khiển linh lực, đối với khống chế võ pháp đều đã lên tới trình độ trước nay chưa có. Như một chân đã bước vào sinh tử cảnh, có thực lực sinh tử cảnh, nhưng lại có linh anh cảnh ổn định. Bọn người Khương Hồng Võ liên tiếp hạ xuống, kinh ngạc mà nhìn nam tử anh tuấn cao lớn nho nhã phía trước. Khương Vương, rất vui khi được gặp mặt. Ta là tông chủ Thiên Sư Tông, Dạ Thiên Lan. Ta đến từ La Phù. Dạ Thiên Lan tản ra phong linh chú, đưa hai tay ra cấp tốc hoạt động, vang thành thổ linh văn khổng lồ, bỗng nhiên ấn về phía mặt đất. Một mảnh phù văn kinh người trong nháy mắt trải rộng ra 3.000 mét, quét sạch mười mấy con đường xung quanh. Ánh sáng trùng thiên, vừa phức tạp lại lộng lẫy. Lên! Dạ Thiên Lan quát lên một tiếng chói tai, đại địa lập tức băng liệt, vết nứt lan tràn, bên trong liên tiếp xô ra một đạo tường đất nặng nề, cao hơn 200 mét. Ngay sau đó đệ nhị trọng, đệ tam trọng, đệ tứ trọng. Đến cửu trọng hình thành nên tường đá, oanh oanh liệt liệt ngăn cản ở phía trước. Bọn người Yến Tranh có chút biến sắc, lực khống chế thật mạnh. Bằng hữu, vì cái gì lại giúp chúng ta? Bọn người Khương Hồng Võ đại khái có chút ấn tượng, tựa như là một trong thập bát tông La Phù. Thế nhưng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Khương Phàm là đại đệ tử của ta. Dạ Thiên Lan chú ý tới nghi hoặc của Khương Hồng Võ, suy đoán Khương Phàm trong khoảng thời gian này hẳn là không có gặp mặt bọn người Khương Hồng Võ, không có giải thích gì. Ồ! Bọn người Khương Hồng Võ cùng nhau nhìn về phía Khương Phàm. Con đã đến La Phù. Khương Phàm vừa muốn giải thích, tường đất lại liên tiếp sụp đổ, số lượng lớn cường giả giống như đàn voi phóng tới đụng chạm tường đất, hướng nơi này cấp tốc tiến lên. Lượng lớn mãnh cầm vượt qua tường đất, xuất hiện ở trên không, hướng phía nơi này nhanh chóng lao xuống. Xông về phía trước, nơi đó có người tiếp ứng. Dạ Thiên Lan cấp tốc ngưng tụ ra số lượng lớn phong linh văn. Quấn chặt lấy bọn người Khương Hồng Võ, mang theo bọn hắn phóng lên tận trời, phóng đi tới khu ngoại thành. Giờ này khắc này, các cường giả La Phù ẩn núp ở khu ngoại thành đã làm tốt chuẩn bị, thời điểm khi nhìn thấy tông chủ bọn họ lập tức hiện thân. Lượng lớn mê vụ cấp tốc dâng lên, đụng vào nhau liền giao hòa, lấy bọn hắn làm trung tâm, bao trùm toàn bộ phía đông ngoại thành. Đây không phải mê vụ bình thường mà là từ linh lực biến thành. Do tất cả trưởng lão cùng đệ tử Thủy Vụ Linh Văn Thiên Sư Tông, Ngọc Hư Tông cùng Linh Cực Tông tự mình khống chế. Bọn hắn còn đặc biệt đến Linh Cực Tông xin bí bảo Trấn Tông, Thiên Hoa Linh Trì. Bảo vật này quanh năm lưu thủ ở chỗ sâu nhất bí cảnh của Linh Cực Tông, liên tục không ngừng phóng thích mê vụ, Linh Cực Tông cam đoan trong phạm vi trăm dặm xung quanh sẽ bao phủ mê vụ cực đậm. Có thể quấy rầy phương hướng, càng có thể cướp đoạt linh lực. Có thể sinh ra ảo giác. Cũng có thể làm cho người khác ngủ say. Giờ này khắc này, mê vụ càng ngày càng dày đặc, lan tràn ra ngoại thành, lại càng tuôn hướng hoang dã ngoài thành. Dạ Thiên Lan mang theo bọn hắn cấp tốc xông vào mê vụ, sau khi tản ra phong linh văn đã nghiêm túc nói. Muốn thoát khỏi đuổi bắt, nhất định phải triệt để đánh người trong thành khôi binh cho tàn phế, bằng không bọn hắn sẽ từ đầu đến cuối một mực cắn, Khương Vương, có dám đại chiến một trận. Chính hợp ý ta. Đáy mắt Khương Hồng Võ lấp lóe tinh mang. Bọn người Yến Tranh cũng trở về nhìn bên ngoài mê vụ, nếu như có thể đại sát một trận lại rời khỏi liền không thể tốt hơn. Mê vụ sẽ ảnh hưởng tâm trí, không thể đợi thời gian quá dài. Trận chiến này chỉ có thể tiếp tục một khắc đồng hồ. Thời gian vừa đến, lập tức tìm kiếm linh điệp, bọn chúng sẽ chỉ dẫn các ngươi hội tụ ở ngoài thành. Nhớ kỹ, thời gian vừa đến, nhất định phải rút lui.
Bọn người Tống Thiên Hùng nhảy xuống khỏi mãnh cầm, liên tiếp vọt vào mê vụ, trước tiên phóng xuất ra các loại liệt diễm, cuồng phong, ý đồ là muốn xua tan mê vụ, tìm kiếm mục tiêu. Nhưng, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện điều không hợp lý. Mê vụ vậy mà có thể chống đỡ được hỏa diễm của bọn hắn, bất kể đốt thế nào đều giống như đốt không hết. Cuồng phong gào thét lao nhanh đến bốn chỗ cũng không vén lùi mê vụ xung quanh. Rút lui, rút khỏi đây đi, vây quanh từ bên ngoài. Tống Thiên Hùng quả quyết rút lui, nhưng, hoàn toàn không thấy rõ phương hướng, cứ như vậy một hồi, những người cùng xông vào mê vụ liên tiếp biến mất, ngay. Sau đó lại truyền đến tiếng chém giết hỗn loạn. Tống Thiên Hùng không có loạn, hắn tỉnh táo cảnh giác xung quanh. Khi từ đằng xa truyền đến một tiếng gáy to của mãnh cầm, hắn lập tức vọt tới, lôi chiều bạo động, phóng lên tận trời vững vàng rơi xuống trên thân con mãnh cầm kia. Mãnh cầm thoáng bối rối, bị hắn khống chế phóng tới không trung. Nhưng, liệt diễm cuồn cuộn trùng thiên, hơn 10 đạo hỏa thương nổ bắn ra tới mãnh cầm. Sắc mặt Tống Thiên Hùng đại biến, thả người nhảy xuống khỏi mãnh cầm, ngừng tụ lại lôi chiều bá đạo đánh về phía mặt đất. Toàn thân Khương Hồng võ xen lẫn liệt diễm kịch liệt ngưng tụ hỏa tinh, hình thành cự hình đầu hổ chỉ lên trời gầm thét. Ầm ầm, lôi chiều dập trời kín đất mà rơi xuống, đầu hổ bạo kích toàn diện, kích thích oanh minh kịch liệt, mê vụ đều như muốn bị hòa tan. Nhưng hỏa tinh cứng cỏi, chỉ băng liệt một phần nhỏ. Tống Thiên Hùng, trận chiến trước đó của chúng ta còn chưa có kết thúc. Liệt diễm dưới chân Khương Hồng võ nổ tung, xông lên trời, mang theo cuồng đao chém về phía Tống Thiên Hùng. Đầu hổ hỏa tinh sụp đổ, mấy ngàn hỏa tinh đều bạo tạc ra như màn mưa đánh tới Tống Thiên Hùng. Người vậy mà không chạy, tới thật đúng lúc, nhận lấy cái chết đi. Tống Thiên Hùng lập tức hỗn chiến cùng Khương Hồng võ, nhưng vừa mới giao thủ, hắn đã phát giác được có gì đó dị thường. Trước đó cùng Khương Hồng võ giao thủ qua, vừa mới bắt đầu rất mạnh, lúc chạy đến đại hoang sau liền yếu đi. Không nghĩ tới giao thủ lần nữa, hắn vậy mà lại càng mạnh hơn, so với lúc trong thành Bạch Hổ đều mạnh hơn rất nhiều. Sinh tử cảnh, ngươi cũng dám đột phá sinh tử cảnh. Tống Thiên Hùng lập tức đoán được nguyên nhân, tên điên này không sợ lúc trong thành khôi binh thực lực đột nhiên trở nên yếu đi hay sao? Đây rõ ràng là cực mệnh. Linh văn trên trán Khương Hồng võ đại thịnh, khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cả người cơ hồ đều muốn bốc cháy, rít lên một tiếng. Hỏa diễm nổ tung hóa thành sóng lớn trùng điệp chụp về phía Tống Thiên Hùng. Tống Thiên Hùng quả quyết rút lui, nhưng liệt diễm mang theo thanh thế cường đại, một trọng lại mạnh hơn một trọng, đảo mắt đánh bay hắn ra ngoài. Khương Hồng võ nâng đao lao tới, liệt diễm toàn thân lại lần nữa sôi trào, trùng kích liệt diễm cuồng đao, lấy thế quét ngang thiên quân bổ ra một đạo kinh người, trong nháy mắt bạo tạc về phía trước. Hắn biết cũng không chỉ là liệt hỏa phần thiên. Còn có đao pháp hổ phách càng nhẹ nhàng thuận tay. Tống Thiên Hùng vừa mới ổn định, đao mang trong nháy mắt mang theo uy thế xé rách hết thảy đập vào mặt hắn. Hắn điều động lôi chiều mãnh liệt, sau đó ngưng tụ ra lượng lớn trọng quyền bằng lôi đình hướng về phía trước bạo kích. Nhưng, lôi chiều tán loạn, lôi quyền liên tiếp sụp đổ. Liệt diễm đao mang lao tới, trùng điệp bổ vào trên người hắn. Nếu như không phải có áo giáp đặc thù, một đao này có khả năng chặt đứt hắn. Qua, Tống Thiên Hùng phun ra một ngụm máu tươi bay ngang ra ngoài. Khương Hồng võ lập tức giết tới, nhưng, khí tức một mực cường thịnh vậy mà tại giờ khắc này bỗng nhiên yếu bớt, cả người đều trở nên cực kỳ suy yếu, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút nhào vào trên mặt đất. Tống Thiên Hùng vừa muốn chạy trốn, bỗng nhiên chú ý tới một màn này, trước mắt hắn sáng lên, thực lực sinh tử cảnh quả nhiên biến hóa chợt mạnh chợt yếu. Khương Hồng võ, vận khí ngươi quá kém. Tống Thiên Hùng đại trấn tinh thần, một chưởng đánh ra mảng lớn lôi chiều giống như một đầu hỏa điểu dương cánh gáy to lao thẳng đến Khương Hồng võ. Khương Hồng võ ở đối diện bị đụng bay, lôi điện so với đao kiếm đều rất sắc bén, xé nát mảng lớn da thịt, máu tươi phun ra ngoài như bão táp. Ha ha, đáng đời, ta lập công rồi. Tống Thiên Hùng lập tức đuổi theo. Khương Hồng võ sau khi đập xuống đất liền thuận thế bắn lên, lập tức vọt vào chỗ sâu trong mê vụ. Ngươi trốn không thoát. Tốc độ của Tống Thiên Hùng cực nhanh, lôi mang toàn thân loạn tung tóe, cấp tốc đuổi kịp Khương Hồng võ, bạo hống một tiếng, hắn đạp đất nhảy mạnh tới đánh ra lôi chiều kinh khủng. Nhưng, vương gia, lui lại. Một bóng người đột nhiên từ trong sương mù xông ra, liêm đao tinh hồng đánh tới Tống Thiên Hùng.
Sắc mặt Tống Thiên Hùng hơi biến, lôi chiều đang muốn đánh tới Khương Hồng Võ không thể không xoay chuyển mà đánh về phía huyết ngục. Bành! Vị đội viên huyết ngục kia trong nháy mắt bị xé nát, huyết nhục văng tung tóe. Khương Hồng Võ mạo hiểm tránh thoát lôi chiều chí mạng, sắc mặt âm trầm, cắn răng muốn rời khỏi, nhưng... cảm giác hắn hư nhược không còn sót lại chút gì, khí tức trong thân thể đều tấn mãnh tăng vọt, trở lại đỉnh phong. Khương Hồng Võ, ngươi trốn không thoát. Tống Thiên Hùng lập tức đuổi theo. Khương Hồng Võ đột nhiên quay người, ánh mắt đỏ sáng, ánh sáng hỏa văn trên trán lại lấp lóe, huyết nhục đều như trở nên trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy kinh mạch lao nhanh trong thân thể, khí tức tiếp tục tăng cường. Không tốt. Sắc mặt Tống Thiên Hùng kịch biến, quả quyết rút lui. Nhưng liệt diễm toàn thân Khương Hồng Võ đã sôi trào đến nổ tung, khí lãng cuồn cuộn, sóng nhiệt lao nhanh, liệt diễm trùng thiên hóa thành kim liên. Ầm ầm, kim liên nổ tung, mặt đất vỡ nát, mê vụ đều cấp tốc bốc hơi, một cái đã quét sạch vài trăm mét như đám mây hình nấm rội thẳng mây xanh, sau đó hỏa diễm mất khống chế, hướng về bốn phương tám hướng mà lao nhanh. Tống Thiên Hùng bị liệt diễm nuốt hết, bị năng lượng bạo tạc chấn vỡ thân thể. Sau khi rơi xuống thì kêu thảm nhưng cố nén thống khổ, muốn đứng lên rời khỏi đó. Khương Hồng Võ trong nháy mắt lao tới, trong tay không còn là cuồng đao, mà là liêm đao của đội viên huyết ngục. Phốc phốc, liêm đao sắc bén cắm vào cái cổ, toàn bộ đều xuyên qua. Tống Thiên Hùng dừng lại, hai mắt trừng trừng, con người ngưng tụ. Người chết đi. Khương Hồng Võ bỗng nhiên thu đao. Tống Thiên Hùng quỳ xuống, phun tung tóe máu tươi. Nằm dạp trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nhanh nhanh nhanh, đừng để bọn hắn chạy, toàn bộ xông đi vào cho ta. Hỏa văn, phong văn, chuẩn bị xua tan mê vụ. Hoàng thất, Huyền Thiên Cung, Cửu Tiêu Cung, còn có cường giả Tam Đại Vương Phủ Thương Châu đều không ý thức được sự nguy hiểm của mê vụ, liên tiếp vọt vào. Đang chờ bọn hắn chính là phản kích của đám người Yến Tranh cùng Thiên Sư Tông, Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông, La Phù và 20 vị đỉnh cấp sát thủ. Mê vụ mãnh liệt lập tức biến thành chiến trường thê thảm. Năng lượng bạo động, tiếng kêu, giết, rầm trời. Mặc dù số lượng cường giả bên hoàng thất rất nhiều, nhưng La Phù người tới cũng không ít, mà toàn bộ đều cảnh giới cực cao, võ pháp lại phi phàm. Nhất là 20 vị đỉnh cấp sát thủ kia, thủ đoạn độc ác, xuất thủ vô tình, ở trong loại chiến trường mê vụ này càng như cá gặp nước, tàn nhẫn săn giết mục tiêu. Hơn 60 vị huyết ngục càng giống như tử thần thu lấy tính mạng con người, làm cho người khác thấy được thủ đoạn săn giết kinh khủng. Rất nhiều người còn chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì thì đã có một đạo huyết ảnh xẹt qua, đầu phóng lên tận trời. Nhất là bọn người Yến Tranh, Côn Bác. Hơn 10 ngày tuyệt vọng, thống khổ, tại thời khắc này đã biến thành lửa giận và sát ý vô tận. Hai mắt bọn hắn huyết hồng, bạo tạc mạnh mẽ đâm tới ác chiến loạn chiến như không cần mạng nữa. Dạ Thiên Lan thì tự mình thủ hộ Thiên Hoa Linh Trì, bảo đảm phạm vi cùng ảnh hưởng của mê vụ. Dạ An Nhiên, cảm ơn mọi người có thể đến. Khương Phàm cùng Dạ An Nhiên đối diện nhau. Hắn không nghĩ tới Dạ Thiên Lan lại đến, còn mang đến nhiều người như vậy. Thế này chẳng khác nào đưa Thiên Sư Tông vào nguy hiểm. Ta đã từng nói, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người nhà. Dạ An Nhiên kéo Ngọc Ngưng Dao trên mặt xuống, lộ ra kiều nhan mỹ lệ đẹp đẽ. Cô đã cứu ta, Thiên Sư Tông đã cứu được Khương gia. N này, chúng ta sẽ khắc ghi cả đời. Khương Phàm trịnh trọng tỏ thái độ. Không phải tính toán rõ ràng như thế. Dạ An Nhiên giờ khóc giờ cười, đã đến lúc này mà hắn vẫn còn khách khí như vậy. Tính rõ ràng càng tốt, không được quên. Khương Phàm vừa dứt lời, trong sương mù phía trước đột nhiên xông ra một thiếu niên tà khí. Tay trái sôi trào liệt diễm, tay phải quấn quanh lôi điện. Hai cỗ năng lượng dữ dằn dung hợp tại một thể để hắn từ trong ra ngoài đều bộc lộ ra sự cường thế bức người. Đó chính là đệ tử thiên tài Cửu Tiêu Cung, Phiền Kiệt. Dạ An Nhiên, Khương Phàm. Đáy mắt Phiền Kiệt lập tức lóe lên tinh quang. Là ngươi. Khương Phàm nhận ra hắn. Đệ tử chân truyền phó cung chủ Cửu Tiêu Cung, Tống Thiên Hùng, Phiền Kiệt. Dạ An Nhiên giới thiệu, lập tức ký kết ra phù chú. Ngày đó quả nhiên là ngươi mang Khương Phàm đi, tiện nhân ngươi. Phiền Kiệt giận dữ mắng mỏ, nhấc lên lôi hỏa như chiều dâng nhào về phía Dạ An Nhiên, nhưng chạy không được hai bước đã đột nhiên chuyển hướng thẳng đến Khương Phàm. Liệt diễm cuồn cuộn, lôi điện bạo kích,
hóa thành nắm đấm như cối xay. Phảng phất liệt diễm là thịt, lôi điện là xương cốt, khí thế dữ dằn đến cực hạn. Liệt diễm toàn thân Khương Phàm bạo động kinh người, kim quang chiếu xuyên mê vụ, một đầu mãnh hổ uy nghiêm thành hình, gầm thét đụng vào trọng quyền lôi điện. Ầm ầm. Mãnh hổ, lôi hỏa trọng quyền trong nháy mắt vỡ nát. Lại thế lực ngang nhau. Không hổ là thánh phẩm linh văn, nhưng ta hơn ngươi một trọng thiên. Phiền Kiệt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, liệt diễm, lôi chiều càng tăng lên dữ dội hơn, ngang nhiên thẳng hướng Khương Phàm. Nhưng, một đạo phù chú gào thét mà tới, chui vào mặt đất phía sau hắn. Một tiếng trầm muộn vang lên, đại địa băng liệt, vết nứt xé rách ra hơn 100 mét. Phiền Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị, ngã quỵ. Từng đạo phù chú liên tiếp mà tới, rơi xuống tầng đất. Đại địa lắc lư, cuồn cuộn đá vụn kịch liệt va chạm, hình thành lồng giam nặng nề, khốn trụ Phiền Kiệt. Dạ An Nhiên hét to một tiếng, một đạo phù chú liệt hỏa trùng thiên, cấp tốc phóng đại, cuốn đi mãnh hổ cùng lôi hỏa trọng quyền vỡ nát, sau đó thả ra toàn bộ liệt diễm. Ánh sáng phù chú mở rộng, kịch liệt lắc lư. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn vây được ta. Toàn thân Phiền Kiệt bộc phát ra liệt diễm, lôi chiều tàn phá bừa bãi, cuồng dã chấn mở thạch lao. Nhưng, một giây sau, liệt diễm phù chú từ trên trời giáng xuống, thiên thạch nện ở trên người hắn. Dạ An Nhiên cấp tốc xoay chuyển hai tay, đầu ngón tay như linh bút vẽ ra một đạo lại một đạo phù văn. Thiên thư thánh văn tỏa ra quang mang rực rỡ, chiếu sáng nàng ánh giống như tiên tử. Tám đạo phù chú cường thịnh cấp tốc thành hình, điên cuồng cướp đoạt lấy linh lực giữa thiên địa. Phương thức tấn công vừa đặc sắc lại mạnh mẽ này để Khương Phàm cũng hơi động dung, không hổ là thiên thư thánh văn. Hỗn trướng. Phiền Kiệt chấn tan hỏa diễm, đạp tan đá vụn trên mặt đất, lao đến phía Dạ An Nhiên. Thiên linh tụ, sơn hà hội. Tám đạo phù chú hút linh lực thiên địa no bụng, cấp tốc phóng đại, kịch liệt xen lẫn. Liệt diễm, thủy triều, đại địa, cây rừng, bốn cỗ năng lượng va chạm hình thành nên một bức sơn hà hỏa quyển khổng lồ. Sắc mặt Phiền Kiệt hơi biến, hắn cảm nhận được một cỗ áp bách mãnh liệt, lại có linh văn rung động. Không đúng. Nàng là linh văn gì? Khốn. Dạ An Nhiên đưa hai tay đẩy về phía trước, ánh san sơn hà hỏa quyển mở rộng, hướng phía Phiền Kiệt quấn quanh qua. Mở cho ta. Phiền Kiệt khó có thể tin, lôi chiều bạo động, liệt diễm mãnh liệt, theo hắn gầm lên giận dữ mà hóa thành một thanh cự đao, bổ vào trên bức hỏa. Bức tranh run rẩy lại thành công đỡ được công kích. Điều đó không có khả năng. Phiền Kiệt hô to. Bạo. Dạ An Nhiên quát lên một tiếng, sơn hà đổ ầm vang dẫn bạo, năng lượng kinh khủng lập tức che mất Phiền Kiệt. Phiền Kiệt kêu thảm, lại nương tựa theo áo giáp thủ hộ, chống đỡ một kích chí mạng này. Nhưng, toàn thân Khương Phàm bạo động liệt diễm, cự tượng quyền vận sức chờ phát động. Thời điểm khi Phiền Kiệt máu me khắp người lao ra, một đầu voi lớn mình đầy kim quang sáng chói từ đối diện lao tới, lấy uy thế khai sơn đón đầu chạm vào nhau. Phiền Kiệt ngửa mặt tung bay, xông về Khương Phàm. Cự mãng bàn thiên. Khương Phàm lại dương thiên hoàng quyền, một đầu liệt diễm cự mãng nhào về phía Phiền Kiệt, cường thế quấn quanh mang theo hắn phóng lên tận trời. Cự mãng càng quấn càng chặt, đến giữa không trung cao chừng 20 mét mới ầm vang bạo tạc. Khương Phàm triển khai liệt diễm sau lưng, phóng lên tận trời. Nhưng, đúng vào lúc này, chỗ sâu mê vụ mảng có lớn dây leo giống như sóng lớn cuồn cuộn mà tới, sợi đằng lấp lóe thanh mang, giống như có được sinh mệnh. Khương Phàm, tránh ra. Dạ An Nhiên lập tức nhắc nhở, nàng vội ngưng tụ phong văn cuốn mình cấp tốc lui lại. Khương Phàm không rõ đã xảy ra chuyện gì, lại quả quyết lui lại, tránh khỏi dây leo huyết sắc đang xông tới. Dây leo huyết sắc như cự mãng mà nhúc nhích, tách ra một con đường, một nữ tử mặc huyết y như yêu tinh đi ra. Phiền Kiệt từ trên trời giáng xuống, toàn thân máu thịt be bét, chật vật không chịu nổi. Sư tỷ, hai thánh linh văn, khó được. Nữ tử cười lạnh, trên trán nàng lại là một thụ văn màu xanh, thụ văn vô cùng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Đệ nhất thiên tài Cửu Tiêu Cung, một trong tứ đại thánh văn thiên tài của Hoàng Triều, Đinh Linh Lung. Linh văn sinh mệnh thánh thụ. Dạ An Nhiên mang theo Khương Phàm lập tức lui lại, biến mất trong sương mù. Nàng chí ít là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, chúng ta đấu không lại. Tiểu cô nương này lại là thánh linh văn. Quan Linh Lung cười lạnh. Sư tỷ, mau đuổi theo. Bắt lấy Khương Phàm, Dạ An Nhiên,
tỷ ngươi có thể đi thẳng đến hoàng thất tiếp nhận phong thưởng. Phiền Kiệt chịu đựng đau nhức kịch liệt, lo lắng thúc giục. Mê vụ này có gì đó quái lạ. Quan Linh Lung không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng đã rõ ràng cảm nhận được mê vụ đang hấp thu linh lực của nàng, còn có thể nhiễu loạn ý thức. Vậy chúng ta, Phiền Kiệt vô cùng không cam tâm. Rút lui, rời khỏi nơi này. Là tông chủ Thiên Sư Tông Dạ Thiên Lan sao? Cửu công chúa đứng bên ngoài mê vụ, thần sắc ngưng trọng nhìn qua mê vụ cuồn cuộn kịch liệt, phạm vi quá lớn, cơ hồ như đã bao phủ toàn bộ khu thành đông, còn che lấp cả bầu trời. Thiên Sư Tông thật xem Khương Phàm là con nuôi, không chỉ có tự mình tới, còn náo ra thanh thế lớn như vậy, rất có thể đã xuất động đỉnh cấp cường giả toàn tông đến đây. Mà địa vị Thiên Sư Tông ở trong La Phủ vô cùng nguy hiểm, làm sao Dạ Thiên Lan lại làm ra quyết định không lý trí như thế? Điện hạ, tình huống có gì đó không đúng, mê vụ giống như không có dấu hiệu yếu bớt chút nào. Võ tướng hướng, Tam Hoàng tử, bẩm báo. Tam Hoàng tử, nào dám tùy tiện nói tiếp, theo bản năng nhìn về hướng cửu công chúa. Cửu công chúa cũng đã nhận ra dị thường, nhiều cường giả xông vào như vậy, hỏa diễm, cuồng phong, thậm chí luồng không khí lạnh đều có thể xua tan mê vụ, thế nhưng... Nàng chỉ nghe được chém giết kịch liệt bên trong, lại không thấy mê vụ yếu bớt. Mê vụ này có gì đó rất quái lạ. Thần sắc võ tướng Thành Khôi Binh ngưng trọng, xem ra Thiên Sư Tông đến là đã có chuẩn bị, không chỉ muốn cứu người, còn muốn giết người. Truyền lệnh, lách qua mê vụ, tập kết đến ngoài thành. Cửu công chúa tỉnh táo hạ lệnh, mặc kệ Thiên Sư Tông bố trí cái gì ở bên trong, sớm muộn đều là muốn rời khỏi. Các võ tướng lập tức dẫn đầu 50.000 tinh binh chạy tới ngoài cửa thành. Nhưng, phạm vi mê vụ quá lớn, bọn hắn không thể không đi đường vòng hai bên Nam Bắc, lại hướng ngoài cửa đông mà tập kết. Khi bọn hắn nện bước chân bước chỉnh tề xông ra hai bên Nam Bắc cửa thành, hỗn chiến trong sương mù lại chuẩn bị kết thúc. Bọn người Khương Hồng võ được Linh Điệp chỉ dẫn đã cắt đuôi được đối thủ, tập kết ở hướng đông. Rút lui. Dạ Thiên Lan đã chờ ở bên ngoài. Bọn người Khương Hồng võ đã ý thức được có chút hỗn loạn, sau khi rời khỏi mê vụ liền há mồm thở dốc, ổn định tâm thần, theo bọn người Dạ Thiên Lan vọt vào hoang dã. Nhanh, nhanh nhanh nhanh, đều đuổi theo. Bọn người Yến Tranh lớn tiếng la lên, thúc giục người phía sau. Chúng ta giết ra tới thành Khôi Binh, Lang Gia Quốc, thù này còn chưa xong đâu. Yến Gia, Côn Gia, còn có Hùng Gia và rất nhiều cường giả đều quay đầu ngắm nhìn oanh động ở thành Khôi Binh. Trong ánh mắt lóe ra ý hận thấu xương. Bọn hắn huyết chiến đại hoang 20 năm. Bọn hắn thủ hộ Thương Châu 20 năm. Tín ngưỡng của bọn họ là thủ hộ và trung thành. Hiện tại, bọn hắn đã hoàn toàn buông xuống. Mê vụ nồng đậm dần dần tản ra, hiện ra trước mặt tất cả mọi người chính là phế tích, phòng ốc rách nát, còn có thi thể đầy đất nhìn thấy mà giật mình. Cường giả may mắn còn sống sót cũng đều hư nhược ngồi liệt trên mặt đất, bọn hắn đã khô kiệt linh lực. Ý thức hỗn loạn, toàn bộ đã đánh mất sức chiến đấu. Chạy rồi sao? Thời điểm bọn người cửu công chúa chạy đến nhìn thấy những bóng lưng dần dần biến mất tại cuối tầm mắt. Điện hạ, còn đuổi theo không? Bọn hắn bất luận là đi Bắc Cương hay là hướng Tây Cương, đều cần vượt qua mấy ngàn cây số. Chúng ta còn có cơ hội. Các phó tướng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, cứ như vậy mà chạy sao? Sự kiện này đều đang được toàn bộ Bắc Cương chăm chú quan sát. Trong hoàng thành cũng có người đang nhìn, vậy mà lại rơi vào cục diện như hiện tại. Bọn hắn đều có chút lo lắng thay cho Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử, vẫn không dám tùy tiện đáp lời, vô ý thức nhìn về hướng cửu công chúa. Cửu công chúa phân phó. Bọn hắn nếu cùng Thiên Sư Tông hội hợp, hẳn là sẽ đi La Phù Sơn Mạch. Thông chi tất cả võ viện, tông môn Tây Cương, toàn diện lùng bắt. Được. Các võ tướng quái dị nhìn Tam Hoàng tử. Lập tức chạy đi an bài. Chạy đi, thỏa thích chạy đi. Hiện tại, chỉ là bắt đầu. Cửu công chúa thật đáng tiếc đã không thể vây khốn Khương Hồng Võ, nhưng... Tam ca bị giết, hoàng thất hổ thẹn, sự kiện này đã không còn là sự vụ Thương Châu mà là ân oán toàn bộ Lang Gia Quốc. Mặc kệ bọn người Khương Hồng Võ chạy trốn tới nơi nào, hoàng thất đều sẽ càng phản kích mãnh liệt. Cho đến khi Khương gia chết đến người cuối cùng. Bọn hắn cứ vậy mà chạy đi. Không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phượng Ngô ngồi xổm ở trên nóc nhà lung lay sắp đổ, nhìn qua những thân ảnh đang đi xa kia. Dạ An Nhiên, ta đã nhìn thấy Dạ An Nhiên. Nữ hài nhi bản công tử ngưỡng mộ 3 năm,
vậy mà lại ở cùng Khương Phàm, quá thất bại. Chu Thanh Thọ tiếc nuối lắc đầu. Đáng đời, 3 năm đều không có dám nói một câu thích người ta. Tiêu Phượng Ngô hừ một tiếng, bên trong ánh mắt sáng ngời lại lóe ra mấy đạo quang mang lạ thường. Thư Mỹ Hảo không cần thiết nhất định phải chiếm được, bản công tử thích từ từ thưởng thức, yên lặng phẩm vị. Người đây gọi là huyễn tưởng, là ý. Người cầm miệng cho ta, đi thôi, chuyện kết thúc rồi, chúng ta nên trở về võ viện. Chu Thanh Thọ đến xem trò hay, vở kịch này cũng xác thực đặc sắc, kết cục còn rất hoàn mỹ. Tiêu Phượng Ngô đột nhiên hỏi một câu. Cầm thú, ước mơ của ngươi là cái gì? Ước mơ. Hai chữ tốt đẹp như vậy, từ trong miệng tên khốn này nói ra mới lạ làm sao? Chu Thanh Thọ trợn trắng mắt. Ngươi muốn nói cái gì? Ước mơ. Tiếp nhận phụ thân, trở thành thành chủ Cẩm Thành. Còn gì nữa không? Giải cứu ngàn vạn thiếu nữ. Nói tiếng người. Cưới lão bà, cưới rất nhiều lão bà. Phù hợp hình tượng mặt người dạ thú này của ngươi. Tiêu Phượng Ngô đứng người lên, nhìn qua hoang dã mênh mông. Ta muốn đi La Phù Sơn Mạch, ta đã quyết định rồi. Ngươi trước đó cũng không biết đến La Phù, ta đã nói ngươi đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Đừng lề mề, đi về võ viện, cố gắng tu luyện thôi, nói không chừng tương lai có thể làm đại trưởng lão. Chu Thanh Thọ quay đầu vừa muốn rời khỏi, Tiêu Phượng Ngô đánh mạnh một quyền, đánh vào trên gáy Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ nhoáng một cái. Con mắt trắng dã liền ngã xuống đất. Tiêu Phượng Ngô bắt lấy cổ chân Chu Thanh Thọ, thô lỗ vung qua trên vai. Lão tử đã sớm muốn rời khỏi Thương Châu. Nơi rách nát này quá loạn. La Phù Sơn Mạch hẳn là tốt chỗ để đi. Nam tử phải có chí hướng lớn. Cái gì thành chủ, trưởng lão, thật không có ý tứ. Tiêu Phượng Ngô đưa tay quất vào trên mông tròn vo của hắn, thả người nhảy xuống nóc nhà. Hai huynh đệ chúng ta tìm Khương Phàm đi. Để hắn tìm cho ngươi một tiểu cô nương xinh đẹp ở La Phù. Bọn người Khương Hồng võ ban ngày nghỉ đêm đi, một đường rong ruổi, sau 2 ngày đã vọt vào phạm vi Tây Cương. Khương Phàm muốn chuyển toàn bộ bọn người vào Thanh Đồng Tiểu Tháp, nhưng cũng có thể là cảnh giới bọn hắn quá cao, năng lượng quá mạnh, đưa vào không được mấy người thì Thanh Đồng Tiểu Tháp đã bắt đầu lắc lư kịch liệt, nở rộ ánh sáng cường thịnh. Cảnh giới Khương Phàm có hạn. Ép không được nó, chỉ có thể đưa bọn người Khương Hồng Võ ra ngoài. Khương Vương gia, mọi người có chỗ khác để đi không? Nếu như không để ý, có thể đến Thiên Sư Tông chúng ta ở tạm một thời gian. Cho đến lúc này Dạ Thiên Lan mới tìm được cơ hội đưa ra lời mời. Trước đó chỉ là nghe nói qua Khương Hồng Võ, tới lúc gặp mặt mới hiểu được chỗ phi phàm của người này, không hổ là truyền nhân đã từng được Vương chủ Bắc Cương bồi dưỡng. Một người thiết huyết cường thế. Khôn khéo cay độc, càng nặng tình trọng nghĩa. Người này nguy hiểm, cũng tuyệt đối vô cùng đáng giá để kết giao. Tuy nhiên, phải dùng tâm. Khương Hồng Võ nhìn Khương Phàm bên cạnh một chút, trên khuôn mặt lãnh tuấn lộ ra mấy phần ý cười. Ta đã không phải là vương gia gì nữa, trực tiếp gọi tên ta là được rồi. Nếu như không quấy rầy, chúng ta xin đi làm phiền quý tông mấy ngày. Mặc dù hắn muốn mang Khương Phàm đi Vô Hồi Thánh Địa, nhưng cũng không tùy tiện cự tuyệt. Hắn nhìn ra được, Dạ Thiên Lan này hẳn có mục đích gì, nếu không chỉ dựa vào thánh linh văn của Khương Phàm cũng không đến mức để hắn mạo hiểm lớn, còn mang theo nhiều người như vậy. Không quấy rầy, chúng ta không phải thường hoan nghênh. Dạ An Nhiên cũng nhiệt tình mời. Tây Cương mặc dù có rất nhiều tông môn võ viện, nhưng núi rừng cũng nhiều. Chúng ta chỉ cần cẩn thận, hẳn là có thể tránh được đuổi bắt. Tuy nhiên nhân số chúng ta cũng nhiều. Tốt nhất nên phân tán mà hành động. Tâm tình Dạ Thiên Lan rất tốt, có thể được Khương Hồng Võ cùng Huyết Ngục tương trợ, Thiên Sư Tông có thể an ổn phát triển thêm mấy năm, chân chính ổn định bước chân. 10 người một tổ, Nghị Nhi, con đi theo ta. Khương Hồng Võ có rất nhiều lời muốn tâm sự cùng Khương Phàm. Tại thời điểm bọn hắn khởi hành chạy tới La Phù, một trận kịch biến chấn kinh cũng đã ầm vang bộc phát tại La Phù Sơn Mạch. Đại hoàng tử tập kết tất cả võ giả linh nguyên cảnh trở lên của Tây Cương, ngang nhiên phát động tiến công quy mô lớn nhất từ trước tới nay với La Phù Sơn Mạch. Bọn hắn chia ra 3 đường, bình thường hơn 5 vạn người, thẳng tắp đột tiến, điên cuồng đổ sát lấy hết thảy sinh linh ven đường chúng đi qua, từ linh yêu đến tán tu, không tránh thì chết, môn phái lớn nhỏ ven đường đều bị diệt. 2 đường khác, tất cả hơn vạn người, hành tung ẩn nấp, tốc độ cực nhanh, thẳng đến chỗ sâu nhất của La Phù.
La Phù đại loạn. Các tông tức giận. 18 tông trừ Dạ Thiên Lan ra, các tông chủ khác đều khẩn cấp tập hợp, sau khi thương lượng đơn giản đã chia ba đường triển khai chặn đánh. Bọn hắn suy đoán đường cái Tây Cương hẳn là hấp dẫn lực chú ý, hai đường khác mới là trọng điểm. Cho nên, Ngọc Đỉnh Tông dẫn đầu tứ đại tông môn là Linh Cực Tông, Ngọc Hư Tông, Thương Vân Tông, cùng Thiên Sư Tông, còn có đông đảo tông môn ngoài, 18 tông toàn lực chặn đánh bình thường. Thượng Thanh Tông dẫn đầu Thánh Nữ Tông cùng lục đại tông môn, nghênh kích cánh phải. Thiên Cương Tông dẫn đầu Xích Tiêu Tông và các ngũ tông môn nghênh kích cánh trái. Tông chủ Thiên Cương Tông đề nghị, các tông đều nên điều động tất cả lực lượng có khả năng để bảo đảm không có sơ hở nào. Các tông nhao nhao hưởng ứng. Bởi vì trận này, Tây Cương hành động rất đột nhiên, cũng rất khác thường, bọn hắn hoài nghi là có bẫy. Nhưng, chỉ đội đầu của Tây Cương đang điên cuồng đẩy vào hơn nghìn dặm lại cấp tốc dừng lại, không còn liều lĩnh. Chỉ đội cánh trái thì hoàn toàn biến mất ở trong rừng rậm thâm thúy. Chỉ có một đầu cánh phải đánh tới Thượng Thanh Tông hoàn toàn không có phòng bị. Hai bên bạo phát huyết chiến thảm liệt tại gần Hồ Quan Lan. Thượng Thanh Tông là đệ nhất đại tông môn của La Phù, thực lực không thể nghi ngờ, lục đại tông môn tập kết vô cùng cường đại. Nhưng, bọn hắn vẫn còn đánh giá thấp số lượng và thực lực của chi đội cường giả cánh phải này. Cứ như một nửa cường giả Tây Cương trở lên đều đặt ở nơi này, mỗi người cũng đều mang đủ đan dược, mang tới vũ khí cường hãn. Đây rõ ràng là mưu đồ đã lâu, một khi đánh sẽ làm cho bọn hắn trở tay không kịp. Đột kích chiến rất nhanh đã biến thành hỗn chiến, cuối cùng lại biến thành vây quét. Trong hỗn loạn, cường giả Tây Cương đem phần lớn lực lượng đều đặt lên đệ nhất đại tông, Thượng Thanh Tông này, gần như điên cuồng tấn. Trải qua nửa ngày hỗn chiến, Thánh Nữ Tông cùng các lục đại tông môn may mắn trốn thoát hơn phân nửa, Thượng Thanh Tông thì lọt vào đồ sát. Các ngươi không thể giết ta. Ta là tông chủ thập bát tông La Phù, được Vô Hồi Thánh Địa bảo hộ. Nếu ta chết đi, Vô Hồi Thánh Địa tuyệt đối sẽ xử phạt các ngươi. Tông chủ Thượng Thanh Tông, Bành Nguyên Hóa máu me khắp người, cảnh giác các cường giả Tây Cương đuổi theo tới. Đường đường tông chủ đệ nhất tông La Phù, khí khái đâu? Kiêu ngạo đâu, đây là đang cầu xin tha mạng sao? Thật đáng thương, ha ha. Đại hoàng tử từ trong rừng đi tới, hất áo khoác lên, mang theo mặt nạ hoàng kim. Thưởng thức bộ dáng chật vật của tông chủ Thượng Thanh Tông. Xung quanh hắn tất cả đều là cường giả Tây Cương, còn có hai tù binh trọng thương hôn mê. Hình Luyện, Thượng Thanh Tông, Tịch Giao, Thánh Nữ Tông. Ta đang cảnh cáo ngươi, có thể mạo phạm La Phù, sát hại tông chủ La Phù, phải bỏ ra đại giới. Lang gia quốc các ngươi không thể trêu vào Vô Hồi Thánh Địa. Bành Nguyên Hóa chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình dùng thanh danh Vô Hồi Thánh Địa đến bảo mệnh, nhưng... Trận chiến này hắn đã bị bại quá thảm rồi. Để bảo đảm trận đánh thuận lợi, hắn đều đã đem tất cả trưởng lão cùng đệ tử tinh anh mà tông môn có thể điều động mang ra ngoài. Kết quả chết thì chết, phế thì phế. Ngay cả Hình Luyện đều bị bắt sống. Những môn đồ của Thánh Nữ Tông và kia cũng đang chật vật chạy trốn, đều không lo được vị Thánh Nữ này Tịch Giao. Vô Hồi Thánh Địa, ha ha, cũng tốt, vậy ta không giết ngươi, nhưng ta có thể phế bỏ ngươi. Thế này sẽ không tính là khiêu khích Vô Hồi Thánh Địa chứ? Làm sao phế bỏ ngươi đây? Chặt tay, hay là chặt chân? Đại hoàng tử làm bộ do dự lo lắng, nhưng trong lòng hắn thực sự quá sung sướng. Trận hành động này có thể gọi là hoàn mỹ vượt quá tưởng tượng. Toàn diệt Thượng Thanh Tông, trọng thương lục đại tông. Trải qua trận này, La Phù Sơn Mạch đến tận đây thực lực chí ít cũng đã giảm mạnh 3 phần trở lên. Mấu chốt là đánh ra khí thế Lang Gia Quốc, phóng đại uy danh hoàng thất. Từ đó, Lang Gia Quốc bọn hắn rốt cuộc cũng có thể đứng thẳng cái eo ở phía Tây. Bành Nguyên Hóa cảnh giác lui lại. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi ta cảm giác sẽ là ai? Ngoại trừ người của hoàng thất, không có người nào có thể điều động toàn bộ tông môn võ viện Tây Cương. Ngoại trừ người của hoàng thất, không có người nào dám xuất thủ với La Phù. Vậy ngươi đoán xem. Ta là người nào trong hoàng thất? Đại hoàng tử hất mặt nạ hoàng kim lên, lộ ra một gương mặt anh tuấn nhưng lại ngạo khí. Đại hoàng tử, Bành Nguyên Hóa cũng không nhận ra hắn, nhưng, còn trẻ như vậy, hẳn là một vị hoàng tử nào đó. Liên tưởng đến trước đó tam hoàng tử bố cục Thương Châu tại Bắc Cương, mưu toan hoàng vị, kết quả thảm bại. Tên này có thể liên hợp toàn bộ Tây Cương khởi xướng tập kích, vô cùng có khả năng chính là một vị khác cạnh tranh hoàng vị.
đại hoàng tử. Ngữ khí còn có nghi vấn. Ha ha, người vậy mà lại không biết ta. Thượng Thanh Tông bao nhiêu năm qua không hề nhìn tới lang gia quốc chúng ta. Ngươi, bị bại cũng không thể oán. Đại hoàng tử chậc chậc hai tiếng, mang mặt nạ tới. Ngươi làm như thế nào? Ánh mắt Bành Nguyên Hóa lấp lóe. Nếu như tam hoàng tử bố cục tại Thương Châu nửa năm, như vậy đại hoàng tử khẳng định cũng đã chờ đợi nửa năm tại Tây Cương. Trong nửa năm này, hắn chỉ là tập kết toàn bộ cường giả Tây Cương sao? Chắc chắn sẽ không. Đây không phải một trận xâm lấn bình thường, mà là dính đến cạnh tranh hoàng vị. Đại hoàng tử nhất định phải có vạn toàn nắm chắc mới có thể khởi xướng xâm lấn, cũng cam đoan có thể có một trận đại thắng hoàn mỹ. Rốt cuộc cũng phản ứng. Đại hoàng tử cười ha ha. Là ai? Bành Nguyên Hóa càng nghĩ càng kinh hãi, sắc mặt càng trở nên khó coi không gì sánh được. Bọn hắn không đợi chuẩn bị kỹ càng liền bị một đầu nhân mã Tây Cương đụng mạnh vào. Tốc độ quá nhanh. Gặp nhau quá xảo hợp. Mà, người đại hoàng tử mang tới đều quá mạnh. Với những gì hắn hiểu rõ với Tây Cương, chi đội ngũ này rất có thể là nửa số cường giả Tây Cương tập kết lại. Đây rõ ràng chính là vì bọn hắn mà chạy tới. Là đại hoàng tử bí mật đưa vào tai mắt đến các nơi tại La Phù, là có nội ứng. Nếu như Thượng Thanh Tông bại, ai có lợi nhất? Đại hoàng tử không có nhiều lời, ra hiệu các cường giả Tây Cương rút lui. Điện hạ, không giết hắn sao? Có cường giả Tây Cương nhìn không được mà hỏi, nếu muốn phế liền phế triệt để, tại sao phải giữ lại tai họa ngầm? Còn sống càng có lợi hơn. Đại hoàng tử muốn giữ lại Bành Nguyên Hóa, không chỉ vì lo lắng Vô Hồi Thánh Địa, cũng muốn dùng Bành Nguyên Hóa kiểm chế Thiên Cương Tông. Tốt nhất là có thể phát hiện âm mưu của Thiên Cương Tông, để La Phù nội loạn. Như thế mới hoàn mỹ. Bành Nguyên Hóa lắc lư ánh mắt, lớn tiếng hô to. Đến cùng là ai? Từ từ suy nghĩ, từ từ tra, người sẽ có ngạc nhiên. Đem Hình Luyện cùng Tịch Giao giữ lại. Giữ lại, bọn hắn đều là của ta. Ta có thể rèn luyện bọn hắn không hề kém hơn so với đám dã man các ngươi. Mục tiêu thứ hai hành động lần này của đại hoàng tử chính là hai thánh linh văn đại tân sinh La Phù, Hình Luyện cùng Tịch Giao này. Hắn muốn mang về, từ từ thuần hóa để bọn hắn trở thành thân vệ thiếp thân của hắn. Nhất là Tịch Giao, nuôi mấy năm liền có thể dùng. Ngực bụng Bành Nguyên Hóa cuồn cuộn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hư nhược rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Sẽ là ai? Đối với người nào có lợi? Trong đầu Bành Nguyên Hóa lập tức hiện lên mấy khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại không dám nghĩ sâu. Giữa thập bát tông La Phù có rất nhiều quy củ, cũng có tổ huấn càng nghiêm khắc. Trong đó điểm quan trọng nhất, chính là 18 tông có cùng chung mối thù, nhất trí đối ngoại. Người nào vi phạm tổ huấn thì phải trừng phạt. Từ khi Lang Gia Quốc kiến quốc đến nay đã 200 năm. Lang gia hoàng thất nghĩ tới các loại thủ đoạn ly gián 18 tông nhưng chưa từng có một lần thành công. Thiên sư tông, bọn hắn muốn trả thù 18 tông nên cấu kết lang gia quốc. Hay là thiên cương tông, bọn hắn vẫn muốn nhúng chàm vào đệ nhất tôn chủ, càng đối với chuyện năm đó tông chủ tiền nhiệm bị Vô Hồi Thánh Địa giết chết mà canh cánh trong lòng. Hay chính là những kẻ phụ thuộc thánh nữ tông, các nàng đã không còn nguyện ý khuất phục Thượng Thanh Tông nữa. Bành Nguyên Hóa chau mày, cẩn thận suy tư. Đều quên lấy ra đan dược chữa thương. Cho đến khi sau lưng truyền đến thanh âm trà cây bị đạp gãy thì mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Bành tông chủ, đang suy nghĩ gì đấy? Một tên nam tử gầy gò xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại sao ngươi lại ở đây? Bành Nguyên Hóa lập tức cảnh giác, liền muốn đứng dậy lui lại, nhưng lại bởi vì quá hư nhược nên lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp xuống. Nam tử đưa tay đỡ lấy Bành Nguyên Hóa, kéo đến trước mặt. Một thanh đao nhọn tùy theo đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Ngươi! Bành Nguyên Hóa dùng sức nắm chặt bả vai nam tử. Đại hoàng tử giỏi tính toán, muốn giữ lại ngươi để làm cho La Phù nội loạn. Vì La Phù mà ổn định cân nhắc, chỉ có thể ủy khuất cho ngươi. Nam tử rút ra đao nhọn, lại bỗng nhiên lại đâm vào, chậm rãi quấy, kịch độc bên trên đao nhọn cũng dần dần thẩm thấu qua huyết dịch và kinh mạch của hắn. Quả nhiên là các ngươi! Mũi miệng Bành Nguyên Hóa chảy máu, gắt gao trừng mắt nhìn nam tử. Các ngươi, vi phạm với tổ huấn, các ngươi, thẹn với liệt tổ liệt tông của mình. Nam tử cười lạnh, rút đao nhọn ra, nhìn máu tươi phía trên. Biết đây là độc gì không? Là hoàng phong cốc đặc hữu của Tây Cương,
Hắc hồn tán, có thể bảo đảm cường giả linh hồn cảnh của sau khi chúng độc chắc chắn phải chết nhưng lại không để lại bất cứ dấu vết gì. Hắc hồn tán vô cùng ác độc, luyện chế cũng vô cùng khó khăn, cho nên chỉ có cốc chủ Hoàng Phong Cốc mới có. Thời điểm chúng ta cùng đại hoàng tử làm giao dịch đã cố ý muốn mấy món đồ chân quý, trong đó có cái này. Nam tử ném đi đao nhọn, từ từ lui lại, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười tàn nhẫn. Mặc dù hắc hồn tán không để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng với năng lực của vô hồi thánh địa vẫn có thể phát giác được chuyện gì. Sau đó, bọn hắn sẽ truy tung đến Hoàng Phong Cốc, lại liên tưởng đến đại hoàng tử. Vô hồi thánh địa đã hướng 18 tông cam đoan qua, tông chủ chỉ có thể chết bình thường, bằng không bọn hắn sẽ truy cứu tới cùng. Vô hồi thánh địa lại có quy định, không được nhúng tay sự vụ nước khác. Ta ngược lại muốn xem, vô hồi thánh địa đối với chuyện này sẽ lựa chọn như thế nào. Ha ha, ha ha ha. Nam tử cười lạnh biến thành cười to, chỉ là tiếng cười rất quái dị lại khiếp người, quanh quẩn rừng rậm để cho người ta dùng mình. Toàn thân Bành Nguyên Hóa giống như treo đầy kiến đang điên cuồng gặm cắn huyết nhục hài cốt của mình, hắn thống khổ co quắp trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử rời khỏi phương hướng. Chết không nhắm mắt. Dạ An Nhiên ở Bạch Hổ Quan đã nhìn chằm chằm con à. Khương Hồng Võ nghe xong Khương Phàm giới thiệu, nụ cười nhàn nhạt. Nàng đã cứu ta là thật, hỗ trợ tìm mọi người, cũng là thật. Mặc dù là đang dùng ta, nhưng không thể tính là lợi dụng. Lại nói, vốn không quen biết, ai lại sẽ không duyên vô cớ cứu người. Khẳng định là có chút nguyên do. Khương Phàm nhìn thấu, cũng nhìn thoáng được. Khương Hồng Võ từ chối cho ý kiến, ngược lại cười nói. Ta thấy Dạ An Nhiên kia hình như đối với con có chút ý tứ, con chuẩn bị ở lại Thiên Sư Tông rồi sao? Chúng ta cũng đều là hài tử. Khương Phàm cười khổ lắc đầu. Nào có nhiều như vậy ý tứ. Thiên Thư Thánh Văn, rất xứng với con. Nếu quả thật có thể kết hợp, ngược lại không mất một chuyện tốt. Khương Hồng Võ giống như đang tự nói, lại như đang nhắc nhở. Giá trị của Thánh Linh Văn, hắn rất rõ. Nếu như có thể tìm cho Khương gia một người con dâu là Thánh Linh Văn, hắn cho dù chết cũng có thể bàn giao cho tiên tổ. Phụ thân, ta ở chỗ này có đồ tốt. Khương Phàm đụng đụng thanh đồng tiểu tháp trên cổ. Đồ tốt thì ngươi giữ đi, hiện tại ta đã là sinh tử cảnh, chỉ cầu ổn. Khương Hồng Võ có thể mạo hiểm rảo bước tiến lên sinh tử cảnh thì đã không để ý tới sinh tử nữa. Cảnh giới này quá huyền diệu, cũng quá nguy hiểm, thực lực sẽ chợt cao chợt thấp mà biến hóa. Thời gian càng lâu, chuyển hóa càng tấp nập, cũng sẽ càng mãnh liệt. Cuối cùng, không phải suy yếu mà chết thì cũng chính là bạo thể mà chết. Đến cảnh giới này, người bình thường đều sẽ giấu đi, cẩn thận khống chế, yên lặng tu luyện, nếm thử niết bàn cảnh trùng kích cao hơn. Thế nhưng, muốn tiến vào niết bàn cảnh, khó khăn cỡ nào? Trong 100 người đều chưa hẳn có một người có thể thành công. Hắn có thể cứu được bọn người Yến Tranh ra, lại nhìn thấy Khương Phàm còn sống thì đã không có gì tiếc nuối. Trong cổ thành dưới mặt đất ở La Phù Sơn Mạch xuất hiện một loại đan dược thần kỳ, có thể thăng hoa linh văn. Thăng hoa linh văn, có ý tứ gì? Khương Hồng Võ cùng cảnh giác các huyết ngục xung quanh đang đều nhìn về Khương Phàm. Các ngươi đều nhìn thấy linh văn của Dạ Thiên Lan rồi đấy. Lúc trước hắn là lục phẩm, một viên đan dược đã để hắn tại trong mấy ngày ngắn ngủi trở thành Thiên Thư Thánh Văn. Lục phẩm tiến thánh phẩm, ngươi không có nói đùa chứ? Không thể tưởng tượng nổi, nhưng đã có hai người thí nghiệm thành công, xác thực như vậy. Thiên hạ còn có loại đan dược này. Bọn người Khương Hồng Võ đều khó mà tin nhìn Khương Phàm. Linh văn thăng hoa, phàm phẩm nhập thánh phẩm. Đây quả thực là quá trái ý trời. Một viên đan dược, vậy mà có thể có công hiệu thần kỳ như thế. Tin tức này đã oanh động La Phù, cũng mang theo thế lực bên ngoài La Phù tiến đến điều tra. Ta vừa vặn có một viên, chờ đến khi trở lại Thiên Sư Tông, ngài tìm thời gian bế quan thử một chút. Khương Phàm sờ lấy thanh đồng tiểu tháp, chỉ có bảo vật như vậy, mới có thể xứng đáng công ơn dưỡng dục của vương gia. Khương Hồng Võ nhìn chằm chằm Khương Phàm, lại lắc đầu. Không được, loại đan dược này quá chân quý, ta không thể nhận. Ngài đã bước vào sinh tử cảnh thì càng cần viên đan dược kia. Ta mặc dù đối với sinh tử cảnh không hiểu rõ, nhưng thánh phẩm hẳn là lại càng dễ bình ổn vượt qua hơn. Thánh phẩm xác thực. Khương Hồng Võ nhìn ánh mắt chân thành của Khương Phàm, trong lòng tuôn ra một dòng nước nóng.
Khương Phàm kiên trì. Ta đã là thánh phẩm, không còn cần nữa, viên này chính là giữ lại cho ngài. Khương Hồng Võ nhìn chằm chằm Khương Phàm, cảm khái khẽ nói. Diêm lão nói rất đúng. Diêm bá, người nói cái gì rồi? Khương Phàm trước kia đã cùng Khương Hồng Võ hỏi qua tình huống của Diêm bá, chỉ là mỗi lần đều bị qua loa tắc trách. Khương Hồng Võ đi ở giữa cánh rừng rậm rạp, trầm mặc một lát, sau đó cũng mở miệng. Năm đó, thời điểm Diêm lão đưa con tới đã cho ta hai cam đoan. Đầu tiên, hắn sẽ dùng thời gian nửa năm, giúp Bạch Hổ Quan thanh lý tất cả mãnh thú cấp bá chủ trong phạm vi ngàn dặm, bảo đảm Bạch Hổ Quan 10 năm không phải lo. Thứ hai, hắn để lại cho ta huyết văn bảo mệnh, có thể bảo đảm ta tại thời điểm nguy hiểm, kích phát tiềm lực trong thân thể. Khương Hồng Võ mỗi lần nhớ tới chuyện năm đó, luôn luôn nhịn không được mà cảm khái. Tình cảnh Bạch Hổ Quan ngay lúc đó vô cùng nguy hiểm, đại hoang tấn công càng ngày càng mãnh liệt, tám đại cứ điểm tổn thất nặng nề. Đám người Bạch Ngao Thương thì rời khỏi, nguyên nhân cũng là không chịu nổi cảnh chém giết không dừng hàng đêm kia, còn có nhi nữ thân vệ đều chết thảm. Diêm lão thỉnh cầu ta thu dưỡng con 10 năm, sau 10 năm, nếu như hắn tới đón con, sẽ lại cho Khương ra một trận cơ duyên. Nhưng nếu như hắn không trở về nữa, con chính là hồi báo lớn nhất hắn để lại cho Khương ra. Khương Hồng Võ nhẹ giọng thở dài. Thời gian thật nhanh, chỉ chớp mắt đã qua 9 năm rồi. Không biết hắn có thể trở về hay không, còn có thể tìm tới Khương gia hay không? Người có nói qua đi đâu không? Khương Phàm bỗng nhiên có chút thất lạc, Diêm bá lúc ấy đã nói với hắn, nhất định sẽ trở lại đón hắn, lại không nói qua loại khả năng không trở lại kia. Mặc dù thời gian cùng Diêm bá ở chung không nhiều, nhưng khi hắn còn nhỏ, Diêm bá càng giống như người thân của mình. Hắn từ chỗ nào đến, phụ thân phụ mẫu của hắn là ai? Những thứ này, chỉ có Diêm bá biết. Khương Hồng Võ lắc đầu. Hắn có rất nhiều bí mật, hắn không nói, ta cũng không hỏi. Khương Phàm trầm mặc thật lâu, đem suy nghĩ lo lắng hất ra. Uyển Nhi đâu, còn tốt chứ? Bọn họ đều rất tốt, chờ đến Thiên Sư Tông ở một thời gian, ta sẽ dẫn còn đi gặp bọn họ. Lúc này, Huyết Ngục truyền đến cảnh cáo, phía trước có tình huống. Tại chỗ sâu mảnh núi rừng này lại có một tòa thành lớn dựa lưng vào núi. Bên trong náo nhiệt lại oanh động, rất nhiều người chen chúc trong thành, kích tình hoan hô cái gì đó. Từ bên ngoài trông qua, bắt mắt nhất chính là đại đỉnh nguy nga đứng vững ở trong thành, ánh lửa ngút trời, sóng nhiệt mãnh liệt. Đại hội Đan Tông, đi qua xem một chút. Trong lòng Khương Hồng Võ khẽ động, mang theo Khương Phàm cùng Huyết Ngục tiến vào cổ thành. Trong thành mọi người cơ bản đều gom lại, người người nhốn nháo, chen chúc náo nhiệt. Người người đều quay xung quanh cự đỉnh, kích động hoan hô cái tên, Hàn Dạ. Trên đài cao của cự đỉnh, một thiếu niên bộ dáng tuấn tú trang phục lộng lẫy đang tiếp nhận lấy lời chúc phúc của mấy lão nhân. Làm cái gì vậy? Bọn người Khương Phàm đứng bên ngoài, hỏi nam tử đang kích động ở bên cạnh. Đại hội Đan Tông, phía trên là luyện đan sư mà Đại Thanh Sơn chúng ta tuyển ra tới. Gọi là Hàn Dạ. Lục phẩm hỏa linh văn, rất lợi hại. Lợi hại hơn là hắn lại có 3 loại hỏa diễm. Đơn giản chính là vì luyện đan mà thành. Hôm nay mới là ngày thứ 9 bắt đầu đại hội Đan Tông, các trưởng lão đan quốc đã tự mình tới mời. Nghe nói, rất có thể Hàn Dạ không cần lại tham gia toàn bộ đại hội Đan Tông của Tây Cương, cứ trực tiếp đến đan quốc tu luyện. Người kia kích động, ánh sáng mắt lên, mặc dù Hàn Dạ cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng dù sao cũng đi ra từ Đại Thanh Sơn của bọn hắn, rất đáng để kiêu ngạo. Nếu như tương lai Hàn Dạ có thành tựu gì, Đại Thanh Sơn bọn họ đều sẽ được nhờ. Khương Phàm thấp giọng hỏi Khương Hồng Võ. Đan Tông Đại Hội là cái gì? Nghi thức tổ chức đan quốc tuyển nhận, mỗi 3 năm một lần, mỗi lần duy trì khoảng 3 tháng. Là tuyển bạt luyện đan sư ở các nơi tại các châu tứ đại cương vực. Các châu đầu tiên là tự mình tuyển chọn. Danh sách từ 10 vị đến 15 vị. Lại đến đại vực tiến hành khảo hạch, danh sách khống chế trong vòng 30 người. Cuối cùng đưa đến đan quốc, do đan quốc tiến hành khảo hạch cuối cùng, tuyển định ra 50 vị. Khương Hồng Võ tựa hồ hiểu rất rõ đối với chuyện này. Đan quốc lại là cái gì? Khương Phàm rất kỳ quái, đều không có nghe qua. Đan quốc. Khương Hồng Võ lắc đầu, quay người rời khỏi. Khương Phàm ngắm nhìn vị thiếu niên hăng hái trên đài cao kia. 3 loại hỏa diễm. Xác thực hiếm thấy. Dùng để luyện đan. Đáng tiếc.
Ba đám hỏa chủng nơi khí hải Hàn Dạ liên tiếp thức tỉnh, sôi trào lên lửa nóng hừng hực, kích thích linh văn nở rộ lên ba màu ánh sáng xanh đỏ lam. Trong lòng khẽ động, hắn thuận cảm giác đám người nhìn phía, vừa vặn cùng ánh mắt Khương Phàm xa xa chạm nhau. Đó là ai? Là hắn đánh thức linh văn ta sao? Hàn Dạ kỳ quái, đang muốn nhìn kỹ thì thiếu niên xa lạ thì người đã biến mất trong đám người. Hàn Dạ, nhìn cái gì đấy? Ngay lúc lão nhân đưa chúc phúc kỳ quái hỏi, trường hợp trang trọng như thế sao có thể phân tâm? Không có gì. Hàn Dạ thu hồi ánh mắt, nói xin lỗi lão nhân. Nơi này có tiểu tình nhân lưu luyến sao? Không cần nhớ mong, chờ tương lai ngươi đến Đan Quốc, có địa vị, nữ tử sẽ cũng giống như y phục, một ngày một đều có thể đổi. Ha ha, ta chỉ đùa một chút, thiên phú của ngươi rất cao, phải biết quý trọng, tam hỏa linh văn là trình độ hiếm thấy, có thể so với thánh linh văn, nói không chừng ngươi có thể khiến quốc quân hứng thú. Đan Quốc, ở vùng Tinh Nguyệt Lâm, Đan Quốc, cũng là quốc gia phụ thuộc Lang Gia Quốc. Bọn hắn ban đầu cũng như Khương gia chúng ta. Sau khi Khương Hồng Võ rời khỏi cổ thành, thu thập cảm xúc lại và giới thiệu tình huống Đan Quốc cho Khương Phàm nghe. Năm đó Thánh Linh Văn đi theo tiên tổ Hoàng Thất xây dựng quốc gia mới, không chỉ có tiên tổ Khương gia chúng ta, còn bốn người khác. Bọn hắn được gọi là Ngũ Thánh Lang gia khai quốc. Sau khi dựng nước, Nhân Hoàng mời bọn hắn cùng hưởng thiên hạ, nhưng đều bị từ chối. Tiên tổ Khương gia chúng ta tự xin trấn thủ Bắc Cương, chống cự Đại Hoang. Tiên Hoàng liền sắc phong Khương gia chúng ta trở thành vương khác họ to lớn nhất Lang gia quốc. Một trong ngũ thánh, Thường Hy là nữ tử duy nhất, cũng là luyện đan sư truyền kỳ. Sau khi khai quốc, nàng hy vọng có thể cùng Lang gia quốc sáng lập một đan tông, bồi dưỡng luyện đan sư. Tiên Hoàng ái mộ nàng, cũng tôn trọng nàng, liền quyển định Tinh Nguyệt Lâm cũng tự mình đặt tên Đan Quốc. Người đứng đầu Đan Quốc có thể xưng quốc quân, để khen ngợi cống hiến của nàng, cũng xác lập địa vị luyện đan sư ở Lang gia quốc. Khương Hồng Võ nhắc đến chuyện 200 năm trước, có cảm khái, cũng có hướng tới. Thời đại đó hỗn loạn nguy hiểm, lại có tình nghĩa chân thành, nào giống hiện tại, đã từng là ngũ thánh khai quốc, lần lượt xuống dốc, chỉ còn một mình Đan Quốc coi như cường thịnh. Chúng ta và Đan Quốc không có liên hệ nữa sao? Khương Phàm cảm khái, tôn xưng quốc quân, vinh dự này thật sự quá cao. Rất nhiều năm trước đã không còn liên hệ, không phải chúng ta không nghĩ. Mà là Đan Quốc trải qua 200 năm phát triển đã trở nên vô cùng cường đại, lực ảnh hưởng cũng vô cùng lớn. Khương Hồng Võ lắc đầu. Hoàng thất vô cùng kiêng kỵ bọn hắn nên cùng một vài thực lực cường đại kết giao, nhất là vương khác họ Khương gia chúng ta có mấy trăm vạn thiết quân đã khống chế Bắc Cương đây. Cho dù không có liên hệ, nhưng cũng có ân tình đã từng. Lúc trước Uyển Nhi bị phế, vì cái gì lại không tìm bọn hắn hỗ trợ? Một là khoảng cách quá xa, thời gian không kịp. Thứ hai, Khương gia có tổ huấn, cũng là tổ huấn quan trọng nhất. Hậu thế tử tôn Khương gia trừ phi được hoàng thất đặc chiêu, nếu không tuyệt đối không thể bước vào khu vực kinh kỳ. Nếu không, sau khi chết sẽ không được vào tổ đường. Khương Hồng Võ nói đến đây thì cảm khái, tiên tổ lập xuống tổ huấn này, vì cho hoàng thất thấy sự trung thành của mình, bảo đảm tử tôn hậu thế sẽ không tạo phản. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Khương gia không có phản hoàng thất, mà là hoàng thất đã hủy hoại Khương gia. Khương Phàm thấy vương gia không muốn nhiều lời nên cũng không hỏi thêm nữa, hắn nhìn lại cổ thành. Hai loại năng lượng linh văn khác biệt đã rất hiếm thấy, vậy mà hắn lại có được ba loại, còn cùng là hỏa diễm, có thể nói đây là kỳ tích. Ba loại hỏa diễm, kỳ tài luyện đan, nếu như có thể tiến vào Đan Quốc thì sẽ có tiền đồ vô lượng. Hắn có thiên phú như vậy, còn không thể trực tiếp tiến Đan Quốc sao? Hắn muốn vào, Đan Quốc muốn có hắn. Nhưng Hoàng thất chưa hẳn nguyện ý. Vì cái gì? Bắt đầu từ Nhân Hoàng đời trước, Hoàng thất đã bắt đầu lấy tay thu nạp Hoàng quyền. Đến 20 năm trước khi Tân Hoàng kế vị đã trực tiếp khai đao với Khương gia, sau đó nhắm ngay tới Đan Quốc. Tuy nhiên lực ảnh hưởng của Đan Quốc quá lớn, bọn hắn không dám liều mạng, liền xây Kỳ Thiên Điện ở Hoàng Thành. Khương Hồng Võ nhắc đến Kỳ Thiên Điện, lông mày cũng hơi nhíu. Kỳ Thiên Điện chia làm Đan Điện, Võ Điện. Đan điện bồi dưỡng luyện đan sư, võ điện bồi dưỡng võ giả. Trải qua 20 năm phát triển, quy mô đã to lớn hơn rất nhiều. Bởi vì hoàng thất toàn lực ủng hộ, nên Kỳ Thiên Điện có thể từ các nơi cả nước, thậm chí là vương quốc bên ngoài, tụ tập số lượng lớn linh văn ưu tú. Khương Hồng Võ lo lắng không biết mình nói nhiều như vậy,
có thể cho Khương Phàm áp lực hay không, nhưng hắn lại phát hiện ánh mắt Khương Phàm lắc lư, như đang nghiêm túc lo lắng cái gì đó. Ngươi suy nghĩ gì đấy? Khương Hồng Võ tò mò hỏi, tiểu gia hỏa này giống như có chút hưng phấn nhỏ. Khương Phàm hỏi, ba nhà khác là ai, vẫn còn tồn tại sao? Một nhà vì hậu đại quá lộ liễu, cho đến khi phạm vào sai lầm lớn đã bị hoàng thất nghiêm trị, không gượng dậy nổi, đại khái là hơn 30 năm trước đã hoàn toàn biến mất. Một nhà ở hoàng thành, mặc dù tuyên thệ đời đời trung thành với hoàng thất nhưng cũng nhận đủ loại chèn ép, hiện tại chỉ có thể coi là gia tộc tương đối tôn quý trong hoàng thành mà thôi, sớm đã không còn uy thế năm đó nữa. Một nhà khác sau khi khai quốc đã lựa chọn làm ăn mua bán, rất nhanh đã phát triển thành đệ nhất thương hội trải rộng tất cả các cương vực lang gia. Khương Hồng Võ trầm mặc một lát, giống như không quá nguyện ý nhắc tới nhà thứ ba này. Hiện tại cũng xuống dốc, ảnh hưởng chỉ cực hạn tại một vực ở Tây Cương. Thương hội. Trong đầu Khương Phàm toát ra một ý niệm điên cuồng. Đan quốc. Kỳ thiên điện. Mình có thể đan có thể võ, vậy có thể tới làm ồn ào hay không? Do thương hội này tiến cử, tham gia Tây Cương khảo hạch, cuối cùng tiến vào đan quốc. Sau đó, tự do phát huy. Khương Phàm nghĩ tới đây, lập tức hỏi. Chúng ta sẽ còn về Lang Gia Quốc không? Lang Gia Hoàng Thất sẽ không bỏ qua cho chúng ta, nhưng nếu chúng ta muốn cùng toàn bộ Lang Gia Quốc đối kháng là chuyện không thực tế. Khương Hồng Võ rất rõ ràng thực lực chân chính của Lang Gia Quốc, hiện tại bọn hắn cũng không có khả năng liều mạng. Mặc dù có một muội muội ở La Phù nhưng hắn chưa từng hy vọng xa vời Vô Hồi Thánh Địa sẽ tuyên chiến với Lang Gia Quốc. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết được, chí ít, chúng ta phải nắm giữ quyền chủ động, đâm hắn một đao trước, lấy máu. Khương Phàm tính toán trong đầu, càng nghĩ càng thấy lấy có thể thực hiện. Người vẫn còn nhỏ, cứ tu luyện để tăng thực lực lên. Chuyện hoàng thất cứ giao cho ta. Khương Hồng Võ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rất hài lòng với sức lực này của Khương Phàm. Sau 10 ngày lặn lội đường xa, bọn hắn đã thuận lợi rời khỏi Lang Gia Quốc. Nhưng, còn chưa kịp thưởng thức phong cảnh La Phù đã thì nghe đến tin dữ kinh người. Bọn hắn lập tức chạy tới Thiên Sư Tông. Thượng Thanh Tông bị diệt sạch, đệ nhất đại tông cứ như vậy mà xong. Khương Phàm khó có thể tin, chỉ một tháng ngắn ngủi thôi mà. Tông chủ Thượng Thanh Tông, 30 vị trưởng lão, 2.600 vị đệ tử tinh anh, toàn bộ chiến tử. Thượng Thanh Tông hiện tại chỉ còn lại bộ phận trưởng lão đóng giữ mỏ tinh thạch, còn có đám lão già đã ẩn lui. Cảnh giới những lão gia hỏa kia có một số là suy yếu, có một số là rảo bước tiến lên sinh tử cảnh, ý đồ trùng kích cảnh giới cao hơn, đều rất yếu đuối. Nói tóm lại, Thượng Thanh Tông đã bị phế đi rồi. Dạ An Nhiên tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù đối với Thượng Thanh Tông không có cảm tình gì, nhưng dù sao cũng cùng là tông môn của La Phù, vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh này. Lục đại tông môn như Thánh Nữ Tông, Đại Phạm Tông kia cũng bị trọng thương. Thực lực giảm xuống chí ít 3 phần, ta đoán chừng mấy ngày nữa, các tông La Phù liền sẽ gom lại cùng một chỗ, thương lượng làm sao ổn định thế cục La Phù. Dạ Thiên Lan về sớm hơn 2 ngày, đại khái đã hiểu rõ tình huống. Trực giác nói cho hắn biết, trong này khẳng định có điều bí ẩn gì đó. Các tông khác khẳng định cũng sẽ có hoài nghi. Cho nên, đại hội La Phù chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Tây Cương giết tông chủ Thượng Thanh Tông. Đây không tính là vi phạm ước định của Vô Hồi Thánh Địa sao? Khương Phàm bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Dạ Thiên Lan lắc đầu nói. Cái này phải xem Vô Hồi Thánh Địa làm sao quyết định. Chúng ta có thể giúp đỡ được gì hay không? Khương Hồng Võ đối với tình huống nơi này không hiểu rõ, bất quá cũng nhàn rỗi, vừa vặn giúp một tay. Có gì cứ việc phân phó, chúng ta chịu đại ân Thiên Sư Tông, nếu đủ khả năng tuyệt đối sẽ không chối từ. Bọn người Yến Tranh cũng không nguyện ý nợ người khác cái gì, nếu đã tới, tối thiểu phải giúp đỡ một tay, sau đó lại nói. Dạ Thiên Lan liền nói. Các ngươi chỉ vừa tới nơi này, nên nghỉ ngơi thật tốt. Chờ ta xử lý tốt mới tiếp đãi các ngươi được. Khương Hồng Võ xua tay nói. Dạ Tông Chủ không cần phải khách khí, sau này nói không chừng còn là người một nhà đây. Dạ Thiên Lan và bọn người Yến Tranh khẽ nhúc nhích lông mày, đều lộ ra mấy phần ý cười. Dạ An Nhiên đang trầm tư lập tức đỏ bừng mặt. Chỉ có Khương Phàm vẫn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, hắn cau mày, còn đang suy nghĩ tại sao lại đột nhiên xuất hiện xâm lấn và tại sao lại chạy tới Thượng Thanh Tông.
Khương Hồng Võ nói. Trên đường đi ta nghe Khương Phàm nói các ngươi có một kẻ địch gọi là Kim Cương Tông. Dạ Thiên Lan cũng không còn giả mồm. Kim Cương Tông xác thực thường xuyên khiêu khích, lần này thừa dịp chúng ta ra ngoài, đã chiếm đoạt 8 tòa tinh quáng ở bên ngoài của chúng ta. Giao cho chúng ta, tìm người giới thiệu tình huống. Chờ ngươi trở về, La Phù này không có Kim Cương Tông nữa. Tiếng nói Khương Hồng Võ đầy khí tức sát phạt. Thiên Sư Tông thuộc về 18 tông, có quy củ, có ràng buộc, làm việc có lo lắng. Bọn hắn hiện tại không thuộc về cái này, cũng không thuộc về cái kia, không hề có ràng buộc đương nhiên sẽ không quan tâm. Ngươi có Chu Tước Chi Linh, Chu Tước Yêu Hỏa, lại xưng diệt thế phần thiên viêm. Khi còn sống ta từng may mắn gặp được một lần, không nghĩ tới lại gặp nhau dưới tình huống này. Khương Phàm trở lại đình viện, đang chuẩn bị tĩnh tâm tu luyện, một âm thanh đột nhiên xuất hiện ở trong đầu. Trầm thấp, già nua. Lạ lẫm. Ai? Khương Phàm lập tức cảnh giác, giống như ở sau lưng nhưng hình như lại ở xung quanh. Không cần khẩn trương, ta chỉ là một sợi hồn niệm. Vô hình, vô phách, không tổn thương được ngươi. Thanh âm vang lên lần nữa, đang lượn vòng trong đầu Khương Phàm. Ngươi là ai, ở đâu? Ta đang trong thân thể ngươi. Thân thể. Khương Phàm lập tức dò xét thân thể. Ta đã từng là chủ nhân của Đan Hoàng Cổ Kinh. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động. Ngươi là, Đan Hoàng. Đan Hoàng, đã từng có người gọi ta như thế. Đáng tiếc. Thanh âm trầm thấp đi rất nhiều, như đang tiếc nuối gì đó. Ngươi làm sao lại ở trong thân thể ta? Khương Phàm không cách nào bình tĩnh được. Đã từng là chủ nhân. Ta lại đang nói chuyện cùng người của vạn năm trước. Thật không thể tin được. Trước khi chết, ta đem hồn niệm khắc ở bên trên Đan Hoàng Cổ Kinh. Nó là tâm huyết cả đời của ta, ta muốn xem là ai đạt được nó, phải chăng có tư cách có được nó. Ngươi những ngày gần đây, một mực quan sát ta. Mạo muội rồi. Khương Phàm không nghĩ tới vị lão tổ tông này vẫn rất khách khí. Người luyện đan sao, thật không giống. Thân thể của ngươi rất kỳ quái, giống như ẩn giấu đi một lực lượng thần bí. Lực lượng gì? Ta chỉ là một sợi tàn hồn, có ý thức, lại không có năng lực năm đó, cha không rõ. Bất quá, ngươi xác thực rất có tiềm lực. Ngươi vừa mới nói cái gì là Chu Tước Chi Linh. Hỏa điều trong thân thể ngươi, cũng chính là linh nguyên của ngươi. Rất có thể là vạn cầm chi tổ, Chu Tước. Chu Tước. Khương Phàm lập tức nghiêm túc lắng nghe, mặc dù đối với yêu thú hắn không hiểu nhiều nhưng cũng biết cái tên này đáng sợ thế nào. Nào chỉ là vạn cầm chi tổ, quả thực là đứng đầu vạn hung. Thế nhưng, trong thân thể mình làm sao lại thức tỉnh ra một con hung vật như thế? Ta, đến cùng là ai, nếu thật là Chu Tước, ngọn lửa màu vàng của ngươi ở tương lai sẽ trưởng thành thành Chu Tước Yêu Hỏa. Ngọn lửa này lại được gọi là diệt thế yêu hỏa, hoặc là diệt thế phần thiên viêm, có thể gọi là rất cấm kỵ, vô cùng cường đại, cũng vô cùng bá đạo. Có uy lực phần diệt vạn vật càng có năng lực thôn vệ vạn hỏa. Cũng chính là bởi vì như thế mà hỏa diễm này một khi xuất hiện, ắt sẽ bị thiên hạ vây công. Ngữ khí linh hồn Đan Hoàng rất bình tĩnh nhưng lại mang theo vài phần lo lắng. Hắn cảm thấy may mắn khi có thể giao Đan Hoàng Cổ Kinh cho trong tay truyền nhân như thế này. Nhưng cũng lo lắng hài tử này sẽ không được bao nhiêu năm. Đến lúc đó, đứa nhỏ này sẽ chết, Đan Hoàng Cổ Kinh có thể sẽ lại lần nữa đổi chủ. Phần diệt vạn vật, thôn phệ vạn hỏa. Khương Phàm theo bản năng giơ tay lên, toát ra ngọn lửa màu vàng óng, thần sắc dần dần ngưng trọng. Thế nhưng, ở sâu trong nội tâm, giống như có một loại phấn chấn cùng chờ mong ngoài ý muốn. Trước tiên không cần khẩn trương, người lấy linh văn thức tỉnh Chu Tước Yêu Hỏa. Có nghĩa người cần từ từ trưởng thành mới có thể đến phương diện đỉnh phong kia. Có thể chân chính thể hiện ra uy lực yêu hỏa hẳn là sẽ ở linh hồn cảnh. Mà muốn tăng cường uy lực phần thiên hơn thì cần đến niết bàn cảnh, thân thể mở ra giai đoạn bảo tàng kia. Mà trước đó, người cần cẩn thận thai nghén linh văn, từng bước kích phát tiềm lực của yêu hỏa. Khương Phàm lập tức hỏi. Làm thế nào? Hắn đối với linh văn của mình, còn có hỏa diễm nữa, có rất nhiều nghi vấn. Không nghĩ tới bỗng nhiên lại có thêm một đạo sư. Luyện đan, tìm kiếm 9 loại linh điểu hỏa diễm, luyện chế cửu linh dưỡng nguyên đan, trực tiếp phục dụng là được. Thường xuyên phục dụng, hiệu quả sẽ càng ngày càng rõ ràng. Mặc dù đan dược thai nghén linh văn đều hiếm thấy, nhưng phương pháp luyện chế lại càng hiếm thấy hơn, nhưng hắn đã ở đây thì không là vấn đề nữa.
Khương Phàm lại hỏi, ta có thể thay đổi màu sắc hỏa diễm của ta không? Linh hồn đan hoàng hỏi lại, ngươi ghét màu vàng sao? Cũng không phải, ta không hy vọng kim viêm trở thành loại cố định của ta. Khương Phàm đang tính chuyện trà trộn vào đan quốc. Chu Tước yêu hỏa rất tôn quý, màu vàng chính là biểu tượng của nó, không có khả năng thay đổi màu sắc. Tuy nhiên cái gì? Hai mắt Khương Phàm tỏa sáng, thật có biện pháp. Chu Tước yêu hỏa có năng lực thôn vệ hỏa diễm khác. Chu Tước yêu hỏa của ngươi vẫn còn rất non nớt, năng lực thôn vệ vẫn không khai phát đi ra, nếu như có thể thôn vệ một cỗ hỏa diễm cường đại nói không chừng có thể sinh ra một ít biến hóa đặc thù. Linh hồn đan hoàng nói xong, lại bồi thêm một câu. Ta chỉ đoán vậy thôi, không thể xác định. Trong lòng Khương Phàm hơi động một chút, lấy ra ngọn cổ đăng kia từ trong thanh đồng tiểu tháp. Đây là lửa gì? A, à, thuần dương huyết viêm, không đúng, có cỗ sát khí. Đây là sát lục huyết viêm, ngươi từ nơi nào có được nó? M thanh linh hồn đan hoàng lập tức trầm thấp đi rất nhiều. Lấy được trên hội đấu giá, lúc ấy chỉ là cây đèn, ta dùng kim viêm tỉnh lại. Nó rất đặc biệt sao? Trong thanh âm của đan hoàng, Khương Phàm nghe được sự cảnh giác. Linh hồn đan hoàng bỗng nhiên lại nói. Đây không phải sát lục huyết viêm. Nó đến cùng là cái gì? Nó hẳn là còn thuộc về phạm trù sát lục huyết viêm, nhưng không tới huyết viêm. Linh hồn đan hoàng trầm mặc một hồi, mới nói. Giống như ngươi, hẳn là lấy linh văn thức tỉnh sát lục hỏa văn. Phát triển đến sinh tử cảnh, nhưng thật đáng tiếc không thể vượt qua được, bị linh văn của mình phản phệ, hóa thân thành sát lục chi hỏa. Không bước qua sinh tử cảnh được, cuối cùng biến thành một đám lửa. Khương Phàm biến sắc, còn có tình huống thế này. Không phải vậy thì vì cái gì lại gọi là sinh tử cảnh? Ngươi thu nó lại đi, sát niệm của sát lục chi hỏa vô cùng nặng, rất dễ mất lý trí. Từ xưa đến nay, người thức tỉnh sát lục hỏa văn cơ hồ đều sẽ chết ở sinh tử cảnh. Vậy tại sao nó phải ở trên cây đèn? Khương Phàm nhìn huyết viêm nhảy vọt trên cây đèn nhưng không có thu lại. Bị người khác lấy ra đốt đèn. Khóe mặt Khương Phàm giật một cái, xem ra chủ nhân quan tài này cũng là một kẻ hiểm ác. Ngươi không cần thiết che giấu Chu Tước yêu hỏa. Nó hiện tại kỳ thật cũng không tính là yêu hỏa, chỉ là thánh hỏa bình thường mà thôi. Tăng cảnh giới, kích phát tiềm lực thánh hỏa mới là điều ngươi cần làm. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Ta thích hợp làm truyền nhân của ngươi sao? Khương Phàm mặc dù không quen trong thân thể có thêm một hồn niệm, nhưng nếu có vị lão tổ tông này thì khẳng định sẽ trợ giúp rất lớn đối với quá trình trưởng thành của hắn. Nhất là phương diện luyện đan. Ngươi hình như còn rất tôn trọng võ pháp. Mặc dù linh hồn đan hoàng hài lòng linh văn của Khương Phàm, nhưng hắn mong đợi truyền nhân sẽ say mê đan pháp, không chỉ phải tiếp nhận truyền thừa của hắn, càng phải siêu việt hơn hắn thì hắn mới hoàn thành nguyện vọng. Nhưng nói cho cùng tên Khương Phàm này vẫn là thú linh văn, cũng mang ý nghĩa Khương Phàm sẽ chú trọng võ đạo hơn. Vậy nhất định Khương Phàm sẽ không quá thành tựu đối với đan pháp. Nếu như ngươi chướng mắt ta, vậy ngươi sẽ làm như thế nào để xử lý đan hoàng cổ kinh? Ta sẽ ngủ say, đan hoàng cổ kinh cũng sẽ vĩnh viễn ở trong ý thức ngươi. Khương Phàm trầm mặc một lát, trịnh trọng nói. Tiền bối, ngươi đối với ta cũng chỉ hiểu rõ tối đa trong một tháng này, ta cũng chỉ mới 13 tuổi. Ngươi không ngại trước tiên ở lại trong thân thể của ta, quan sát một đoạn thời gian rồi làm tiếp cân nhắc chứ. Nếu như ngươi ta cảm giác xác thực không thích hợp, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý bồi dưỡng ta, ta cũng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đan Hoàng trầm mặc một hồi, sau đó liền đồng ý. Dù sao Đan Hoàng cổ kinh đã dung hợp cùng Khương Phàm, muốn lại rời khỏi cũng chỉ có thể chờ đợi Khương Phàm chết đi. Không ngại chờ một chút, lại nhìn một chút xem sao. Tiền bối, nếu như ta khăng khăng muốn dung hợp sát lục chi hỏa vậy thì cần chuẩn bị cái gì? Khương Phàm cảm giác nên thử một lần. Nếu bị động chờ đợi hoàng thất tính toán, không bằng chủ động xuất kích. Đan dược cố thủ trong thần trí ngươi, ví dụ như băng tâm đan, định hồn đan, ngươi là hỏa hồn, lại phải áp chế sát lục chi hỏa, đề nghị dùng thanh thần đan, hẳn là sẽ càng có hiệu quả. Bất quá, đoàn sát lục chi hỏa này mặc dù rất yếu nhưng ngươi cũng chỉ là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Nếu như ngươi thật muốn dung hợp nó, cần mỗi ngày một viên thanh thần đan, cố thủ thần trí, còn cần phục dụng cửu linh dưỡng nguyên đan, tăng cường lực lượng linh văn. Nếu không,
ngươi lúc nào cũng có thể bị sát lục chi hỏa phản phệ, đánh mất lý trí. Đan Hoàng trịnh trọng nhắc nhở Khương Phàm. Tuổi trẻ, không nên mạo hiểm, càng không nên mang linh văn ra mạo hiểm. Khương Phàm đi vào Lăng Vân Các. Bởi vì thời điểm rất nhiều trưởng lão và đệ tử đang tu luyện cần cố thủ linh trí, cho nên bên trong Lăng Vân Các lưu trữ rất nhiều loại đan dược này. Nhưng, thanh thần đan tương đối chân quý, số lượng không nhiều. Khương Phàm tìm khắp cả tầng thứ 12 mới gom góp được 7 viên. Còn thiếu rất nhiều, người muốn hoàn toàn dung hợp sát lục chi hỏa, rất có thể cần nửa tháng, cũng có thể dài hơn. Đan Hoàng muốn khuyên Khương Phàm từ bỏ. Ta có thể tự mình luyện không? Trong cổ kinh có đan pháp, cảnh giới ngươi quá thấp, nhiệt độ hỏa diễm không đủ, bất quá. Nhiệt độ bình thường cũng muốn cao hơn hỏa diễm bình thường, có thể thử một chút. Ngài nói cho ta biết cần vật liệu gì, ta chuẩn bị trước. Đan Hoàng trầm mặc một lát. Cho ta một lý do khiến ngươi cố chấp. Ta muốn trong vòng một tháng, tham gia tuyển bạt luyện đan sư của Đan Quốc. Ta muốn thông qua Đại hội Đan Tông để đến Kỳ Thiên Điện, hoặc là dẫn dụ Đại Hoàng tử lộ diện. Ta muốn trước khi Hoàng thất đả kích Khương gia, phải đánh trả Hoàng thất một đòn thật mạnh. Ta cũng không muốn mạo hiểm, nhưng ta không thể ngồi mà chờ chết. Khương Phàm nói rất chân thành. Đan Hoàng nhắc nhở. Ngươi đấu không lại một hoàng triều. Đây chỉ là bắt đầu. Khương Phàm không vượt qua được Lang Gia Quốc, nhưng tối thiểu hắn muốn để Hoàng thất biết Khương gia bọn hắn không dễ chọc. Nếu như ngươi đã khăng khăng như vậy, 30 ngọc tủy chi, 20 thiên linh quả, 10 tuyết ngọc cốt sâm, còn có 30 đóa thanh tâm tam diệp thảo 10 năm trở lên. Một Phật tâm quả trăm năm. Còn cần một cái kíp nổ, tam văn tuyết liên. Nhất định phải là thành thục ba đạo văn. Tuyết liên trình độ này tính tình ôn hòa, không xung đột cùng thể chất của ngươi. Đây chỉ là dược liệu cần thiết, ngươi tốt nhất phải chuẩn bị 20 khỏa trở lên. Linh hồn Đan Hoàng không khuyên nhiều, cũng không đề nghị nhiều liền nói thẳng ra vật liệu. Khương Phàm đi tới dược sơn khác trong thạch điện, dựa theo lời Đan Hoàng nói đã tìm được dược liệu cần thiết. Ngọc Tủy Chi, thiên linh quả rất nhiều. Tuyết ngọc cốt sâm, tam diệp thảo, Phật tâm quả cũng có thể gom góp. Tam văn thành thục tuyết liên chỉ có 5 đóa. Ta đến chợ đen xem. Khương Phàm nhận chút tinh thạch, rời khỏi dược sơn. Thanh thần đan có thể tiêu trừ sát niệm, cố thủ thần trí, nhưng muốn ngăn chặn sát lục chi hỏa, cửu linh dưỡng nguyên đan mới là mấu chốt. Cửu linh dưỡng nguyên đan cần 9 loại hỏa diễm linh điểu khác biệt. Cảnh giới tốt nhất đều là linh nguyên cảnh sơ kỳ. Loại đan dược này không cần phục dụng mỗi ngày, nhưng càng nhiều càng tốt. Có thể thai nghén linh văn, còn có thể tăng lên cảnh giới, thời khắc mấu chốt lại có thể áp chế sát lục chi hỏa. Sau này, người cũng phải thường xuyên luyện chế, thường xuyên phục dụng, không chỉ có thể ôn dưỡng linh văn, cường kiện linh nguyên, còn có thể càng nhanh tốt mà tăng lên cảnh giới. Linh hồn Đan Hoàng không ngừng chỉ đạo cho Khương Phàm. Cái này phải chuẩn bị cẩn thận. Hiện tại Khương Phàm đã vận dụng hỏa dược rất tự nhiên. Săn giết hỏa điểu hẳn là rất dễ dàng, thuận tiện lấy chúng nó luyện một chút kỹ xảo bay lượn. Khương Phàm, người đang bận gì sao? Yến Khinh Vũ tìm kiếm Khương Phàm khắp nơi, rốt cuộc cũng ở bên ngoài dược sơn chặn được hắn. Chuẩn bị ra ngoài tu luyện, thân thể cô khôi phục thế nào rồi? Trên đường đã điều trị, khá tốt rồi. Vẫn phải nghỉ ngơi thật tốt. Khương Phàm nói xong cũng muốn nhấc chân rời khỏi. Người đang trốn tránh ta. Yến Khinh Vũ gọi được hắn. Không có, ta muốn đi ra ngoài tu luyện. Khương Phàm kỳ quái nhìn nàng. Còn có chuyện khác sao? Yến Khinh Vũ phiền muộn. Ta là tới cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cô đã cứu ta hẳn phải cứu cô. Ngươi trở về cứu ta, cũng bởi vì cái này. Nếu không thì như nào? Khương Phàm không hiểu. Yến Khinh Vũ nhìn hắn một mặt vô tội lại đang làm ra bộ dáng kỳ quái. Thật sự bó tay rồi. Ngươi thật không có chuyện gì. Không có việc gì. Hẹn gặp lại. Dừng lại. Ngươi đến cùng là có chuyện gì? Không có việc gì. Khương Phàm đột nhiên đã hiểu. Có phải trong tông có ai khi dễ cô hay không? Tìm Dạ An Nhiên, nàng ra mặt giúp cô giải quyết. Ta không tìm nàng, ta tìm ngươi. Cô muốn nói gì cứ nói đi. Yến Khinh Vũ nhiều lần do dự, sau đó lại hỏi ra miệng. Ngươi và Dạ An Nhiên đính hôn rồi. Đính hôn? Khương Phàm trừng mắt một cái. Ta, Dạ An Nhiên, nói đùa cái gì vậy? Thật không có. Cô nhàn rỗi không có chuyện gì làm,
làm nhục trong sạch con gái người ta làm gì? Ta nhục. Cô tốt nhất nên nghỉ ngơi đi, ta ra ngoài tu luyện. Chờ một chút. Lại chuyện gì nữa? Khương Phàm hoài nghi có phải là Yến Khinh Vũ ở pháp trường bị kích thích, tinh thần có chút không bình thường hay không? Ta không thể quay về Kim Dương Cung, sau này có khả năng sẽ ở lại La Phù, người mang ta ra ngoài đi dạo đi. Tâm tình Yến Khinh Vũ bỗng nhiên đã khá hơn nhiều. Ta muốn đi tu luyện. Không ảnh hưởng. Tốc độ rất nhanh, cô có thể đuổi theo ta. Ta cũng là linh nguyên cảnh. Khương Phàm mang theo Yến Khinh Vũ đi vào sơn lâm, một bên luận bàn, một bên tìm kiếm mãnh cầm hỏa diễm. Tuy nhiên, Khương Phàm cố ý tăng năng lực sinh tồn của Yến Khinh Vũ lên, ra tay vừa nặng vừa tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Đánh qua đánh lại, đánh đến nỗi Yến Khinh Vũ lên cơn tức giận. Luận bàn tu luyện thật tốt rất nhanh đã đổi cảm giác. Yến Khinh Vũ truy sát Khương Phàm khắp núi đồi. Khương Phàm thỉnh thoảng xuất hiện đánh đập nàng một trận, sau đó lại thoát ra ngoài. Nơi này là La Phù, mạnh được yếu thua, kẻ thù mà chúng ta đối mặt lại tàn nhẫn vô tình, sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đưa chúng ta vào chỗ chết. Cô phải thay đổi ngươi phương thức chiến đấu. Nơi này, không phải diễn võ trường. Khương Phàm thế như mãnh hổ, cuồng dã công kích bước lùi Yến Khinh Vũ. Cuồng phong chạm. Yến Khinh Vũ không đợi ổn định thân thể đã kích thích cuồng phong. Theo lợi kiếm đánh ra, tạo ra hơn 10 đạo phong nhận màu xanh, chạm xuống hỗn loạn. Rất nhanh, nhưng không đủ ổn. Khương Phàm lăng không bay lên, tùy tiện tránh khỏi phong nhận. Vừa rơi xuống đất, trong chốc lát, toàn thân như liệp ưng dương cánh hạ xuống, trong nháy mắt đã bạo khởi, liên tiếp đánh ra ba cỗ liệt diễm, kim quang cuồn cuộn, cuốn về phía Yến Khinh Vũ. Xem thường ai vậy, dùng vạn thú thiên hoàng quyền của ngươi. Yến Khinh Vũ tức giận. Phong văn trên trán nở rộ ánh sáng màu xanh, khí chất cả người đều trở nên thanh linh phiêu dật, như tinh linh cao ngạo. Một cỗ cuồng phong cực kỳ mãnh liệt gào thét mà lên, hình thành phong tường ở xung quanh, cường thế kháng trụ tam trọng liệt diễm liên tiếp, cuốn về phía không trung. Lại đến, Yến Khinh Vũ vừa phản kích, đang muốn tìm kiếm Khương Phàm. Một tiếng rít đột nhiên từ phía sau truyền đến. Cản không tệ, nhưng người nào sẽ ở phía trước chờ cô? Đồ đần sao? Khương Phàm lao tới trong nháy mắt, một tay bóp lấy cổ Yến Khinh Vũ, mang theo nàng vọt mạnh về phía trước, hung hăng nện xuống đất. Khương Phàm. Yến Khinh Vũ tóc tai bù xù nhảy người lên, tức giận thét to. Khương Phàm lần nữa biến mất trong rừng rậm, không còn bóng dáng. Ta là nữ hài tử. Yến Khinh Vũ tức đến sắp khóc, không thể nhẹ nhàng một chút à. Các nam hài nữ hài khác cùng tu luyện đều như thế sao? Ta đây là cái gì? Đồ đần, đồ đần. Yến Khinh Vũ nhìn y phục rách dưới của mình, tức giận đến dậm chân, uổng công nàng hôm nay ăn mặc tỉ mỉ. U, đây là cô nương nhà ai lại bị ném ở nơi này? Một công tử tuấn tú từ trong rừng đi tới, phía sau còn đi theo một đám thanh niên nam nữ. Bọn hắn hất lên đấu bồng màu đen, phía sau khảm hai chữ xích tiêu. Yến Khinh Vũ không để ý bọn hắn, đứng dậy muốn rời khỏi. Vị công tử tuấn thiếu kia ra hiệu một ánh mắt, người đứng phía sau lập tức vây lại. Tự giới thiệu mình một chút, ta là đệ tử Xích Tiêu Tông, Hoa Vị Lạc. Vị cô nương này rất lạ mắt, người không phải người La Phù. Công tử tuấn thiếu cười nhẹ nhàng, đi tới trước mặt Yến Khinh Vũ. Hắn mặt trắng da xinh, ngũ quan đẹp đẽ, giống như nữ tử mỹ lệ, chỉ là con mắt lại dài nhỏ, ánh mắt nóng bỏng, phảng phất có thể nhìn thấu y phục người khác, để cho người ta rất không được tự nhiên. Hoa Vị Lạc, Yến Khinh Vũ chịu không được ánh mắt của hắn. Chính là tại hạ. Công tử tuấn thiếu có chút ngẩng đầu, dáng tươi cười sâu hơn. Cái tên gì thế? Ngươi chưa từng nghe qua. Xem ra ngươi quả thật không phải người La Phù. Ta phải thì sao, không phải thì sao? Nếu như phải, ta muốn mời cô nương đến Xích Tiêu Tông chúng ta làm khách. Nếu như không phải, cô phải cùng ta về Xích Tiêu Tông. Dựa vào cái gì? La Phù bị các tông Tây Cương xâm lấn, tổn thất nặng nề, 18 tông đã liên hợp hạ lệnh, nghiêm cấm người Tây Cương đến La Phù. Nếu như cô không phải người La Phù, chính là thám tử Tây Cương phái tới, ta cần phải bắt cô trở về thẩm vấn. Yến Khinh Vũ lạnh lùng nhìn hắn một hồi. Tránh ra! Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Hoa Vị Lạc không chút kiêng kỵ đánh giá thiếu nữ thanh xuân trước mặt, không chút nào che giấu ánh mắt xâm lược của mình. Từ đầu nhìn đến chân.
từ chân lại trở lại trên đầu, những chỗ đặc thù đều dừng lại mấy giây, còn gật gật đầu giống như rất hài lòng. Chớ chọc ta! Yến Khinh Vũ tức giận. Xem ra không phải người La Phù, bắt lấy, mang về tông môn, ta sẽ từ từ thẩm vấn. Hoa Vị Lạc cười lui lại, hôm nay vận khí không tệ, đi ra ngoài liền bắt được một con mồi. Lấy kinh nghiệm liệp diễm của hắn, đây tuyệt đối là một cực phẩm. Trở về hơi sửa soạn lại, đổi y phục xinh đẹp, đêm nay. Có việc làm. Cô nương, đắc tội. Đệ tử Xích Tiêu Tông xung quanh lập tức vây quanh. Khương Phàm, người chết ở đâu rồi? Yến Khinh Vũ hướng rừng rậm phía trước hô to. Ai? Đệ tử Xích Tiêu Tông lập tức dừng lại, cảnh giác xung quanh. Ngươi vừa mới gọi tên ai? Nụ cười trên mặt Hoa Vị Lạc đều cứng đờ. Khương Phàm, người cố ý sao, đi ra đây. Yến Khinh Vũ nghĩ rằng Khương Phàm cố ý núp trong bóng tối, để nàng xem bọn lưu manh này như địch nhân mà xử lý. Thế nhưng, Khương Phàm thật ra đã rời khỏi đó rồi. Ngay thời điểm một cánh tay ép đến Yến Khinh Vũ, giữa bầu trời vừa vặn lướt qua một đầu liệt diễm điêu, Khương Phàm không chút do dự đuổi tới. Ngoài ngàn mét trên không trung, liệt diễm điêu phát ra đầy lửa cháy hừng hực, quan sát mãnh thú hoạt động giữa rừng núi, tìm kiếm con mồi mà mình hài lòng. Đây là đầu hung cầm, xưng bá vùng trời này. Trên bãi sông cách đó không xa, một đầu thủy tích tráng kiện rời khỏi dòng sông đang lao nhanh. Liệt diễm điêu gáy to một tiếng lập tức muốn lao xuống. Nhưng đúng vào lúc này, sâu trong tầng mây đột nhiên truyền đến tiếng gào thét mát lạnh, hào quang màu vàng rọi khắp nơi trời cao, một đầu liệt diễm mãnh hổ phá tan tầng mây, đạp trên ngọn lửa màu vàng xông về liệt diễm điêu. Liệt diễm điêu mãnh liệt vỗ cánh, tốc độ tăng lên hung hiểm tránh khỏi mãnh hổ, nó nghiêm nghị gáy to, hướng phía tầng mây vọt tới. Nhưng, khi liệt diễm điêu phá tan tầng mây, trong chốc lát, một đạo liệt diễm trường thương gào thét mà tới, phía sau còn kéo lấy lửa cháy hừng hực. Liệt diễm điêu phản ứng mau lẹ, lợi chảo như đao, tinh chuẩn đạp ở trên trường thương, quả thực là đã đè ép trường thương lộn vòng xuống phía dưới, nó chấn động hai cánh, đón lấy hỏa diễm đang đánh tới. Khương Phàm thu liễm hỏa dực, từ trên không trung nhanh chóng lao xuống, đối diện thẳng hướng đến liệt diễm điêu. Ngươi không phải đối thủ của nó, không thể ngạnh kháng được. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Tốc độ Khương Phàm lại càng lúc càng nhanh, thẳng đến liệt diễm điêu. Liệt diễm điêu kêu to, phá tan hỏa diễm phóng tới Khương Phàm. Ngay khi hai bên đối diện va chạm vào nhau, trước một khắc, Khương Phàm giơ tay phải lên, từ sâu trong khí hải triệu ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Ầm ầm, bầu trời run rẩy, tia sáng ngập trời. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh to như kim sơn, bị Khương Phàm kéo ra đánh tới liệt diễm điêu. Liệt diễm điêu bỗng nhiên co rụt con ngươi lại, muốn lần nữa né tránh nhưng đã không kịp. Một tiếng vang lớn, huyết sắc bắn tung tóe. Trong nháy mắt, liệt diễm điêu bị đụng nát nửa người. Ha ha, con đầu tiên. Khương Phàm vung thanh đồng tiểu tháp ra, thu nó vào. Khương Phàm. Trong đầu Khương Phàm truyền đến âm thanh nghiêm túc của Đan Hoàng. Đây là cửu hoàng luyện thiên đỉnh, đây là mệnh của luyện đan sư, ngươi phải trân quý nó, bảo vệ nó. Đan Hoàng rất bất mãn, quá dã man, sao có thể cầm đỉnh lô làm đầu chùy. Tình huống đặc thù, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Khương Phàm chấn động hỏa dực, xông về Yến Khinh Vũ nơi đó. Bọn người Hoa Vị Lạc đã đợi lại đợi, ngay cả cái bóng đều không thấy xông tới. Ngươi đùa bỡn ta, tiểu nha đầu thật biết tuyển người, còn gọi Khương Phàm tới, bản công tử cũng có thể để hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bắt lại cho ta, Hoa Vị Lạc bỗng nhiên phất tay, toàn bộ đệ tử bốn phía nhào tới. Yến Khinh Vũ đột nhiên vung ra một bó cương châm lớn, cương châm dài, nhọn hai đầu. Một giây sau, cuồng phong toàn thân nàng gào thét xoay tròn, cuốn lên toàn bộ cương châm mà bạo tạc. À! Các đệ tử bốn phía vội vàng không kịp chuẩn bị cương châm đánh xuyên qua thân thể. Có kẻ bị xuyên ngực, có kẻ bị đâm xuyên cổ, cũng có kẻ bị đâm xuyên bả vai. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng sơn lâm. Toàn bộ chật vật lui lại. Ánh mắt Yến Khinh Vũ lạnh lẽo, rút kiếm đánh tới, kiếm thế như hồng, thẳng đến Hoa Vị Lạc. Có ý tứ. Con người Hoa Vị Lạc có chút ngưng tụ, đôi mắt thâm thúy nổi lên từng điểm tinh quang. M thanh ông ông quanh ý thức của Yến Khinh Vũ, còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi, mặt đất sụt lún,
một cỗ hắc ám thâm uyên không đáy xuất hiện ở dưới chân, cả người nàng mất khống chế muốn rơi xuống. Dám xem thường ta, ngươi xác thực không biết thân phận của ta. Hoa Vị Lạc cười lạnh, một tay bóp lấy cổ Yến Khinh Vũ, nàng đang rơi vào trong ảo giác. Tiện nhân đáng chết, quá ác độc, vậy mà dám dùng ám khí. Các đệ tử Xích Tiêu Tông tức giận vây quanh. Một tên đệ tử cường tráng vung dây leo lên, cuốn lấy Yến Khinh Vũ. Mang về Xích Tiêu Tông, ta phải để nàng trong huyễn cảnh, hảo hảo hầu hạ ta. Hai mắt Hoa Vị Lạc khôi phục sáng tỏ, quay người muốn rời khỏi. Một ngọn lửa màu vàng óng từ trời vung tới, trùng điệp rơi vào trước mặt bọn hắn. Ngọn lửa màu vàng óng nương theo cuồng phong quét sạch bốn phương tám hướng. Công tử coi chừng. Các đệ tử Xích Tiêu Tông bắt lấy Hoa Vị Lạc, bảo hộ đến sau lưng. Nhưng không chờ bọn hắn phản kích, toàn bộ sắc mặt đều đại biến, đứng tại nơi đó. Khương Phàm. Hoa Vị Lạc có chút ngưng mi, nhìn nam tử phía trước giang ra hỏa rực màu vàng. Trước đó đã gặp qua trong đại hội La Phù. Thả nàng ra. Khương Phàm đưa tay phải hướng về phía trước nắm lại, liệt diễm mãnh liệt, kịch liệt xen lẫn, ngưng tụ thành một thanh trường thương màu vàng, khí thế cả người đều trở nên lăng lệ. Nàng là ai? Hoa Vị Lạc khẽ nhíu mày, nữ tử này thật đúng là với có quan hệ Khương Phàm. Ta nói, thả nàng ra. Hoa Vị Lạc đi đến phía trước, cười lạnh nói. Xích Tiêu Tông cũng không sợ Thiên Sư Tông các ngươi. Người Xích Tiêu. Khương Phàm một lần nữa đánh giá hắn, khá quen. Trong lòng Hoa Vị Lạc phiền muộn, gia hỏa này chẳng lẽ không biết ta? Ta là Hoa Vị Lạc, tỷ tỷ của ta là Hoa Vị Ương, ca ca ta, Hoa Vị Yêu. Tam tỷ đệ Hoa gia. Khương Phàm có chút ấn tượng, trên đại hội La Phù, Dạ An Nhiên có giới thiệu qua. Biết chúng ta, liền. Hoa Vị Lạc vừa muốn mở miệng, Khương Phàm đột nhiên bạo kích. Liệt diễm toàn thân mãnh liệt như muốn nổ tung, đánh tới bọn hắn. Chúng đệ tử Xích Tiêu Tông vội vàng không kịp chuẩn bị liệt diễm mãnh liệt nổ tung bay. Một người trong đó phản ứng cực nhanh, toàn thân mãnh liệt buông ra luồng không khí lạnh, kháng trụ liệt diễm, muốn nghênh kích Khương Phàm. Khương Phàm lại phóng lên tận trời, lộn vòng thẳng xuống dưới, rơi xuống sau lưng Hoa Vị Lạc, hỏa thương sắc bén, bức thẳng phần gáy của hắn. Còn dám loạn động, ta lấy mạng của hắn. Ngươi dám? Chúng đệ tử Xích Tiêu Tông giận dữ mắng to. Thả người. Ánh mắt Khương Phàm sáng như đuốc, nhiệt độ khuấy động toàn thân cao kinh người. Ha ha, chỉ là một nữ tử mà thôi, không cần thiết phải náo thành dạng này. Mau thả nàng. Hoa Vị Lạc rất thức thời đưa tay, hướng về đệ tử phía trước ra hiệu. Đệ tử Xích Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Phàm một lát, sau đó khống chế dây leo đưa qua. Yến Khinh Vũ hôn mê vô lực ngã vào trong ngực Khương Phàm. Nàng bị làm sao? Huyễn thuật. Lúc nào tỉnh? Rất nhanh. Hoa Vị Lạc hướng về phía trước đi mau mấy bước, rời khỏi uy hiếp của hỏa thương. Khương Phàm đỡ lấy Yến Khinh Vũ, mắt lạnh nhìn bọn hắn. Nàng trêu chọc các ngươi sao? Ta hoài nghi nàng là thám tử Tây Cương phái tới, đang muốn mang về thẩm vấn. Hoa Vị Lạc trên dưới quan sát Khương Phàm một lát, cười hắc hắc. Mạng ngươi thật to lớn, vậy mà có thể từ thành khôi binh trốn tới đây. Bất quá, vận may của ngươi chỉ sợ đều đã dùng xong tại thành khôi binh rồi. Ngươi hoặc là rời khỏi Thiên Sư Tông, quỳ gối tông môn khác khẩn cầu thu lưu. Hoặc là, chôn cùng đi. Khương Phàm nhíu mày nhìn hắn. Có ý tứ gì? Ngươi còn không biết sao? Tây Cương tập kích La Phù có rất nhiều điểm đáng ngờ. Bọn hắn lấy ở đâu ra lực lượng xâm lấn La Phù? Bọn hắn như thế nào lại phán đoán được La Phù sẽ có đội hình cùng vị trí ba đường chặn đánh? Rất có thể bọn hắn có nội ứng, mà kẻ tiếp ứng này, khả năng nhất chính là Thiên Sư Tông các ngươi. Thiên Sư Tông đã sớm cùng một tuyến với Tây Cương, nếu như bọn hắn bị trục xuất khỏi 18 tông liền sẽ mang theo Tây Cương trả thù La Phù, nếu như bọn hắn có thể ở lại 18 tông, cũng sẽ tiếp dẫn Tây Cương trọng thương La Phù, đến ổn định địa vị của mình. Trước khi Tây Cương xâm lấn, Thiên Sư Tông đã điều toàn bộ tinh nhuệ rời khỏi, đó chính là chứng cứ. Nhìn như cứu người, nhưng kỳ thật cố ý xếp đặt hiểm nghi. Hoa Vị Lạc không vội vã lại nói ra một lời đồn chí mạng. Khương Phàm có chút ngưng nghi. Ngươi dám vu oan Thiên Sư Tông. Đây không phải ta nói, những điều này đã truyền khắp nơi trong La Phù rồi. Nếu như Thiên Sư Tông thật cấu kết với Lang Gia Quốc, các tông La Phù sẽ quần công.
Ngay cả vô hồi thánh địa cũng sẽ nhúng tay, bọn hắn cũng sẽ giết sạch Thiên Sư Tông, bức Dạ Thiên Lan tự sát. Hoa Vị Lạc hướng Khương Phàm làm tư thế cắt cổ. Ngươi, sắp xong rồi. Yến Khinh Vũ rên lên một tiếng, từ trong hôn mê tỉnh lại, vừa muốn cảnh giác, lại phát hiện bên cạnh là Khương Phàm. Không sao chứ. Khương Phàm vừa muốn đưa tay an ủi, Yến Khinh Vũ lập tức đẩy Khương Phàm ra, vuốt vuốt cái trán đang đau nhức, căm tức nhìn Hoa Vị Lạc trước mặt. Từ Bạch Hổ Quan đến Thiên Sư Tông, từ Thành Khôi Binh lại đến Thiên Sư Tông, thánh phẩm thú linh văn cao quý như người đây vậy mà lại sống thành chó nhà có tang, ha ha. Hoa Vị Lạc cười to hai tiếng, mang theo các đệ tử đi vào rừng rậm. La Phù có nội ứng. Khương Phàm nhẹ giọng tự nói. Tây Cương xâm lấn La Phù quả thật có chút kỳ quặc, nhưng nhanh như vậy đã đem vấn đề nhắm ngay Thiên Sư Tông, hiển nhiên đã sớm có chuẩn bị. Đây là vội vã di chuyển lực chú ý, rũ sạch hiểm nghi. Cái gì nội ứng? Có người bịa đặt Thiên Sư Tông cấu kết Tây Cương. Dạ Thiên Lan chẳng phải gặp nguy hiểm sao? Chỉ là lời đồn mà thôi, không có chứng cứ xác thực, ai dám giết tông chủ một tông chú. Vậy chúng ta trở về, coi như không có chứng cứ, cũng sẽ có người đi nháo sự. Náo đi, hiện tại Thiên Sư Tông không sợ phiền phức. Khương Phàm còn muốn tiếp tục săn giết hỏa điểu, còn muốn sưu tập Tam Văn Tuyết Liên. Sự kiện lớn này, Thiên Sư Tông tự nhiên sẽ ứng phó được. Ngươi thật đúng là quá bình tĩnh, vừa rồi tên hỗn đản kia là ai? Xích Tiêu Tông, Hoa Vị Lạc, hình như là Huyễn Linh Văn gì đó, có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Hắn còn có một ca ca và một tỷ tỷ, đều là Linh Văn như thế, có địa vị rất cao ở trong Xích Tiêu Tông. Mộ Dung Sung, ta biết ngươi còn ở chỗ này. Hoa Vị Lạc đi tới một chỗ hẻm núi. Đệ tử thiên tài Thiên Cương Tông, Mộ Dung Sung đang ngồi ở bên trong một đám xác sói, luyện hóa thú nguyên sói đầu đàn. Năm vị đệ tử Thiên Cương Tông canh giữ ở hai bên, cảnh giác Hoa Vị Lạc đang đi tới. Tại sao ngươi lại trở về? Mộ Dung Sung khẽ nói. Không có gì, vừa rồi nhìn thấy Khương Phàm, trở về nói với ngươi một tiếng. Hoa Vị Lạc vừa nói xong, ánh mắt năm vị đệ tử trong hẻm núi lập tức trở nên lăng lệ. Ngoại trừ hắn, còn có một nữ hài nhi khác, hẳn là người của Bạch Hổ Quan. Bọn hắn, đi hướng kia. Hoa Vị Lạc chỉ về phía đông. Khương Phàm, hắn dám đơn độc đi ra, muốn chết sao? Mộ Dung Sung kết thúc vận chuyển công quyết, mở hai con mắt hẹp dài ra. Đúng là to gan, thật coi mình là Thánh Linh Văn thì không có người nào dám đụng đến hắn. Nhưng người ta xác thực rất lợi hại, có cánh, bay được, người nói có tức giận không? Hoa Vị Lạc cười cười. Người có thể đi rồi, nhớ kỹ, hôm nay người không gặp được Khương Phàm, cũng không gặp được ta. Mộ Dung Sung đứng lên, lắc lắc cổ, ngọ nguậy bả vai. Hắn muốn săn giết Khương Phàm, hắn muốn báo thù cho đệ đệ. Ngươi mặc dù là linh nguyên cảnh tam trọng thiên, nhưng muốn truy bắt Khương Phàm, không dễ dàng. Bất quá, ngược lại có thể bắt được đố của nữ hài nhi bên cạnh hắn. Cái này, tặng cho ngươi. Hoa Vị Lạc phung ra một mảnh y phục, đánh về phía Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung đưa tới trước mũi ngửi ngửi, nhớ kỹ mùi phía trên. Hoa Vị Lạc liếm môi một cái. Nếu có thể, sau đó đem nữ hài nhi kia cho ta. Ngươi còn thiếu nữ tử để chơi. Nữ hài xinh đẹp rất nhiều, nhưng có bối cảnh có quá khứ, chơi mới kích thích. Ta chờ tin tức tốt của ngươi. Hoa Vị Lạc cười hai tiếng, mang theo các đệ tử rời khỏi hẻm núi. Vận khí hôm nay của Khương Phàm không tệ, trước khi trời tối đã thành công bắt được hai đầu hỏa điểu. Nơi này là nơi nào? Ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Yến Khinh Vũ kinh dị nhìn rừng đá lờ mờ quỷ bí. Rừng đá như kiếm chỉ thẳng lên ánh trăng. Lửa cháy hừng hực nhảy lên ở các nơi, xua tan ánh trăng, chiếu sáng rừng đá, lộ ra âm trầm quỷ dị. Số lượng lớn người mang theo áo choàng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới đây, lại không có một người ồn ào, an tĩnh để cho người ta toàn thân đều run rẩy. Nơi này là thương hội đặc biệt của La Phù Sơn Mạch, bên trong cái gì cũng có. Khương Phàm dùng vỏ cây làm hai cái mặt nạ đơn giản, đưa cho Yến Khinh Vũ một cái. Người muốn mua cái gì? Đồ bên trong Thiên Sư Tông còn chưa đủ cho ngươi dùng. Yến Khinh Vũ cầm mặt nạ, trong lòng có chút kháng cự. Ta mua vài gốc dược liệu, thuận tiện mua cho cô ít độc dược. Khương Phàm cài mặt nạ lên, dọc theo đường nhỏ trong rừng đi đến chợ đen. Độc dược,
Cho ta, ngươi muốn hạ độc chết ta à? Yến Khinh Vũ vẫn đi theo. Gặp được địch nhân, một cỗ độc phong đảo qua, giết hết. Hôm nay Khương Phàm nhìn thấy một màn khi Yến Khinh Vũ dùng cương châm kia, đột nhiên nghĩ đến, phong linh văn có thể cùng độc dược phối hợp. Biểu tượng phong linh văn chúng ta chính là linh động, tự do. Ta tuyệt đối sẽ không dùng độc dược làm bẩn nó. Yến Khinh Vũ lập tức kháng nghị, đây cũng quá xem thường phong linh văn bọn hắn. Phong linh văn càng về sau sẽ có uy lực càng lớn, là khắc tinh của rất nhiều võ pháp, cũng có thể cung cấp phụ trợ tuyệt vời trong chiến trường. Cô không phải dùng ngân châm rất nhuần nhuyễn à? Ta đó là bất đắc dĩ. Lại nói, vũ khí và độc dược giống nhau sao? Đồ chí mạng đều như thế. Với ta mà nói, không giống nhau. Ta tùy tiện mua chút, cô có cần hay không lại nói sao vậy? Khương Phàm vừa bước vào chợ đen, tàn đao an tĩnh trong khí hải lại động mấy lần, tạo nên gợn sóng nhỏ xíu. A, à, Khương Phàm mẫn cảm đã nhận ra tàn đao có phản ứng dị thường, lập tức hướng phía trước đi mau mấy bước, tàn đao quả nhiên lại động mấy lần. Trong chợ đen có đồ gì đó kích thích đến tàn đao sao? Khương Phàm lần theo cảm giác đi vào bên trong. Tàn đao đã ở cùng hắn được một khoảng thời gian rồi, nhưng ngoại trừ thời điểm cửu hoàng luyện thiên đỉnh đi vào chấn động khí hải có thức tỉnh qua một lần thì những lúc khác đều rất an tĩnh. Không nghĩ tới ở chỗ này có cảm ứng. Khương Phàm liên tiếp thay đổi vị trí, tàn đao phản ứng cũng lúc mạnh lúc yếu. Sẽ là cái gì? Trong lòng Khương Phàm có một chút chờ mong nhỏ. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn người áo đen lui tới xung quanh. Có cảm giác như đang trà trộn vào tổ chức tà ác. Đó là cái gì? Yến Khinh Vũ chỉ vào mấy cái quan tài đang được khiêng đến xa xa. Liệp sát lệnh của chợ đen. Sau khi giết mục tiêu, đưa vào lĩnh thưởng. Khương Phàm nhìn, tiếp tục cảm nhận phản ứng của tàn đao. Quá đen tối. Toàn thân Yến Khinh Vũ nổi lên từng trận ý lạnh. Nơi này. Khương Phàm đứng dưới chân một ngọn núi đá, ngẩng đầu nhìn qua đỉnh núi. Ngọn núi này vô cùng náo nhiệt, trên dưới khai phá ra 7 tương đương 8 tầng, mỗi tầng đều có 3 tương đương 5 cửa hàng. Tàn đao trong khí hải kịch liệt lắc lư, giống như vô cùng phấn khởi. Đi lên xem một chút. Khương Phàm mang theo Yến Khinh Vũ đi tới trong thạch động tầng cao nhất. Bên trong vô cùng rộng rãi, lít nha lít nhít bó đuốc lốp bốp thiêu đốt lên, chiếu lên những kệ hàng được sắp hàng chỉnh tề. Ngoại trừ vũ khí đan dược thường gặp thì còn bày biện rất nhiều vật ly kỳ cổ quái. 10 người áo đen ngay đang ở nơi này chọn hàng hóa. Hai vị, muốn thứ gì? Một chủ quán mang theo mặt nạ trắng tới đón. Tùy tiện nhìn một chút. Khương Phàm áp chế tàn đao trong khí hải, sau khi vòng vo vài vòng thì đi tới trong góc. Nơi này bị đào lên, chất đầy, tạp vật. Đây là mấy ngày gần đây nhất vừa tới, còn chưa bắt đầu kiểm tra, không bán ra ngoài. Chủ quán đi tới, đưa tay ngăn cản bọn hắn. Ánh mắt Khương Phàm dừng lại trên một quyển sáo. Không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, nó mọc đầy tảng đá. Nhưng đối với Khương Phàm mà nói, một màn này lại giống như đã từng quen biết. Tàn đao trong khí hải vậy mà bình tĩnh, Khương Phàm rõ ràng cảm nhận được một loại tình cảm thâm trầm mà nặng nề, đầy tràn linh hồn của hắn. Ta muốn quyển sáo kia. Khương Phàm bỗng nhiên có một loại suy đoán. Tàn đao, quyền sáo, cái này sẽ không phải là một bộ áo giáp hoàn chỉnh sao? Không bán. Chủ quán lắc đầu. Sớm muộn đều sẽ bán, ra cái giá đi. Khương Phàm đang mong đợi, tàn đao đã rất bất phàm, quyền sáo khẳng định cũng không đơn giản. Quyền sáo này không đơn giản, đừng nhìn nó không lớn, nhưng lại nặng đến mấy ngàn cân. Từ đốm đá đến xem, rất có thể đã tồn tại hơn mấy ngàn vạn năm. Đúng rồi. Nó đến từ cổ thành dưới mặt đất. Chủ quán hạ giọng, rất thần bí, chỉ là tự mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Thời điểm thứ này bị bán tới, người kia cũng nói là đến từ cổ thành dưới mặt đất. Nhưng đối với chủ quán chợ đen mà nói là, mưu kế này quá quen thuộc. Thời điểm 5 năm trước, cổ thành dưới mặt đất xuất hiện đã oanh động La Phù, số lượng lớn bảo vật tràn vào chợ đen, nhưng cũng có rất nhiều gia hỏa không biết xấu hổ ở trên đường nhặt một tảng đá. Đều đưa đến chợ đen nói nhặt được từ cổ thành dưới mặt đất. Gần đây cổ thành dưới mặt đất lại nổi phong vân, những tên kia lại nhìn thấy cơ hội buôn bán. Chợ đen mỗi ngày thu loại đồ vật như thế này liền có hơn ngàn kiện. Cho dù nó đặc thù cũng chỉ là một cái quyền sáo. Ngươi tin hay không coi như kiểm tra,
nó cũng chỉ sẽ còn rơi bụi mà thôi. Thống khoái, ra cái giá. Khương Phàm cố ý toát ra ngữ khí bất mãn. Yến Khinh Vũ quái dị nhìn Khương Phàm, tới chợ đen, thẳng đến nơi này. Lại muốn mua cái tảng đá. Chủ quán cắn răng. 10.000. 10.000, một tảng đá vụn, muốn 10.000. Khương Phàm kéo cuống họng la lên một tiếng, lập tức khiến cho những người khác trong tiệm nhìn tới nơi này. Chủ quán đỏ mặt, nhưng vì mang theo mặt nạ, cũng không sợ người khác nhìn thấy. 10.000, một khối cũng không thể thiếu. Khương Phàm lắc đầu. 1.000, không thể nhiều hơn nữa. Không có ai ra giá như ngươi thế, 10.000. Ngươi muốn, hiện tại liền giao tinh tệ, không cần, lập tức rời khỏi. Nó hiện tại không có được kiểm tra đo lường còn có chút giá trị, thần bí, chờ kiểm tra đo lường xong, ta cược ngươi 100 cũng đều không bán được. Tiểu gia hỏa, nơi này không phải nơi có kè mặc cả, ngươi đi đi. Chủ quán đưa tay tiễn khách, thái độ rất kiên quyết. Không bán. Thật không bán. 1.000, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ngươi có thể đi. Khương Phàm liếc mắt nhìn hắn. 3.000. Chủ quán quả quyết gật đầu. Thành giao. Yến Khinh Vũ ở bên cạnh trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Hảo hảo thu về. Khương Phàm ném cho chủ quán 30 khối tinh thạch thượng phẩm, từ bên trong một đống tạp hóa nhặt lên quyển sáo. Tinh thạch thượng phẩm. Chủ quán hai mắt tỏa sáng, ở cái này chợ đen có rất ít người dùng tinh thạch phẩm chất này giao dịch, trừ phi là đệ tử tinh anh đến từ đại tông đại phái. Ha ha, kiếm lợi lớn. Một tảng đá vụn bán giá trên trời. Mà giá trị bản thân tinh thạch thượng phẩm, cũng không phải 100 tinh thạch trung phẩm. Khương Phàm bưng lấy quyển sáo nặng nề, trong lòng kích động. Kiếm lợi lớn. Nó rất có thể thật đến từ cổ thành dưới mặt đất. Khương Phàm hài lòng thu lấy quyển sáo. Có tam văn tuyết liên không? Nhất định phải là tam văn thành thục. Chủ quán hài lòng thu tinh thạch thượng phẩm. Tuyết liên rất nhiều, tam văn. Hình như chỉ có một gốc. Ta muốn. Ngươi chờ một lát. Chủ quán gật đầu cười, ra hiệu người phía sau cầm tới. Khương Phàm hạ giọng. Các ngươi nơi này có độc dược không? Ta không muốn. Yến Khinh Vũ lập tức lôi kéo hắn. Ta muốn. Khương Phàm khăng khăng muốn mua. Bình thường chào hỏi kẻ địch không biết xấu hổ không cần thiết cho hắn mặt mũi. Nơi này là chợ đen, vật như vậy, mọi nhà đều có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chủ quán đi đến kệ hàng bên cạnh, chỉ. Đều là ở đây. Nhiều như vậy. Khương Phàm trừng to mắt, không hổ là chợ đen. Trên kệ hàng vậy mà bày đầy bình bình lọ lọ, lít nha lít nhít, ít nhất có đến mấy trăm bình. Ngưng huyết đan, mê hồn tán, hóa cốt thủy, xà chiền đằng, thập hương nhuyễn cốt tán, đủ các loại. Chỉ xem danh tự cũng cảm giác toàn thân run rẩy. Bên cạnh mỗi bình cũng đều phối thêm thuốc giải. Mấy bình này, có thể khuếch tán trong không khí. Mấy bình này, có thể bôi trên vũ khí. Mấy bình này, nhét trong miệng. Lão nhân chỉ vào độc dược giới thiệu cho Khương Phàm. Bất quá đây đều là độc dược có chút bình thường, ảnh hưởng rõ ràng đối với linh anh cảnh. Nhưng đối với linh nguyên cảnh thì ảnh hưởng không lớn. Còn linh nguyên cảnh tứ trọng thiên trở lên, cơ bản là không có hiệu quả gì. Ta muốn loại hóa cốt thủy này, loại xà chiền đằng này, loại mê hồn tán này. Khương Phàm chọn 3 loại độc dược, mỗi loại đều là 10 bình, đều kín đáo đưa cho Yến Khinh Vũ. Ta không muốn. Yến Khinh Vũ vô cùng kháng cự. Đây là lần đầu tiên Khương Phàm đưa cho nàng thứ gì đó, vậy mà lại là đưa độc dược. Cái người này là thế nào? Cất lấy, có cần hay không thì tùy cô. Một người áo đen đi tới. Đây là tam văn tuyết liên. Khương Phàm cất kỹ huyết đàn cùng tuyết liên, sau đó rời khỏi hang đá, thăm viếng những cửa hàng khác. Từ lúc đến cho đến khi vào đêm đêm khuya, Khương Phàm đã vòng vo hơn 60 nhà, hết thảy cầm xuống 6 cây. Hắn còn không để ý Yến Khinh Vũ đang mâu thuẫn, cố gắng nhét cho nàng rất nhiều ám khí như phi tiêu, độc châm. Yến Khinh Vũ giải thích thế nào, ám chỉ thế nào cũng đều vô dụng, cuối cùng cũng nhận lấy. Chúng ta khi nào thì đi? Yến Khinh Vũ có chút không ở lại được nữa. Bầu không khí nơi này quá tối đen quá quỷ dị, nàng lại còn thấy được bán người sống. Rất nhiều nữ hài bị bắt ăn mặc xinh đẹp được coi như một món hàng hóa cũng ở đó. Lại mua thêm vài gốc tam văn tuyết liên. Người mua nhiều tuyết liên như vậy để làm gì? Luyện đan. Ngươi còn biết luyện đan. Lúc này,
một người bên cạnh hất lên áo choàng đi qua người Khương Phàm. Có người tiếp cận các ngươi, là Mộ Dung Sung Thiên Cương Tông, hết thảy 6 người. Khương Phàm vừa quay đầu lại, người kia đã rời khỏi hang đá, biến mất trong bóng tối. Thanh âm có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ tới là ai. Mộ Dung Sung là ai? Yến Khinh Vũ cũng nghe được lời nhắc nhở. Đối thủ một mất một còn, ăn chút đan dược, điều trị thân thể, chúng ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Khương Phàm làm bộ như cái gì cũng đều không có phát sinh, không để lại dấu vết đưa mấy khỏa đan dược vào trong miệng. Rất mạnh sao? Yến Khinh Vũ rất tỉnh táo, tùy ý lật tới lật lui đồ vật trên kệ hàng. Đệ tử thiên tài Thiên Cương Tông, lục phẩm thú linh văn, linh nguyên cảnh tam trọng thiên. Mấy tên bên cạnh hắn kia cũng hẳn là thú linh văn. Khương Phàm thầm than có phiền toái. Thú linh văn của Mộ Dung Sung là bạch lang, khứu giác cực kỳ nhạy cảm. Một khi tiếp cận con mồi, chắc chắn sẽ cắn gắt gao. Thú linh văn. Trong lòng Yến Khinh Vũ căng thẳng, thú linh văn giai đoạn linh anh cảnh cùng linh nguyên cảnh ưu thế vô cùng đột xuất, nhất là sâu trong rừng rậm. Khương Phàm dạo qua một vòng, rời khỏi hang đá, hắn làm bộ tùy ý quét một vòng người đến người đi tại chợ đen, thật đúng là đã thấy được 6 tên đang ngừng chân quan sát người áo đen nơi này. Đối phương nhìn thấy hắn trông qua, đều theo bản năng tránh khỏi ánh mắt, còn hướng ra xung quanh tản ra. Đi! Khương Phàm bắt lấy Yến Khinh Vũ, lập tức di chuyển vào đám người. Chúng ta về Thiên Sư Tông sao? Yến Khinh Vũ cảnh giác đám người xung quanh. Ta giết đệ đệ hắn. Hắn là đến đòi mệnh ta. Nơi này cách Thiên Sư Tông hơn 700 dặm, ta không bay về được. Mặc dù Khương Phàm có được hỏa dực, nhưng tiêu hao linh lực rất nhiều, chỉ có thể sử dụng trong thời gian ngắn ngủi, không có khả năng vung hỏa dực, cuồng sông 700 dặm. Nghênh chiến. Yến Khinh Vũ hiểu rất rõ tính tình Khương Phàm, tên điên này 8 phần là muốn liều mạng. Chúng ta không phải có thuốc độc sao, thời điểm bọn hắn tới thì. Khương Phàm mang theo Yến Khinh Vũ rời khỏi chợ đen, cấp tốc vọt vào rừng rậm hắc ám. Cởi y phục ra. Khương Phàm nhanh chóng xé rách y phục, áo phòng hộ đặc chế bên ngoài không thể cởi cho nên móc y phục bên trong ra. Ngươi làm gì? Yến Khinh Vũ xấu hổ lập tức quay đầu đi chỗ khác. Mũi chó truy bắt con mồi dựa vào là mùi, cởi y phục ra, nghĩ cách dẫn dắt bọn hắn rời khỏi. Khương Phàm từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra y phục mang theo người, nhanh chóng thay xong. Sau này nói chuyện rõ ràng một chút. Yến Khinh Vũ do dự một chút liền chuyển tới cây đại thụ bên cạnh, thay đổi y phục bên ngoài. Đưa y phục cho ta. Khương Phàm cầm lấy y phục của Yến Khinh Vũ, thả trước mũi ngửi ngửi, mùi thơm rất nồng nặc, hẳn là có thể. Cô bôi cái gì, thơm như vậy? Mùi thơm cơ thể. Mùi thơm cơ thể. Ta làm sao không có mùi gì? Khương Phàm đưa y phục đến trên thân tiểu xà. Tiểu đao, nhớ kỹ vị trí này của chợ đen, sau khi trở về thì đi về hướng đông, chúng ta chỉ ít sẽ ở bên ngoài 20 đỉnh núi. Tiểu xà rất linh tính nhẹ gật đầu, cấp tốc biến mất trong rừng rậm. Ngươi từ khi nào lại giáo huấn yêu xà này, Dạ An Nhiên đưa cho ngươi. Yến Khinh Vũ thử thăm dò hỏi một câu. Nhặt bên trong đại hoang, đi mau. Sau khi Mộ Dung Sung đi ra chợ đen, đơn giản phân rõ vị trí sau đó đuổi theo phương hướng tiểu xà rời khỏi. Tiểu xà lao vùn vụt giữa khu rừng, kéo dài khoảng cách về hướng tây. Tiểu gia hỏa cũng vô cùng giàu hoạt, sau khi chạy ra một đoạn liền dừng lại, kéo lấy y phục ở tại chỗ di chuyển 10 vòng, 8 vòng, lưu lại đầy đủ mùi. Cứ như vậy, một đường xông ra 7-80 dặm. Tiểu xà đứng phía trước một gốc cây già. Cái cây này rất có thể đã sống mấy trăm năm, thậm chí càng lâu hơn nữa, rộng chừng vài chục thước, cao vút trong mây, vô cùng tráng lệ. Trên cây có 3 tầng, 5 tầng tán cây, mỗi tầng tán cây đều vô cùng khổng lồ tươi tốt. Tầng dưới có một cái tổ chim to lớn, ở dưới ánh trăng lại hiện ra quang hoa màu xanh thẳm. Sau khi tiểu xà để lại y phục lại vòng quanh lặng lẽ nhích tới gần cây già. Trong tổ chim có một đầu ngạc đầu điêu đang nằm sấp, to bằng gian nhà. Lông toàn thân cứng rắn như sắt. Trông nó rất nặng nề lại dữ tợn đáng sợ. Dưới thân thể nó còn đè ép mười mấy quả trứng đang ấp. Tiểu xà vòng quanh quan sát một lát, hài lòng quấn đến chạc cây tráng kiện. Chạc cây này, vừa vặn nâng được tổ chim. Sau đó, nó giơ lên đuôi đao, cẩn thận từng ly từng tí cưa. Một lần, hai lần, ngạc đầu điêu trong tổ chim không phản ứng chút nào,
tiếp tục nằm ngáy o o. Sau khi tiểu xà liên tục xác định, nó bắt đầu dần dần tăng thêm tốc độ, ra sức cưa. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Sung đã nhanh chóng mang theo các đệ tử chạy tới nơi này. Người đâu? Sao chỉ còn mỗi y phục? Bọn hắn đứng ở mấy chục mét bên ngoài, cảnh giác rừng cây hắc ám. Hai người sẽ không phải đang làm gì đó chứ? Thật hăng hái. Một tên đệ tử thô cuồng nhếch miệng cười xấu xa. Khả năng hắn đã phát hiện ra chúng ta. Mộ Dung Sung trần chờ một lát, đi tới phía dưới đại thụ, nhặt y phục lên. Thật lạnh, không có chút nhiệt độ cơ thể, mùi vị cũng phai nhạt. Hẳn là đã cởi ra rất lâu rồi. Thế nhưng, Khương Phàm làm thế nào lại phát hiện được? Hắn rõ ràng vô cùng cẩn thận. Chúng ta làm sao bây giờ, còn đuổi không? Một vị đệ tử trên trán lóe ra hùng văn trầm giọng nói. Tiếp tục đuổi. Vùng rừng rậm này là khu vực săn bắn của thú linh văn chúng ta. Mộ Dung Sung ném y phục đi, kích hoạt bạch lang linh văn lên. Xương cốt toàn thân lốp bốp giòn vang, hai chân cấp tốc kéo dài, bàn chân biến thành lợi chảo trắng kiệt, nứt vỡ cả giày. Hai tay mọc đầy lông màu trắng, móng vuốt như thép sắc bén. Ngay cả mặt cũng đều dần dần vặn vẹo, trong mắt bốc lên lục quang đáng sợ. Hắn biến thành quái vật nửa sói nửa người. Năm vị đệ tử Thiên Cương Tông khác cũng đều là thú linh văn. Bốn vị tứ phẩm, theo thứ tự là Thanh Xà Linh Văn, Hắc Hạt Linh Văn, Man Ngưu Linh Văn, cùng Kim Thiểm Linh Văn. Một vị ngũ phẩm, Tử Hùng Linh Văn. Bọn hắn đều là đệ tử thiên tài trong đại tân sinh của Thiên Cương Tông, cảnh giới từ nhị trọng thiên đến tam trọng thiên. Theo Mộ Dung Sung, bọn hắn cũng liên tiếp bắt đầu biến hóa. Trước hừng đông, nhất định phải bắt lấy. Mộ Dung Sung đang muốn thét lên ra lệnh, đỉnh đầu đột nhiên răng rắc một tiếng, một nhánh cây bị bẻ gãy, cả tổ chim phía trên cũng đập xuống theo. Tránh ra! Bọn người Mộ Dung Sung lập tức lui lại. Một tiếng vang trầm, tổ chim đập ầm ầm trên mặt đất, cùng với vài tiếng vỡ vụn răng rắc, mười mấy quả trứng chim của ngạc đầu điêu đập vụn hơn phân nửa. Ngạc đầu điêu đang nằm ngáy o o bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sửng sốt mấy lần, cúi đầu nhìn trứng vỡ vụn dưới thân thể. Nó như không tin tưởng được. Ngạc đầu điêu nhắm hai mắt lại, lại lặng lẽ mở ra. Sau đó, một tiếng kêu bi thảm vang vọng trong đêm tối. Mộ Dung Sung ra hiệu với các đệ tử khác, tranh thủ thời gian rút lui. Loại này yêu thú không được thông minh, rất ngu ngốc, nhưng thực lực rất mạnh, một khi nó điên lên nhất định sẽ không chết không thôi, vô cùng khó chơi. Không may, năm vị đệ tử liên tiếp xoay người, chuẩn bị chuồn đi. Tiếng kêu rên sau lưng im bặt mà dừng. Bọn hắn thầm nghĩ không ổn, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, ngạc đầu điêu to bằng gian nhà đã chống người lên, lông toàn thân dựng đứng, lợi chảo bẻ vụn chạc cây hiện ra con mắt huyết quang gắt gao tập trung vào mấy vị khách không mời mà đến này. Trong đầu ngạc đầu điêu rất đơn giản, nó nhận định mấy tên này là kẻ phá hủy ổ của nó, đập trứng của nó. Cho nên, một tiếng gào thét trầm muộn, thân hình khổng lồ của ngạc đầu điêu phóng lên tận trời. Nhào về phía Mộ Dung Sung ở trước nhất. Trong u cốc cách bên ngoài chợ đen 20 ngọn núi. Yến Khinh Vũ lúc đầu không tình nguyện bây giờ lại đang bắt đầu chuẩn bị độc dược. Thoa khắp xà triền đằng trên cương châm, phi tiêu, hóa cốt thủy cùng mê hồn tán thì giải đầy sơn cốc xung quanh. Khương Phàm ngồi trong sơn cốc, phóng thích ra ngọn lửa màu vàng, cẩn thận nung khô lấy quyển sáo nặng nề. Sau khi tiến vào linh nguyên cảnh, nhiệt độ thánh hỏa đặc biệt thánh uy đều rõ ràng tăng lên. Trong một giờ ngắn ngủi, đốm đá trên quyền sáo liền bắt đầu hòa tan, lộ ra phần màu tím. Khương Phàm hài lòng lật nhìn một lát, đưa bàn tay tiến vào trong quyền sáo, tiếp tục phóng thích hỏa diễm, nung khô từ trong ra ngoài. Tàn đao trong khí hải đã không thể chờ đợi. Kịch liệt oanh minh, nở rộ lên trùng điệp đao khí, đảo loạn khí hải đầy sóng lớn ngập trời. Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh giống như rất không hài lòng việc hắn táo bạo. Phun trào lên mênh mông khí thế, chấn áp khí hải. Thật đúng là bảo bối. Hắn làm thế nào phát hiện được? Yến Khinh Vũ ngạc nhiên nhìn một màn trong sơn cốc. Quyền sáo trở nên bóng loáng sáng tỏ, tạo hình giống như ưng chảo, nhìn cứng rắn lại sắc bén, còn như có hơi bốc ra tử khí, cùng ngọn lửa màu vàng giao hòa đến cùng một chỗ. Nhìn chăm chú hồi lâu, giống như có cỗ khí tức hùng hồn nặng nề đập vào mặt, năng lực thấu linh hồn. Toàn thân khí huyết không khoái. Khương Phàm đột nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, gắt gao nắm cổ tay phải.
quyền sáo bắt đầu hòa tan. Nước thép thẩm thấu đến trong da thịt, dung hợp đến từng khớp xương. Mặc dù Khương Phàm đã có chuẩn bị nhưng không ngờ tới lại có thể như vậy. Đau nhức thấu xương tủy, toàn thân không cầm được mà run rẩy. Ngươi làm sao thế? Yến Khinh Vũ tranh thủ thời gian chạy tới. Đừng tới đây. Khương Phàm cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng quyền sáo cùng da thịt xương cốt dung hợp, vận chuyển đại diệu thiên kinh, kích thích huyết nhục trùng sinh. Yến Khinh Vũ hít vào khí lạnh, chỉ thấy tay phải Khương Phàm máu thịt be bét, lộ ra xương cốt, còn bốc lên mùi máu, tử khí, còn có tiếng vang kỳ quái, giống như từ trong nham tương rút ra. Nhìn thấy đã đau. À! Khương Phàm không nhịn được đau đớn, thân thể gầy gò dùng sức kéo căng, nằm co quắp trên mặt đất, gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay phải kinh khủng kia. Tàn đao trong khí hải thì phá tan hải triều, lơ lửng ở giữa không trung, tùy thời tiếp nhận triệu hoán. Loại đau nhức kịch liệt này kéo dài thật lâu, trực tiếp giày vò Khương Phàm toàn thân hư thoát. Rốt cuộc cũng xong, quyền sáo hoàn toàn biến mất. Không thể tưởng tượng nổi, trạng thái lắng động tại đầu khớp xương tay phải lan tràn ra vô số sợi tơ, cùng mạch máu và da thịt dây dưa. Khép lại. Yến Khinh Vũ ngạc nhiên. Khương Phàm yên lặng điều trị một lát, chống người lên, dùng sức nắm chặt nắm đấm, lại chậm rãi buông ra. Một loại lực lượng không cách nào nói rõ được đang di chuyển bên phải tay, như là dùng sắt thép đúc lại. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quyền sáo cấp tốc chảy ra huyết nhục, tại mặt ngoài tạo thành một tầng thật mỏng, lại tỏa ra hàn quang thấu xương, cứng cỏi dị thường. Khương Phàm nắm tảng đá bên cạnh lên, dùng sức nắm lại, tảng đá vỡ vụn. Ý niệm lại khẽ động, tàn đao bang vào tay. Trong chớp mắt, tàn đao bạo phát ra đao khí màu tím kinh người, dâng lên như ngọn lửa, rung động ầm ầm. Bá đao thức. Khương Phàm nắm chắc hai tay, bỗng nhiên bổ về đằng trước. Là tư thế, hay là bá thế, lại trong chốc lát có thể bộc phát ra đao mang dài 5 mét, gào thét mà đi, bổ vào trên núi phía trước. Một tiếng ầm vang, đao khí đều chui vào trong đó, sâu đến mười mấy mét, chỗ vết đao còn sụp ra lít nha lít nhít vết nứt. Uy lực này, Yến Khinh Vũ kinh ngạc trừng to mắt. Khương Phàm chau mày, mơ hồ cảm giác trong đầu có thêm một chút gì đó, lại vô cùng mơ hồ. Cẩn thận cảm thụ cực kỳ lâu. Khai thiên thức. Khương Phàm rốt cuộc cũng chờ được đến thức thứ hai, kết quả chỉ có một cái tên. Bên trong La Phù khẳng định còn có khác áo giáp, nếu như gom góp, không chỉ có thể vũ trang toàn thân, còn có thể tu đến đao pháp hoàn chỉnh. Khương Phàm nắm tàn đao, nâng đến không trung, trong lòng phấn chấn lại kích động. Linh hồn đan hoàng thăm thẳm than nhẹ, đứa nhỏ này là tôn trọng võ đạo, chỉ sợ rất khó say mê đan đạo. Không được. Không thể để cho hắn còn quá trẻ liền, đi vào lạc lối, hiện tại uốn nắn còn kịp. Không bao lâu sau, tiểu xà từ đằng xa chạy trở về. Vất vả rồi. Khương Phàm đưa cho tiểu xà một viên huyết đan, còn có thuốc giải độc dược cũng cùng cho nó ăn. Trước khi trời sáng rất có thể Mộ Dung Sung sẽ đuổi tới, chúng ta chuẩn bị chiêu đãi hắn. Khương Phàm nắm chặt tàn đao, tiếp tục cảm thụ được bá đao thức. Sau 2 giờ... rừng rậm lâm vào trước tờ mờ sáng. Mộ Dung Sung lần theo khí tức, tìm được mảnh sơn cốc này. Bất quá, khí tức hắn lộn xộn, hiển nhiên đã bị thương, năm vị đệ tử bây giờ chỉ còn lại có 2. Bọn hắn dữ tợn, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm sơn cốc trước mặt. Khương Phàm, tìm được ngươi rồi. Mộ Dung Sung ăn vào đan dược điều trị thương thế, tiếp cận 2 người trong sơn cốc. Lần này không sai được. Giết chết hắn. Tang Long phát ra tiếng gào trầm thấp, tức giận tụ tập trên một đường, hắn cảm giác mình sắp tức nổ đến nơi rồi. Vốn là bọn hắn truy kích Khương Phàm, lại bị tên hỗn đản Khương Phàm này tính kế ngược. Chờ một chút, Mộ Dung Sung cản bọn họ lại, cẩn thận quan sát tình huống trong sơn cốc. Tên Khương Phàm này nếu có thể sử dụng y phục dẫn dắt bọn hắn rời khỏi liền khẳng định đã có cảnh giác, không có khả năng nhẹ nhõm tự tại ngồi trong sơn cốc nghỉ ngơi như thế. Cái này rõ ràng là dẫn bọn hắn vào cuộc. Chờ cái gì, hắn khẳng định là nghĩ đã tách chúng ta ra được rồi. Triển Nguyên Minh lắc lắc bả vai, hận không thể ngay lập tức tiến lên. Tản ra, kiểm tra một lần nữa. Mộ Dung Sung không yên lòng, ra hiệu bọn hắn tản ra. Tang Long cùng Triển Nguyên Minh cưỡng ép ngăn chặn lửa giận lại, đến xung quanh tuần tra tình huống sơn cốc. Mộ Dung Sung cẩn thận đến quan sát 2 người trong sơn cốc,
mượn ánh lửa có thể xác định đấy đúng là Khương Phàm, từ khí tức tràn ngập đến xem cũng là linh nguyên cảnh nhất trọng thiên. Không sai được. Thế nhưng, hắn luôn cảm thấy sức lực có chỗ nào đó không đúng. Là quá lo lắng sao? Mộ Dung Xung nhìn một chút, ý thức bỗng nhiên có chút hôn mê, cảnh tượng trong tầm mắt đều mơ hồ. Hắn theo bản năng lắc lắc đầu, muốn hoạt động lại phát hiện toàn thân suy yếu vô lực. Mộ Dung Xung tưởng rằng thương thế còn chưa có khỏi hẳn liền lại liên tiếp nuốt thêm hai viên đan dược, yên lặng điều trị. Thế nhưng khi hắn vận chuyển công quyết, luyện hóa đan dược đã cũng đem, hóa cốt thủy, cùng, mê hồn tán, tràn ngập trong không khí đều đưa vào thân thể, nhanh chóng khuếch tán. Cứ như vậy trong giây lát, Mộ Dung Xung cảm giác hôn mê cùng suy yếu lại tăng lên. Không hề phát hiện thứ gì cả. Tang Long cùng Triển Nguyên Minh liên tiếp trở về, Hồng Hộc thở hổn hển, cũng đều dùng sức lắc đầu, cũng có triệu chứng tương tự. Hai người cũng không nghĩ nhiều, vội vàng đưa mấy khỏa đan dược vào trong miệng. Mộ Dung Xung nhíu mày nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ. Có phải, choáng đầu hay không, vô lực, xương cốt, đau từng cơn. Hai người Tang Long sững sờ. Đúng vậy. Không tốt, trúng độc. Mộ Dung Xung đột nhiên biến sắc. Lúc này, tiểu xà tiềm phục tại chỗ tối vọt về chỗ Khương Phàm, cái đuôi nhỏ một chỉ phía tây, phát ra tiếng tê tê quái khiếu. Đến rồi. Văn ấn hỏa dược phía sau lưng Khương Phàm lập tức tách ra quang hoa màu vàng chói mắt, hỏa diễm mãnh liệt mà ra, hóa thành hai cái hỏa dược. Có khách đến, phải hầu hạ thật tốt thôi. Khương Phàm một phát bắt được Yến Khinh Vũ, phóng lên tận trời, thẳng đến phía tây rừng rậm. Danh con, ngươi dám tính toán chúng ta. Chiến. Mộ Dung Xung lên cơn giận dữ, cường lực kích phát linh văn, căm tức nhìn Khương Phàm xông lên bầu trời. Giống. Tang Long cùng Triển Nguyên Minh phát ra tiếng gào thét thật lớn, toàn thân cương khí tạo thành hắc hùng cùng man nghiêu, dã man, cuồng bạo, khí thế kinh người. Số lượng lớn cây cối kịch liệt lắc lư, lá cây bay lên đầy trời. Khương Phàm lăng không xoay chuyển, quang Yến Khinh Vũ về phía không trung, tự mình cúi đầu lao xuống, thẳng đến Mộ Dung Xung. Liệt diễm cuồn cuộn, mãnh hổ khiếu thiên, hướng phía dưới núi ẩm vang mà tới. Đến đây, tay phải Mộ Dung Xung hoàn toàn biến thành vuốt sói, toàn thân cương khí như lôi điện bạo động, toàn bộ hội tụ đến trên vuốt sói. Chân tay hắn đạp tan mặt đất trong nháy mắt bạo khởi lại trùng thiên mười mấy mét. Một chảo móc hướng về phía mãnh hổ, cương khí như sấm, xé rách kim hổ. Ầm ầm, liệt diễm nổ tung giữa trời cuồn cuộn hơn 10 mét. Mộ Dung Xung không hư hại lông tóc. Dòng dã chênh lệch hai trọng thiên, tuyệt đối áp chế. Nhưng, mãnh hổ vừa rồi nổ tung, Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, quyền sáo chảy ra làn da, nhưng lại dính ngay cả hài cốt, giống như một cái ưng chảo bén nhọn, quấn quanh lấy liệt diễm cùng tử khí, đối kích với vuốt sói của Mộ Dung Xung. M thanh trầm đục, giống như là hai khối sắt đá nện vào cùng một chỗ, đinh tai nhức óc. Khương Phàm bị đẩy lui, toàn bộ cánh tay phải đều đã mất đi chi giác, nhưng ngón tay lại bình yên vô sự. Mộ Dung Xung thì bị rơi xuống, nện xuống trên đất, hắn nhíu mày, sao bọn họ lại không có đập nát tay Khương Phàm? Khương Phàm, hôm nay, chúng ta phải ăn thịt của ngươi. Tang Long cùng Triển Nguyên Minh gào thét dã man, liên tiếp bạo khởi, cương khí bạo động, thế như mãnh thú, chấn động trời cao. Khương Phàm chấn động cánh chim, mạo hiểm tránh khỏi bọn hắn. Chuối người xuống như liệp ưng nhào về phía Mộ Dung Xung. Không biết tự lượng sức mình. Mộ Dung Xung giống to, ý thức lại đột nhiên hỗn loạn, bước chân đều lảo đảo một cái. Khương Phàm rơi mạnh xuống đất, tàn đao tới tay, huyết khí toàn thân trong nháy mắt sôi trào, da thịt đỏ lên, bốc lên sóng nhiệt. Tàn đao kịch liệt oanh minh, bạo phát ra đao khí màu tím kinh người. Bá đao thức. Khương Phàm toàn lực mãnh liệt mà bổ. Đao khí cuồn cuộn thẳng đến Mộ Dung Xung. Mộ Dung Xung cưỡng ép thanh tỉnh, hai tay hướng về phía trước xen lẫn vào nhau, da thịt căng cứng, lông trắng dựng thẳng như châm, lợi chảo điều động cương khí toàn thân sôi trào, tạo thành phong nhận giao nhau, gào thét chói tai, ngạnh kháng với đao khí. Ầm ầm, đao khí bạo động dữ dội, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, cây cối xung quanh đều bị vỡ nát. Hỗn loạn tưng bừng, chiến ý Mộ Dung Xung tăng vọt. Móng vuốt mãnh liệt chụp mặt đất, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một tia thiểm điện màu trắng phá tan khí lãng, tới gần Khương Phàm. Khương Phàm hơi biến sắc, tốc độ thật nhanh.
chết đi cho ta. Mộ Dung Sung đánh ra lợi chảo, hai mắt hiện lên màu xanh lục, lông trắng toàn thân đều dựng thẳng từng sợi, như bạch lang đi săn. Hung tàn, đáng sợ. Khương Phàm tránh cũng không thể tránh, vội vã đỡ đao ngạnh kháng. Keng! Vuốt sói mang theo lực lượng 50.000 cân đập vào tàn đao. Như trọng chùy bạo kích. Tàn đao miễn cưỡng ngăn lại, nhưng lại trùng điệp đánh vào vai trái Khương Phàm. Vai trái lập tức vỡ vụn, cả người đều bị đánh bay ra ngoài. Tính toán chúng ta, người còn kém một chút. Mộ Dung Sung đang muốn nhào về phía Khương Phàm, nhưng Yến Khinh Vũ bị quăng ở không trung nhanh chóng rơi xuống. Nàng tinh tế phiêu giật, trong lúc rơi xuống đã xoay chuyển toàn thân, cương truy, phi tiêu, đinh thép toàn bộ giải ra, gió mạnh trong nháy mắt va chạm. Tất cả ám khí gào thét bay ra ngoài. Mộ Dung Sung, còn có Tang Long, Triển Nguyên Minh đang xông tới đều cấp tốc tránh né. Nhưng, số lượng ám khí quá nhiều, có một số liên tiếp đánh vào trên người bọn họ. Sau khi bọn hắn kích phát thú linh văn, da thịt đều trở nên vô cùng cứng rắn, nhưng cương chùy đinh thép những thứ này đều rất sắc bén. Phía trên là độc dược, xà chiền đằng, vô cùng kịch độc, có thể cấp tốc làm cứng ngắc cơ bắp. Độc dược xâm nhập vào cơ thể, ba người lập tức phát giác ra vấn đề. Đây là vì các ngươi mà chuẩn bị, hãy nếm thử tư vị đi. Khương Phàm chịu đựng đau nhức kịch liệt giết ra, liệt diễm cuồn cuộn hóa thành đại xà màu vàng, quấn về Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung cật lực né tránh, nhưng ý thức và thân thể cũng không hợp xứng nên đã bị đại xà màu vàng quấn quanh, mang theo hắn phóng lên tận trời. Mở cho ta! Mộ Dung Sung như chó sói nóng nảy, linh văn chói mắt, cương khí bạo động toàn diện muốn xé mở liệt diễm đang quấn quanh mình. Mãnh hổ quyền! Khương Phàm khiên động liệt diễm toàn thân. Lấy thánh văn dẫn dắt phóng xuất ra liệt hỏa quyền mãnh liệt, ở giữa trời đánh tới Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung lăng không bay lên, khống chế lại thân hình, đảo ngược đụng tới mãnh hổ. Toàn bộ thân thể đều giống như vũ khí. Ầm ầm, mãnh hổ nổ tung, liệt diễm cuồn cuộn, không có thể gây tổn thương đến cho Mộ Dung Sung, lại đụng hắn nảy lên vô cùng hỗn loạn. Khương Phàm huy động hỏa dược vọt tới gần bắt lấy mắt cá chân của Mộ Dung Sung, mang theo hắn xông lên trời. Trước bắt lấy tên này, tiểu tiện nhân hèn hạ, cũng dám dùng độc hại người. Triển Nguyên Minh cùng Tang Long không lo được Mộ Dung Sung, bọn hắn giữ tợn gầm thét nhào về phía Yến Khinh Vũ. Các ngươi không hèn hạ. Các ngươi cảnh giới gì, các ngươi có mấy người, còn làm đánh lén, một đám hỗn đản. Toàn thân Yến Khinh Vũ cuốn lên gió mạnh, cấp tốc nhào về phía sơn cốc. Yến Khinh Vũ, coi chừng ba tên khác. Khương Phàm hô to nhắc nhở. Vọt mạnh về không trung. Hắn không biết là tiểu xà đã giải quyết ba tên kia, nên nghĩ vẫn còn ba tên đang âm thầm ẩn núp. Thế này mà muốn khống chế ta, ngươi thật ngây thơ. Mắt cá chân của Mộ Dung Sung bị khống chế, không tránh thoát, hắn phát lực thân eo, cưỡng ép xoay người, hai cái lợi chảo bén nhọn hung hăng chộp tới Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm phun trào liệt diễm, lấy thánh văn thôi động thánh viêm, hình thành kim liên nở rộ, sáng chói hoa lệ. Cưỡng ép chống cự lại Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung bị ngọn lửa màu vàng óng đối diện nuốt hết, giữa lúc va chạm, y phục lông tóc toàn thân đều bị đốt sạch, ngay cả thú văn của mình đều bởi vì thánh văn của Khương Phàm mà chịu áp chế. Nhưng, gương mặt hắn dữ tợn, hai mắt trừng trừng, chịu đựng thống khổ, một cái móng vuốt móc ở phía sau lưng Khương Phàm, kéo xuống khối lớn da thịt. A! À, toàn thân Khương Phàm lập tức căng cứng phát ra tiếng kêu thảm. Mộ Dung Sung hung tàn, lại đem huyết nhục nhét vào trong miệng mà nhấm nuốt, lần nữa xoay chuyển thân thể chụp về phía Khương Phàm. Lần này là móc về phía ngực. Cánh tay phải của Khương Phàm tạm thời bị phế, vô lực phản kháng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, hắn bỗng nhiên quay đầu, tay còn lại phát lực quăng Mộ Dung Sung về phía không trung. Mãnh hổ quyền, cự tượng quyền, liệt diễm, tam trọng kích. Khương Phàm điều động linh lực toàn thân, lấy thánh văn toàn lực thôi động. Liên tiếp phóng thích ra thế công mãnh liệt đánh thẳng vào Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung đang ở trên không trung nên rất khó tránh né, chỉ có thể liên tiếp ngạnh kháng. Cũng may cảnh giới cao, thân thể mạnh mới có thể gánh vác toàn bộ. Nhưng, khi hắn xé rách liệt diễm, chuẩn bị tìm kiếm Khương Phàm lại phát hiện Khương Phàm đang đứng ở 10 mét ở bên ngoài, đưa tay hướng xuống dưới làm xin mời tư thế. Mộ Dung Sung còn chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì, thân thể bắt đầu cấp tốc rơi xuống. Cho đến giờ phút này,
hắn mới chú ý tới bất chi bất giác đã lên tới mấy trăm mét trên không trung. Tên hỗn đản ngươi, chỉ biết dùng thủ đoạn bị ổi này sao? Mộ Dung Sung cực lực khống chế, thế nhưng, tốc độ rơi xuống càng lúc càng nhanh. Đừng đem mình làm đến cao thượng cỡ nào, đối đãi loại súc sinh hèn hạ này như ngươi thì phải càng hèn hạ. Khương Phàm không hài lòng với tốc độ rơi xuống của hắn lắm, lần nữa điều động liệt diễm, hướng về phía Mộ Dung Sung khởi xướng công kích. Mộ Dung Sung cấp tốc rơi xuống, không chỗ mượn lực, chỉ có thể bốc lên cương khí ngạnh kháng, kết quả lại lần nữa ầm ầm bạo tạc, tốc độ hắn rơi xuống càng nhanh hơn. Lại đến, lại đến. Khương Phàm không để ý tiêu hao mà liên tiếp thả ra mãnh hổ quyền, cự tượng quyền. Hai đầu mãnh thú kéo lấy lửa nóng hừng hực, liên tiếp oanh kích Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung cưỡng ép chống cự, cũng nhiều lần gia tốc. Khoảng cách hơn 300 mét. Giống như một mảnh thiên thạch hung hăng đánh xuống dưới mặt đất. Tiếng vang ầm ầm, núi cao lay động, đá vụn bắn tung trời, oanh ra một cái hố to. Hài cốt toàn thân Mộ Dung Sung đều giống như tan ra thành từng mảnh, nếu như bình thường hắn có thể gánh vác được, cũng có thể lập tức đứng dậy tái chiến. Nhưng bây giờ hắn liên tiếp trúng độc, ý thức, xương cốt, huyết nhục đều chịu ảnh hưởng. Trận va chạm này cơ hồ đều muốn nửa cái mạng của hắn. Khương Phàm chấn động cánh chim, nhanh chóng lao xuống. Linh lực bị hao hết, hỏa dược tại lúc cách đất mười mấy thước đã tản ra, nhưng toàn thân hắn vẫn sôi trào huyết khí, chiến ý dâng cao. Khương Phàm rơi ầm ầm trên mặt đất, trong nháy mắt động, một tay nắm chặt tàn đao, một tiếng hổ gầm bổ ra đao khí kinh người về phía Mộ Dung Sung. Mộ Dung Sung cắn chặt răng muốn phản kích nhưng toàn thân đau nhức kịch liệt, ý thức hỗn loạn, phản kích cũng chậm mấy phần. Ầm ầm, đao khí bạo kích, trùng điệp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Mộ Dung Sung mặc y phục hộ thể, triệt tiêu bộ phận lực lượng, tuy nhiên đao thế mạnh mẽ đã chấn vỡ nát hộ tâm xương trước ngực. Phun ra một ngụm máu tươi, hắn ngửa mặt lộn ra ngoài. Khương Phàm lấy được lợi thế không tha người, một cước dẫm lên trên lồng ngực của hắn. Xương ngực vỡ vụn sụp đổ tại chỗ. Mộ Dung Sung cảm giác trái tim đều giống như đã vỡ nát, huyết dịch chạy loạn khắp người, ý thức xông loạn quay cuồng giữa trời đất, lâm vào hôn mê. Khương Phàm tế ra thanh đồng tiểu tháp, đưa Mộ Dung Sung vào, nhốt vào lao ngục tầng thứ hai. Đã cách nhiều năm. Lao ngục tầng thứ hai rốt cuộc cũng nghênh đón, hộ gia đình, đầu tiên. Khương Phàm ngốn từng ngụm lớn linh đan cùng huyết đan, xông về sơn cốc. Tang Long đang giết tới Yến Khinh Vũ, mà Triển Nguyên Minh lại nằm trên đất, bị lợi kiếm cắt nơi cổ, chết tươi. Tiểu tiện nhân, ta sẽ xé xác ngươi. Tang Long lên cơn giận dữ, phát cuồng tấn công Yến Khinh Vũ. Nhưng, Yến Khinh Vũ nhẹ như lá, linh hoạt tránh né lấy thế công dã man của Tang Long. Ánh mắt sắc bén chờ đợi lấy hắn tự loạn trận cước, liền sẽ có kết cục giống như Triển Nguyên Minh. Tang Long càng cuồng bạo, tốc độ huyết dịch khắp người càng chảy nhanh, độc tố lan tràn cũng càng toàn diện. Sau một lát, ý thức hơi hoảng hốt. Yến Khinh Vũ nắm lấy cơ hội, như rắn độc quả quyết xuất kích, kiếm thế như câu, quăng về phía cổ Tang Long. Tang Long đột nhiên thanh tỉnh, đưa tay đón đỡ lợi kiếm. Phốc phốc. Lợi kiếm xuyên thủng bàn tay đã biến thành tay gấu, lại không thể thương tổn được cổ. Tới đây cho ta. Tang Long trực tiếp giữ lại lợi kiếm, một tay khác hung hăng chụp về phía Yến Khinh Vũ. Yến Khinh Vũ quả quyết bỏ qua trường kiếm, không lùi mà tiến tới, mạo hiểm tránh khỏi lợi chảo đang đập tới, sau đó lao đến phía sau hắn. Tang Long tức giận, trước tiên xoay người sau đó đưa tay trái đã bị cắm lợi kiếm bắt tới sau lưng. Thanh phong vần quanh toàn thân Yến Khinh Vũ, nhẹ như tơ liễu nhưng lại nhanh như lôi đình, đạp lên một cước, trùng điệp đánh vào kiếm. Lợi kiếm lập tức xuyên thấu tay gấu, mang theo mảng lớn máu tươi. Yến Khinh Vũ lăng không xoay người, cầm lợi kiếm, lại cấp tốc quấn về tới trước mặt Tang Long. Trong chớp mắt, liên tiếp ứng biến linh động lại còn mang theo vài phần mỹ cảm. Thời điểm Khương Phàm chạy tới nơi này, vừa hay nhìn thấy một màn vừa diễn ra. Trong chớp nhoáng lại bị kinh diễm. Yến Khinh Vũ cầm lấy kiếm, trong nháy mắt, ánh mắt bỗng nhiên lăng lệ, đầu ngón tay chấn kích tạo nên một mảnh kiếm hoa, nhấc lên cuồng phong lạnh thấu xương đâm về phía ngực Tang Long. Tang Long bị quấn loạn, ý thức hôn mê nhưng lại càng hoảng hốt, giờ khắc này, không thể kịp phản ứng. Phốc phốc, lợi kiếm đâm xuyên qua ngực. Yến Khinh Vũ rút kiếm lui về phía sau, bay tới 10 mét bên ngoài. A, Tang Long cuồng nộ.
giống như một đầu hung thú nổi điên. Nhưng sau khi phóng tới mấy bước đã trùng điệp quỳ trên mặt đất, thân thể thuận thế ngã ra trước, gục ở chỗ này không có động tĩnh gì nữa. Khương Phàm cùng Yến Khinh Vũ đều không buông lỏng, cảnh giác rừng rậm xung quanh. Tính cả Mộ Dung Sung, không phải hẳn là còn có ba tên nữa sao? Làm sao còn không có xuất hiện? Ngươi không chú ý sao? Thời điểm bọn hắn tới, y phục đều rách dưới, giống như vừa đại chiến một trận. Yến Khinh Vũ chợt nhớ tới. Khương Phàm tỉ mỉ nghĩ lại. Có phải là người nhắc nhở chúng ta hay không? Yến Khinh Vũ hỏi. Giải quyết xong tên Mộ Dung Sung phiền toái này liền không sợ cái gì nữa. Khương Phàm gọi Tiểu Xà, mau chóng rời khỏi nơi này. Sau khi bọn hắn biến mất, một thiếu nữ áo tím từ trong rừng đi tới. Dáng người cao gầy, thướt tha động lòng người, khuôn mặt đẹp đẽ tuyệt mỹ. Hai chân càng đáng chú ý, tròn trịa dài nhỏ, không nhìn thấy mảy may đường cong. Có thể nói là hoàn mỹ. Trên trán trơn bóng của nàng nở rộ lấy một đóa yêu hoa màu tím, hiện ra ánh sáng màu tím nồng đậm mà thần bí. Bất luận là bộ dáng hay là linh văn đều có chút tương tự với thánh nữ Tịch Giao của La Phù. Nhưng, khí chất hoàn toàn khác biệt, linh văn lại càng khác biệt. Nàng là muội muội sinh đôi của Tịch Giao, Tịch Nhan. Tịch Nhan nhẹ nhàng hoạt động hai tay mảnh khảnh, yêu hoa trên trán nở rộ lan tràn khắp gương mặt tuyệt mỹ đường vân màu tím. Toàn thân các nơi thì thẩm thấu ra huyết văn quỷ dị. Khi tử văn và huyết văn đụng vào trong chốc lát, khí lãng màu tím mãnh liệt nở rộ khắp toàn thân, hình thành yêu hoa màu tím khổng lồ để nàng nổi bật như là hoa tiên tử. Nhưng tử khí xen lẫn, huyết quang bốc lên, một cỗ ma luân khủng bố dữ tợn khuếch đại ở sau lưng nàng. Thân hình nó cao lớn, cơ bắp khoa trương như cự mãng, hai mắt huyết hồng, miệng đầy răng nanh. Giống. Đại ma gào thét, âm thanh chấn động hoang dã, sát khí thảm liệt kinh động đến mãnh thú dãy núi. Nhân hồn hình thú, thứ người yêu nhất. Tịch Nhan khẽ nói, đại ma sau lưng bỗng nhiên nhào về phía hai bộ thi thể. Tang Long và Triển Nguyên Minh đều đã chết, nhưng linh hồn vẫn còn ở đó. Bọn chúng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại bị đại ma tàn nhẫn ăn hết. Nếu như người của Thánh Nữ Tông tới nơi này chắc chắn sẽ bị một màn này cả kinh mà thét lên. Đây là thượng cổ ma vật mà các nàng tìm thấy được từ cổ thành dưới đất. Đây cũng là thứ duy nhất một còn sống trong tất cả bảo vật đào được từ cổ thành dưới mặt đất. Các nàng trấn áp nó 5 năm, lại khó mà hủy diệt. Cho đến khi Tịch Nhan làm trái với tông quy, đem nó cưỡng ép mang đi. Mà bây giờ, nó lại đã dung nhập vào thân thể của Tịch Nhan. Vô hồi thánh địa. Sư muội còn sống không? 8 vị nam nữ tử đi tới trong địa lao. Đều cút ngay cho lão nương. Lão nương đời này không muốn lại nghe thấy tiếng của các ngươi. Trong góc mờ tối truyền đến một tiếng la lạnh lùng. Một nam tử anh Tuấn đong đưa quạt xếp cười nói. Có hai tin tức tốt. Một là Khương Hồng Võ, một cái là Khương Phàm, sư muội có muốn nghe hay không? Nói, nếu như không phải tin tức tốt, ta thiến ngươi. Khóe mắt nam tử kéo ra, dở khóc dở cười lắc đầu. Sư muội à, phải ôn nhu, người thế này là không gả đi được đâu. Không gả ra được, cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Nói, mấy vị sư huynh sư tỷ cười khổ lắc đầu, ra hiệu nam tử lúng túng mau nói. Khương Hồng Võ còn sống. Đã mang theo bọn người Yến Tranh đi về La Phù. Khương Phàm cũng còn sống, đã cùng Khương Hồng Võ gặp mặt tại thành Khôi Binh, cũng đồng thời trở về. Bọn hắn ở đâu, lúc nào đến thánh địa? Khương Tuyền lập tức từ trong góc xông ra, hai tay bắt tại song sắt, gắt gao nhìn chằm chằm nam tử. Muội, ánh mắt này là, muốn ăn ta à? Nếu không nói ta thật sẽ ăn ngươi. Nam tử ho nhẹ vài tiếng. Bọn hắn hẳn là sẽ đi Thiên Sư Tông trước. Chúng ta cũng vừa tra được, sau khi Khương Phàm chạy ra khỏi thành Bạch Hổ, bị nữ nhi tông chủ của Thiên Sư Tông mang theo đến La Phù, trở thành đại đệ tử của Dạ Thiên Lan. Hắn không chỉ là Kim Viêm Thánh Văn, mà còn là Thánh Phẩm Thú Linh Văn. Oanh động cả La Phù, tông chủ Thiên Sư Tông Dạ Thiên Lan coi hắn là con rể mà chờ đợi, đã không để ý an nguy tông môn, tập kết lực lượng tinh nhuệ nhất của Thiên Sư Tông, còn nói động được Ngọc Hư Tông và Linh Cực Tông cùng một chỗ giết vào thành Khôi Binh. Nếu như không phải bọn hắn, Khương Hồng Võ rất có thể sẽ không về được. Biểu lộ mấy nam nữ tử này đều rất phức tạp. Dạng linh văn này đừng nói là La Phù chưa bao giờ xuất hiện qua, ngay cả tất cả thánh địa ở trong thiên hạ cũng cực kỳ hiếm thấy.
mau thả ta ra, ta muốn đi tìm bọn hắn. Khương Tuyền nghe được thì hai mắt tỏa sáng, đã không thể chờ đợi. Trong tám người, đại sư huynh tương đối nghiêm túc đẩy những người khác ra, đi đến trước hàng mặt nàng. Muội có thể đi, nhưng sư tôn có chuyện cho muội làm. Nói, thánh địa coi trọng Khương Phàm. Chướng mắt mới là lạ, ta mang hắn về. Trước tiên đừng có gấp, hãy nghe ta nói hết. Đại sư huynh nghiêm túc, trầm giọng nói. La Phù gần đây xảy ra nhiễu loạn. Đại hoàng tử liên hợp cường giả Tây Cương xâm lấn La Phù, phế đi Thượng Thanh Tông, giết tông chủ Thượng Thanh Tông. Thánh chủ lệnh sư tôn chúng ta đưa tay xử lý chuyện này. Nếu như đúng là đại hoàng tử làm, thánh địa sẽ hướng hoàng thất đòi người, nhưng xử lý như thế nào, khắc phục hậu quả ra sao, thánh chủ vẫn đang cùng tất cả túc lão tranh luận. Khương Hồng Võ vừa đại náo thành Khôi binh, kết thù kết oán cùng hoàng thất chắc chắn sẽ truy kích và tiêu diệt bọn hắn. Dưới tình thế đặc thù này Khương gia không thể ở lại thánh địa. Sắc mặt Khương Tuyền nghiêm túc. Toàn bộ Khương gia nhất định phải rời khỏi. Không phải thánh địa tuyệt tình, mà là tình thế quá đặc thù. Về phần Khương Phàm, tình huống bình thường là không thể tiến vào thánh địa, nhưng cân nhắc đến linh văn cùng tiềm lực của hắn, thánh địa nguyện ý tiếp nhận hắn. Điều kiện tiên quyết là, hắn phải thoát khỏi tất cả liên hệ cùng các tông La Phù. Sư muội, chính muội hãy suy nghĩ thật kỹ. Đại sư huynh biết điều này đối với sư muội tương đối tàn khốc, nhưng nói cho cùng, Khương gia cũng không có khả sẽ năng vĩnh viễn núp ở thánh địa của bọn hắn, sớm muộn đều sẽ rời khỏi. Nơi này là nơi nào? Mộ Dung Sung tỉnh lại, nhìn thấy lại là lao tù đen kịt. Một cảm giác âm lãnh khiếp người xâm chiếm cơ thể, nhịn không được mà giật mình một cái. Hắn thử hấp thu linh lực, nhưng bất luận công quyết vận chuyển thế nào cũng đều không có bắt được chút năng lượng nào. Đây là lao tù, càng giống như là phiến đất hoang. Nơi này có thể là chỗ ở của ngươi vĩnh viễn. Ý thức Khương Phàm quanh quẩn trong lao tù. Khương Phàm. Mộ Dung Sung cảnh giác xung quanh, nhưng cái gì cũng đều không nhìn thấy. Nhìn thấy đống bạch cốt trước mặt ngươi không? Hắn chính là các gia đình trước ngươi. Hiện tại chỉ còn là một đống bạch cốt. Nếu như ngươi không muốn bị như hắn vậy thì liền trả lời ta hai vấn đề. Khương Phàm quanh quẩn trong thiết lao trống trải, trầm thấp phiêu hốt. Nơi này là Thiên Sư Tông sao? Ngực Mộ Dung Sung truyền đến từng trận đau nhức, muốn từ trong nhẫn không gian lấy ra đan dược chữa thương, lại phát hiện nhẫn không gian đã không thấy đâu nữa. Vấn đề đầu tiên, ngươi làm thế nào lại có thể truy lùng đến ta? Khương Phàm luôn cảm thấy kỳ quái. Mặc dù đơn độc đi ra lịch luyện rất mạo hiểm nhưng hắn lại vô cùng cảnh giác, không có khả năng dễ dàng bị tiếp cận như vậy. Ngươi trả lời ta trước, đây là nơi nào? Mộ Dung Sung phát ra tiếng gào thét như dã thú, con mắt hiện ra lục quang, bắp thịt cả người dần dần kéo căng. Vấn đề thứ hai, đối với chuyện Tây Cương xâm lấn La Phù này, ngươi có biết chút ít gì hay không? Khương Phàm cảm giác lời đồn rất có thể đến từ Thiên Cương Tông. Nhưng chỉ là Thiên Cương Tông nhân cơ hội này chèn ép Thiên Sư Tông, hay là có nguyên nhân càng sâu hơn? Tên đệ tử thiên tài Thiên Cương Tông này khẳng định là biết một chút bí mật. Thả ta ra, ngươi và ta đều là thú linh văn, thú văn liền nên có kiêu ngạo của thú văn, đem ta nhốt ở chỗ này tính là gì? Mộ Dung Sung từ trong cổ họng cố gắng gào thét, toàn thân chui ra lông trắng giống như cương châm, bộ dáng dữ tợn đáng sợ. Ngươi tính toán ta trước, bây giờ lại đánh lén. Xứng nói hai chữ kiêu ngạo. Ta cho ngươi thời gian cân nhắc, nếu không, nơi này không có linh lực, không có đồ ăn, ngươi chờ mục nát ở chỗ này đi. Ý thức Khương Phàm từ trong thanh đồng tiểu tháp rút ra, mang theo Yến Khinh Vũ tiếp tục xông xáo rừng rậm. Luận bàn lịch luyện, săn giết hỏa điểu. Bọn hắn xông xáo bốn chỗ, cũng thuận tiện chạy tới chợ đen thứ hai. Khương Phàm còn muốn sưu tập thêm Tam Văn Tuyết Liên, càng muốn thử vận khí một chút. Có thể nhìn thấy hay đụng phải những bộ phận khác áo giáp hay không? Ba ngày sau, Khương Phàm đang truy tung hỏa điểu chạy trốn, tay phải bỗng nhiên nổi lên từng trận nhiệt ý. Lại một cái, Khương Phàm vừa mừng vừa sợ, lần theo cảm giác xông về phía trước. Không bao lâu, tàn đao trong khí hải cũng có phản ứng, chỉ dẫn lấy hắn. Khương Phàm liên tiếp vượt qua bảy tòa đại sơn, tới gần đến một mảnh núi hoang vu. Nơi này thế núi thấp bé chập trùng, trụi lùi, không có hoa cỏ cũng không có cây cối. Nơi này sóng nhiệt cuồn cuộn, mặt đất hiện ra hồng quang, lúc nào cũng có thể hòa tan. Tại chỗ sâu trong núi, có một cái hồ dung nham nóng hổi,
nơi đó có một đầu quái vật đáng sợ đang nằm sấp. Tương tự như thằn lằn, lại có hai cái đầu, toàn thân xích hồng, bên trên mỗi cái đầu đều có sừng nhọn xuyên trời. Cái đuôi giống như cự mãng dài chừng 20-30 mét, chậm rãi lay động, không ngừng dơ lên nham tương đầy trời. Khương Phàm cẩn thận từng ly từng tí đi vào hẻm núi, tới gần hồ dung nham. Ngươi muốn làm gì? Yến Khinh Vũ tự đuổi theo ở phía sau, tranh thủ thời gian ngăn Khương Phàm lại. Cô nhìn nơi đó, có thật nhiều bảo bối. Khương Phàm leo lên một đỉnh núi, chỉ vào núi đá bên cạnh hồ dung nham. Nơi đó hiện ra cái lỗ lớn, bên trong kỳ quang lượn lờ, chất đầy đủ loại bảo bối phát sáng. Có rất nhiều bảo bối đều không phải là thứ ngươi có thể đụng, mau rời khỏi nơi này. Yến Khinh Vũ lôi kéo Khương Phàm, gia hỏa này đều liều mạng đến nghiện rồi, loại mãnh thú cấp bá chủ này cũng dám đánh chủ ý. Bên trong có áo giáp. Khương Phàm cảm thụ được tay phải cùng bên trong khí hải đang sao động, vô cùng khẳng định trong sơn động liền có một bộ phận của áo giáp. Ta cảnh cáo ngươi, ta còn không có sống đủ. Chớ khẩn trương, nó ngủ thiếp đi rồi. Khương Phàm nhìn chằm chằm sơn động nơi xa, nhãn châu xoay động, thấy được tiểu xà quấn lấy trên bờ vai. Tiểu xà ưỡn đầu một cái, vèo một tiếng liền muốn đào tẩu. Ngươi cẩn thận ngang nhiên xông qua, tìm áo giáp mang ra. Thần không biết quỷ không hay. Khương Phàm một phát bắt được, trên mặt hiện ra dáng tươi cười, ôn nhu, thuyết phục tiểu xà. Tiểu xà dùng sức lắc đầu, kiên quyết không theo. Khí tức nơi đó để nó lạnh cả người, đừng nói trộm đồ, tới gần cũng không dám. Ngươi thế nhưng, đã nếm qua Long Nguyên, còn sợ cái thứ này. Khương Phàm sụ mặt, tiểu xà dùng sức lắc đầu, kịch liệt giãy giụa. Nghe lời, chỉ lần này thôi, ngươi có công, ngươi có dũng khí. Ngoan, mang đồ về, ta cho ngươi 10 khỏa huyết đan. 20 khỏa, 20 khỏa đều không được, vậy 30 khỏa. Tiểu xà bất kể khuyên thế nào thì vẫn đều kịch liệt lắc đầu, cánh nhỏ huỵt huỵt loạn đập. Khương Phàm cắn răng một cái. 30 khỏa huyết đan, ngoài ra còn 3 viên thú nguyên, trong vòng 10 ngày. Ta nhất định gom góp cho ngươi. Tiểu xà co rụt con ngươi lại, bị đánh động. Yến Khinh Vũ không còn gì để nói, tiểu gia hỏa này và chủ nhân của nó cũng là một cái đức hạnh, đều là thiếu tiền, không muốn sống. Thành giao. Khương Phàm nhìn tiểu xà, đưa tay ra. Con mắt tiểu xà vòng rồi lại vòng, nghiêm túc suy tính một hồi, sau đó nó nhấc lên cái cánh nhỏ cùng với Khương Phàm đập tay. Nhanh đi, tìm đồ như áo giáp, hẳn là sẽ không quá lớn. Khương Phàm kích động thúc giục. Bộ giáp này rất có thể là bị đào ra từ trong cổ thành dưới mặt đất. Một bộ phận còn đang phân tán rải rác các nơi tại La Phù. Một bộ phận quanh đi quẩn lại bán ở những nơi khác. Ví dụ như tàn đao là được chuyển vào đại hoang. Tiểu xà bò qua dốc núi nóng hổi, hướng phía hồ dung nham nơi đó. Khương Phàm ra hiệu Yến Khinh Vũ nằm xuống, khẩn trương nhìn tiểu xà. Tiểu xà có thể thích ứng sóng nhiệt giữa núi bụi nhưng lại có chút đỡ không nổi khí tức đáng sợ mà con cự thú kia tán phát. Bất quá vì huyết đan cùng thú nguyên, liều mạng. Song đầu cự tích ngâm mình ở bên trong hồ dung nham ngủ rất say, nhưng cái đuôi kia lại lung la lung lay qua lại rất là đáng sợ. Tiểu xà cẩn thận từng ly từng tí lách qua hồ dung nham, thuận lợi chui vào sơn động. Bên trong chất đống rất nhiều đồ vật, đây chính là một cái bảo khố. Tiểu xà nhìn thấy đều kích động, bỗng nhiên cảm giác mình cũng thật cảm thấy hứng thú đối với loại đồ vật chiếu lấp lánh này. Rất nhanh, nó đã thấy được mấy cái xương đầu mãnh thú to lớn, bên trong đều tung bay thú nguyên to như nắm tay, còn bốc lên liệt hỏa hừng hực. Thú nguyên chiếu sáng. Tiểu xà nhìn đến chừng mắt, quá xa xỉ. Nó hướng ra phía ngoài nhìn thêm vài lần, sau khi xác định xong đầu tích không có phản ứng liền duỗi cái đuôi ra ôm lấy một cái đầu lâu mãnh thú. Thú nguyên trong này là lớn nhất, nếu như luyện hết, thực lực khẳng định phóng đại. Tiểu xà lật lại lật, đào được một cái bao cổ tay từ bên trong. Bao cổ tay không có đốm đá, đã được thức tỉnh, bất quá bên trong còn có một cái cẳng tay. Hẳn là bị người nào đó đạt được, lại bị thằn lằn giết chết, đem cánh tay cắn được bỏ vào nơi này làm bài trí. Tiểu xà nhét bao cổ tay vào bên trong đầu thú, còn lôi ra được một thú nguyên cạnh hang đá. Song đầu cự tích đang nằm ngáy o o, không có chú ý đến tiểu bất điểm này. Thật là có, là bao cổ tay sao? Khương Phàm trông mong nhìn ra xa, toàn thân kích động nổi lên từng cỗ sóng nhiệt. Đó là thú nguyên, lớn như vậy.
Yến Khinh Vũ nhìn mà trợn cả mắt lên, không hổ là mãnh thú cấp bá chủ, vậy mà lại dùng thú nguyên làm vật siêu tập. Tiểu xà chậm chạp cẩn thận dịch chuyển về phía trước, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cự tích. Đột nhiên, cái đuôi cự tích của ầm ầm bên trong hồ làm nham tương tung tóe lên đầy trời, có một cái trong đó đang rơi xuống đầu nó. Cái đầu to lớn kia dùng sức lung lay mở mắt ra. Tiểu xà lập tức kéo căng, co quắp ở nơi xa không dám loạn động. Khương Phàm thấy thế thầm lau mồ hôi. Cũng may cái đầu kia không có tỉnh, sau đó nó lại nhắm nghiền hai mắt. Tiểu xà rất linh tính, nó thở ra một hơi, dần dần tăng tốc, tới gần về chỗ Khương Phàm. Đến rồi, đến rồi. Khương Phàm khẩn trương lại mong đợi. Ngay tại lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng giống to như sét đánh đất bằng, dọa Khương Phàm và Yến Khinh Vũ hết hồn, cả hai đều la thất thanh. Ha ha, Khương Phàm, tìm được ngươi rồi, chúng ta đi Thiên Sư Tông, bọn hắn nói ngươi đi ra ngoài tu luyện. Tiêu Phượng Ngô cười lớn nhảy qua, một bàn tay đập trên bờ vai vào Khương Phàm. Kinh hỉ chứ, ha ha, lão tử tới tìm ngươi. Tiêu Phượng Ngô. Khương Phàm trừng to mắt nhìn thiếu niên đột nhiên xông tới. Còn có một người nữa. Trên tay Tiêu Phượng Ngô treo một sợi xiềng xích, dùng sức kéo một cái, lôi ra một thiếu niên phong độ nhẹ nhàng từ trong rừng cây. Thiếu niên giật giật khóe miệng, lộ ra một vòng tươi cười. Khương Phàm, lại gặp mặt. Hắn không nguyện ý đến, ta trói tới, ha ha. Tiêu Phượng Ngô không để ý ánh mắt giết người của Chu Thanh Thọ, nhếch miệng cười to. Khương Phàm kinh ngạc nhìn bọn hắn, bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía hồ dung nham nơi đó. Rầm rầm. Song đầu cự tích chậm rãi chống thân thể lên, nham tương giống như thác nước từ trên người nó trượt xuống, nhiệt độ kinh khủng tràn ngập khe núi, vặn vẹo cả không gian. Một cái đầu nhìn qua bọn hắn nơi này, một cái đầu thì tập trung vào tiểu xà ngoài trăm thước. Chạy! Khương Phàm kêu to, triển khai cánh chim, nhào tới phía tiểu xà. Tiểu xà tê tê quái khiếu, cái đuôi cuốn lấy hải cốt đầu lâu, cánh chợt vỗ, hướng phía Khương Phàm bay qua. Huyết mạch sôi trào, cảnh giới ba động để cho tiểu gia hỏa kích thích trước đó chưa từng có. Giờ khắc này, toàn thân nó đều giống như mềm nhũn, nhưng vẫn điên cuồng đập động cánh lên, tê tê quái khiếu phóng tới Khương Phàm. Chỉ là, khe hở xương đầu quá lớn, thú nguyên vừa đi vừa về lắc lư sau đó rớt xuống từ hốc mắt. Tiểu xà ở trên không bay loạn một trận, lập tức liền muốn xông xuống dưới bắt trở lại, nhưng lại không dám. Không dám, nhưng cũng lại không cam lòng. Sợ hãi, khẩn trương, lại sốt ruột. Giống. Xa xa, song đầu cự tích giơ cái đầu to lớn lên phát ra tiếng gầm gừ kinh khủng. Thanh chiều cuồn cuộn. Sóng nhiệt quét sạch hang núi. Tiểu xà, xương đầu, còn có Khương Phàm đang nhào tới đều bị hung hăng tung bay ra ngoài. Nhiệt độ quá cao. Giống như trực tiếp bị nham tương bao phủ. Đó là quái vật gì? Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ đều trừng to mắt, quá to lớn. Giống như một ngọn núi nhỏ đang đứng lên, phía sau còn kéo lấy dài cái đuôi mấy chục mét. Cỗ yêu khí kia giống như đang sôi trào, tràn ngập phương viên mấy chục dặm. Số lượng lớn dã thú kêu rên phủ phục, vô số túc điểu kinh hoàng bay tán loạn. Các ngươi làm chuyện tốt rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Yến Khinh Vũ hốt hoảng, lớn tiếng kêu sợ hãi. Chạy mau đi. Thật có lỗi, thật có lỗi, thật không phải cố ý. Tiêu Phượng Ngô quay người chạy nhanh, tốc độ so với người khác đều rất nhanh, xiềng xích thật dài lập tức kéo căng, kéo Chu Thanh Thọ đều bay lên. Khương Phàm lăng không xoay người, bắt lấy xương đầu, cũng bắt lấy tiểu xà, cưỡng ép nhét vào trong thanh đồng tiểu tháp, huy động hỏa dực, dùng tốc độ cao nhất phóng đi. Nhưng, cự tích còn nhanh hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, tiếng gào thét qua đi, nó nhấc bàn chân to lớn trùng điệp đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, đại địa lay động. Vết nứt lan tràn, hàng vạn tảng đá bay cao lên trời, thiêu đốt lên cuồn cuộn liệt diễm đánh tới bọn người Khương Phàm. Trong nháy mắt, bao trùm hơn 10 dặm sơn lĩnh. Khương Phàm mạo hiểm tránh né, dùng tốc độ cao nhất chạy vội. Yêu khí bao phủ, nguy cơ đầy trời. Trái tim của hắn cuồng loạn, hai mắt trừng trừng, xong, xong, chọc tới đại gia hỏa rồi. Yến Khinh Vũ khống chế vết nứt, hướng về phía trước chạy trốn. Nhưng một tảng đá lớn bị liệt diễm thiêu đốt từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm phía sau nàng, nổ lên khí lãng cùng hỏa diễm mãnh liệt, trong nháy mắt đã đáng nàng tung bay. Ngay sau đó,
mười mấy khối cự thạch hỏa diễm cũng nhanh chóng rơi xuống, cơ hồ muốn nuốt hết nàng vào trong. Yến Khinh Vũ hiện tại đâu còn tỉnh táo, nàng thét lên chói tai chật vật né tránh. Nhưng, số lượng nham thạch rơi xuống quá nhiều, trong nháy mắt bị vô số nham tương vẩy ra dính ở trên người, y phục bốc cháy, da thịt cháy đen. Yến Khinh Vũ tuyệt vọng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm từ phía sau chạy vội tới ôm chặt lấy nàng, hỏa dược chấn kích, mạo hiểm tránh khỏi nham thạch, nham tương, xông về không trung. Yến Khinh Vũ gắt gao ôm chặt Khương Phàm, sắc mặt tái nhợt, hận không thể tiến vào trong thân thể Khương Phàm. Vào Thanh Đồng tiểu tháp đi. Khương Phàm hét lớn một tiếng, đem Yến Khinh Vũ nhét vào trong Thanh Đồng tiểu tháp, sau đó lập tức xông về Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ trước mặt. Nhưng, ầm ầm. Song đầu cự tích đứng thẳng người lên, hai chân lần nữa đánh vào mặt đất, vết nứt dữ tợn nhanh chóng lan tràn, cơ hồ đem toàn bộ sơn lĩnh đều xé nát. Vô số tảng đá trùng thiên kéo lấy liệt diễm gào thét bạo kích. Khương Phàm thấy là sắp chạy đi, nhưng càng nhiều nham thạch từ trên trời giáng xuống. Cuồng phong gào thét, liệt diễm cuồn cuộn. Hỏa dực của Khương Phàm bị mất khống chế, hắn hung hăng đâm vào mặt đất. Sau một khắc, một tảng đá nặng mười mấy tấn gào thét mà xuống đập vào trên người Khương Phàm. Đây là yêu vật gì a? Tiêu Phượng Ngô vừa hoảng sợ vừa lo lắng, điên cuồng thúc giục, kim cương, thú linh văn, cương khí toàn thân phóng đại, hình thành hình dáng cự viên uy mãnh, chỉ lên trời gầm thét. Toàn thân hắn tràn ngập lực lượng bạo tạc, phóng tới bên trong đám đất đá đầy trời, cầm một khối đá từ trên trời giáng xuống, dựa thế lần nữa bay lên không. Nhưng, hắn vì đang chạy trốn, không để ý xiềng xích phía sau, trên xiềng xích đang kéo lấy Chu Thanh Thọ nữa. M Thanh trầm đục, xiềng xích căng cứng, Chu Thanh Thọ bị mang lên bầu trời cao, nhưng sau một khắc, thân thể hoàn toàn mất khống chế liền đập đầu xuống một tảng đá. Tiêu Phượng Ngô, tên hồn đản nhà ngươi. Chu Thanh Thọ kêu thảm đập xuống đất. Giống. Song đầu cự tích đã phóng tới, đạp tan mặt đất. Chu Thanh Thọ vừa xốc tảng đá lên thì cự thú đã giết tới, giơ lên móng vuốt to lớn, đang vỗ xuống hắn. Chu Thanh Thọ thầm nghĩ, xong rồi, lão tử bị tên hỗn đản Tiêu Phượng Ngô này chơi chết tươi. Chạy đi. Khương Phàm vừa đánh mở cự thạch, không lo được toàn thân đang có cảm giác vô cùng thống khổ, đánh ra một cỗ hỏa triều, xông về Chu Thanh Thọ. Trước khi lợi chảo hỏa tích đập nát Chu Thanh Thọ, hỏa diễm mãnh liệt dẫn đầu đánh tới trước, hung hăng hất hắn bay ra ngoài. Chu Thanh Thọ chật vật rơi xuống đất, vừa muốn chạy trốn thì một khối đá khác từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập trúng xiềng xích, ép chặt tại nơi đó. À, Chu Thanh Thọ kêu rên, lão tử thật xui xẻo. Hỏa tích nâng một móng vuốt không có đập nát được, nó lập tức quay người, cái đuôi dài mấy chục mét lao đến cuốn lấy tảng đá cũng cuốn lấy cả xiềng xích, mang theo Chu Thanh Thọ quăng về phía cái miệng to lớn của mình. Sắc mặt Khương Phàm đại biến, muốn nghĩ cách cứu viện đã không kịp. Tiêu Phượng Ngô, lão tử làm ma cũng đều sẽ quấn lấy ngươi. Ngươi là tên xúc vật, lão tử sẽ chết ở chỗ này sao? Chu Thanh Thọ gầm thét, giờ khắc này, con mắt đều ẩm ướt. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Tiêu Phượng Ngô đạp trên đá vụn giết trở lại, bắp thịt cả người phồng lên, cương khí bốc lên, hắn phóng lên tận trời, nhào về phía song đầu cự tích, tức giận gào thét quanh quẩn sơn giã. Xúc sinh, buông tên cầm thú kia ra. Khương Phàm bị tiếng giống to bất thình lình này khiến mặt đen thui. Hai tên này là hai cái quái gì vậy? Hắn thôi động thánh văn, liệt diễm toàn thân sôi trào, hỏa dực lần nữa thành hình, nhấc lên cỗ sóng nhiệt phóng lên tận trời, cũng xông về phía Chu Thanh Thọ. Tại một khắc cái đuôi kéo lấy Chu Thanh Thọ nhét vào trong miệng, Tiêu Phượng Ngô đã rơi xuống trên cái đầu kia, vung lên nắm đấm đánh tới phía con mắt. Giống. Hỏa tích gào lên đau đớn, cái đầu bỗng nhiên dương lên. Cái đuôi vung Tiêu Phượng Ngô ra ngoài. Nhưng cái đầu bên trái kia lại gầm thét cắn về phía Tiêu Phượng Ngô. Thời khắc sinh tử, Khương Phàm huy động hỏa dực vọt tới, một phát bắt được Tiêu Phượng Ngô, mang theo hắn phóng tới không trung. Thanh Đồng tiểu tháp phát sáng, muốn mạnh mẽ thu hắn đi vào. Kết quả, Tiêu Phượng Ngô đang đề khí thế quá mạnh nên đã sinh kháng cự không thể nuốt vào. Ngu xuẩn, chạy! Khương Phàm phát lực. Đưa tay quăng Tiêu Phượng Ngô ra ngoài. Giống. Song đầu cự tích nổi giận, hai cái đầu dơ lên cao cao, liên tiếp phun ra hai cỗ hỏa diễm mãnh liệt như nham tương. Nhiệt độ liệt diễm cao đến dọa người, vặn vẹo cả không gian, phảng phất có thể hòa tan đại sơn.
Khương Phàm lập tức muốn tránh khỏi, khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy một màn vừa buồn bực vừa buồn cười. Chu Thanh Thọ thật vất vả mới tránh thoát khỏi xiềng xích, đang muốn phóng đi rời khỏi nơi đấy. Kết quả, thời điểm song đầu cự tích ngửa đầu lên trời phun lửa, cũng giơ lợi chảo nặng nề lên, sau đó vỗ xuống phía dưới. Chu Thanh Thọ vừa mới thoát chết, hắn xác thực chưa từng trải qua loại nguy cơ này, cũng có thể là không tin mình thật không may như vậy, ngẩng đầu nhìn lên, vừa nhìn tới thì tròng mắt kém chút đã lồi ra ngoài, phù phù quỳ ở nơi đó. Phục các ngươi rồi. Khương Phàm nhanh quay ngược trở lại, cắn răng phóng xuất ra Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh. Ánh sáng của Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh xa đến vạn trượng, rọi khắp nơi thiên khung, đem tầng mây đều nhuộm thành quang hoa màu vàng. Uy thế cuồn cuộn giống như núi lớn, đè ép sơn lĩnh. Trong chớp mắt, chống lại hai cỗ liệt diễm mãnh liệt do cự thích phun ra ngoài. Ầm ầm bạo tạc, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh kịch liệt lắc lư, bị đánh về phía không trung, nhưng cô ánh sáng kia quá thịnh, mà khí tức lại vô cùng kinh người. Song đầu cự tích lập tức trừng to mắt, gắt gao tập trung vào cự đỉnh ném đi. Bảo bối tốt. Vừa bị một màn này kích thích, toàn thân bị định trụ, mắt thấy móng vuốt muốn chụp chết Chu Thanh Thọ đều dừng lại ở trên đỉnh đầu hắn. Toàn thân Chu Thanh Thọ đổ mồ hôi lạnh, cảm giác giống như muốn đái trong quần. Chu Thanh Thọ, chạy đi. Tiêu Phượng Ngô, ném cái tên ngu xuẩn kia ra ngoài cho ta. Khương Phàm khống chế Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh lại, xông thẳng lên trời, hai tay liên tiếp đập vào đỉnh lô, rót vào Kim Viêm Thánh Hỏa. Ánh sáng Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh càng tăng lên, uy thế đặc hữu vặn vẹo lên tầng mây, hỏa nguyên lực giữa thiên địa điên cuồng hội tụ về nơi này. Giống. Song đầu cự tích cuồng hống, lợi chảo chợt vỗ trên mặt đất, phía sau lưng kịch liệt nhúc nhích, cùng với âm thanh trầm đục, nó triển khai hai cái cánh thịt to lớn, dài chừng 30-50 mét. Lít nha lít nhít lân giáp như hỏa tinh bao trùm ở phía trên. Khương Phàm trừng trừng hai mắt, lão yêu này còn có thể bay. Chơi bộc phát, cầm thú, nam tử của ngươi tới rồi. Lúc lợi chảo chụp về phía mặt đất, một khắc này, Tiêu Phượng Ngô phóng tới hung hăng đụng vào trên người Chu Thanh Thọ, cả hai quay cuồng bay ra ngoài. Nhưng, thời điểm song đầu hỏa tích triển khai hai cánh, lợi chảo của cũng đập vụn mặt đất. Hai người còn chưa giữ vững được thân thể liền rơi vào vết nứt. Tiêu Phượng Ngô khó khăn lắm bắt lấy xiềng xích trên người Chu Thanh Thọ, mang theo hắn lao ra ngoài. Giống. Song đầu hỏa tích muốn chiếm tòa cự đỉnh kia, cánh thịt sau lưng huy động mãnh liệt tạo ra sóng nhiệt cuồng phong gào thét, thân thể to mỏng phóng lên tận trời, xông về phía Khương Phàm. Khương Phàm cuống quýt thu Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh lại, hướng phía nơi xa chạy trốn. Sắc mặt Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ tái nhợt, trơ mắt nhìn song đầu cự thú đi xa. Quá kích thích, quá dọa người, kém chút liền xong rồi. Đùng, Chu Thanh Thọ vung lên một bàn tay quất vào trên đầu Tiêu Phượng Ngô, nổi giận quát to. Từ hôm nay trở đi, ngươi còn dám quấn lấy ta, ta và ngươi tuyệt giao. Tiêu Phượng Ngô cười cười xấu hổ. Đừng làm rộn, trên đường đi đều tuyệt giao mười mấy lần rồi. Lão tử không có đùa giỡn với ngươi. Ta thật không nghĩ tới sẽ là như vậy. Mùi gì thế ta? Tiêu Phượng Ngô nhún nhún cái mũi. Lan. Chu Thanh Thọ co cẳng phóng đi, một khắc cũng đều không muốn chờ đợi thêm ở đây. Chờ một chút. Tiêu Phượng Ngô gọi Chu Thanh Thọ lại. Làm gì, còn không mau đi, chờ cho lão yêu kia về làm đồ ăn của nó. Nó đuổi theo Khương Phàm, một lát về không được, ngươi xem nơi đó một chút. Tiêu Phượng Ngô chỉ vào sơn động xa xa. A, à, hai mắt Chu Thanh Thọ tỏa sáng, mặc dù toàn bộ sơn lĩnh bị hủy rối tinh rối mù nhưng hang núi kia lại bình yên vô sự, bên trong lóe ra nhiều loại quang hoa, vô cùng đáng chú ý. Hắc hắc, phát tài rồi. Sau khi Tiêu Phượng Ngô liên tục xác định đầu đại yêu đã kia đuổi theo Khương Phàm rời khỏi, hắn liền xông về hang núi. Chu Thanh Thọ nhìn xung quanh không có ai, vội vàng đổi cái quần, cũng vọt theo tới. Mặc dù Khương Phàm đã thu Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh lại nhưng vẫn bị song đầu cự tích gắt gao tập trung vào. Yêu khí của song đầu cự tích như thủy triều, huy động cánh lớn cấp tốc tới gần Khương Phàm. Xa xa nhìn lại, tựa như một đầu hỏa triều lao nhanh đang đuổi bắt lấy một con sẻ nhỏ. Khương Phàm cố gắng chấn định, ánh mắt bén nhọn tìm kiếm mãnh thú mãnh liệt khắp nơi trong núi rừng để lợi dụng. Bên trái đằng trước, người có thể xông hơn 50 dặm liền có thể sống. Linh hồn đan hoàng đột nhiên nhắc nhở Khương Phàm. Hơn 50 dặm, nơi đó có cái gì?
Khương Phàm ngốn từng ngụm lớn đan dược, chuyển hướng lao về phía bên trái đằng trước chạy vội. Nhưng, tốc độ song đầu cử thích quá nhanh, linh lực lại như biển, không ngừng ngưng tụ ra hỏa cầu giống như thiên thạch, đánh tới Khương Phàm. Khương Phàm ba phen mấy bận đều sắp bị tươi sống đánh chết. Khoảng cách hơn 50 dặm bình thường không tính là gì, nhưng giờ này khắc này lại như là vô biên vô hạn. Một tòa núi lửa nguy nga giữa mênh mông vọt ra khỏi rừng núi, cao vút trong mây. Đỉnh núi trắng tuyết mênh mang. Một ngọn núi lửa tồn tại mấy trăm năm. Ngọn núi lửa này đã quá lâu không có phun trào, lâu đến nỗi rất nhiều người đều quên đi nơi này có một ngọn núi lửa. Lúc này, dưới núi lửa, bên trong tầng nham tương hơn 1000 mét dưới mặt đất, có một lão nhân tóc trắng xóa đang ngồi ở nơi đó câu lấy, hỏa linh, trong hồ. Một tiểu hài nhi non nớt buồn bực ngán ngẩm hà hơi, đùa bỡn, hỏa linh, đã được câu lên. Hỏa linh là linh thể hồ dung nham thai nghén, thiên kỳ bách quái, nhưng thứ kỳ lạ, quái gở có con giống như là cá lớn, có con lại giống như là hỏa xà. Lúc bắt đầu ra đời linh trí bọn chúng cũng yếu ớt, nhưng cũng đều vô cùng táo bạo. Nhưng ở xung quanh tiểu hài nhi lại có vẻ nhu thuận dị thường, vòng quanh bơi qua bơi lại. Bỗng nhiên, trong lòng thiếu niên khẽ động, đứng dậy xông ra ngoài. Ngươi đi đâu, trở lại cho ta. Lão nhân tức giận, thu hỏa linh lại, đuổi theo hắn. Phía trước, linh hồn đan hoàng chỉ dẫn Khương Phàm. Ngọn núi lớn kia sao? Nơi đó có cái gì? Khương Phàm sắp không kiên trì nổi, phá tan tầng mây, xông về đỉnh núi. Giống. Song đầu cự tích theo sát đuổi theo, hai cái đầu bỗng nhiên giơ lên, liệt diễm cuồn cuộn trong lồng ngực. Hai cỗ hỏa triều kinh khủng sắp được phun ra. Yêu đồng. Khương Phàm đột nhiên chú ý tới thiếu niên xuất hiện dưới mặt hồ. Thiếu niên ngửa đầu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng nanh. Lão nhân tóc trắng cũng xông ra mặt hồ, lập tức chú ý tới con cự thú giữa không trung kia. Hắn co rụt con ngươi lại, cần câu trong tay chỉ lên trời một khích, cần câu không có dây câu, càng không có lưỡi câu, lại trong chớp mắt nắm giữ năng lượng toàn thân song đầu cự tích. Song đầu cự tích chuẩn bị phun liệt diễm ra ngoài lại bị đè ép trở về. Lui ra. Lão nhân tóc trắng lần nữa vùng đánh cần câu trong tay, liệt diễm toàn thân song đầu cự tích mất khống chế, nó thống khổ kêu thảm, ở lại trên không lăn lộn một hồi, chật vật thoát khỏi nơi này. Khương Phàm ngạc nhiên nhìn một màn này, cũng nhận ra lão nhân kia. Là vị trưởng lão Ngọc Đỉnh Tông hôm trước đến tìm hắn. Khương Phàm, ha ha, lại gặp mặt. Trên khuôn mặt già nua tang thương của lão nhân lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lão hỏa kế, lại gặp mặt. Yêu đồng nhếch miệng cười, chỉ là câu nói này, không phải nói cho Khương Phàm nghe. Linh hồn đan hoàng Khương Phàm trong ý thức nhẹ nhàng thở dài. Đảo mắt đã vạn năm. Ta đã thành hồn, người thì vẫn y nguyên như hôm qua. Tiền bối, cảm ơn. Khương Phàm hướng lão nhân nói lời tạ ơn. Đây chính là ân cứu mạng. Lão nhân nhìn Khương Phàm đang rơi xuống, cười nhạt nói. Ngươi thật đúng là hào phóng. Cái gì? Khương Phàm kỳ quái nhìn lão nhân, có ý tứ gì? Dạ thiên lan thăng hoa linh văn, linh hồn đỉnh phong cảnh, thiên thư thánh văn, viên đan dược kia là ngươi cho. Ngươi cũng đã biết, nếu như mình ăn, sẽ là hiệu quả gì? Nhưng ngươi có biết, nếu như giao cho Ngọc Đỉnh Tông chúng ta, ngươi sẽ có được chỗ tốt gì? Thời điểm lão nhân biết được dạ thiên lan thăng hoa linh văn liền đoán được là từ Khương Phàm. Ngay cả việc cổ thành dưới mặt đất lần nữa đổ sụp cũng đều có thể có quan hệ cùng Khương Phàm. Bởi vì là do cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Khương Phàm chỉ nói đơn giản câu. Dạ tông chủ có ân đối với ta. Dạng đan dược này hoàn toàn có thể phát huy tác dụng càng lớn hơn. Cứ như vậy dùng, thực sự đáng tiếc. Ánh mắt lão nhân một mực định trên người Khương Phàm. Nói thật với ta. Người còn gì nữa không? Còn có một viên, đã cho vương gia, N nuôi lớn hơn trời. Khương Phàm thành thật trả lời. Tốt thay cho câu ân nuôi lớn hơn trời. Ánh mắt lão nhân dần dần phức tạp, lúc trước nếu như không phải nhất định phải tập hợp đủ càng nhiều thánh hỏa, lại vì phải toàn diện thức tỉnh cửu hoàng luyện thiên đỉnh, hiện tại khởi động lại cổ thành dưới mặt đất, khả năng chính là mình. Đan dược truyền kỳ, cũng sẽ là do Ngọc Đỉnh Tông sở hữu. Đáng tiếc. Không có nếu như. Cổ thành dưới mặt đất, tổng cộng có mấy khỏa đan dược. Trả lời ta, coi như trả ta một ân cứu ngươi này. Ngọc Đỉnh Tông bọn hắn đến bây giờ vẫn còn đang tìm những đan dược khác,
chỉ là ngoại trừ Lôi Sơn, Liêu Nguyên giáp ra thì cũng không có quá nhiều tin tức khác. Ta và Dạ An Nhiên tìm được 2 viên, Liêu Nguyên giáp tìm được 1 viên, bên ngoài còn có 2 viên. Bất quá, đều đã có chủ nhân. Lão nhân nhẹ gật đầu, rất hài lòng với sự thẳng thắn của Khương Phàm. Nhắc nhở ngươi một câu, để Dạ Thiên Lan cùng Khương Hồng Võ cẩn thận một chút. Bọn hắn đã đem đan dược luyện hóa, còn cẩn thận cái gì? Ha ha! Lão nhân cười, yêu đồng cũng cười. Có ý tứ gì? Khương Phàm cổ quái nhìn hai người bọn hắn. Luyện đan sư trên đời này, có một số rất nho nhã, có một số rất tà ác. Mà trước mặt dụ hoặc tuyệt đối, gia hỏa nho nhã nổi lên tà ác còn đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Đan dược truyền kỳ, tin tức này đã truyền khắp thiên hạ, luyện đan sư tụ tập đến La Phù sẽ càng ngày càng nhiều, thân phận cũng sẽ càng ngày càng phức tạp. Bọn hắn tìm không thấy đan dược, có thể sẽ tìm người. Người, cũng có thể luyện. Thanh âm của lão nhân rất nhẹ, nhưng dáng vẻ tươi cười trên mặt kia lại làm cho Khương Phàm không rét mà run. Hai người các ngươi từ đâu xuất hiện, muốn hại chết ta sao? Khương Phàm ở trong u cốc tìm được Tiêu Phượng Ngô và Chu Thanh Thỏ. Ngoài ý muốn, đơn thuần chỉ là ngoài ý muốn. Tiêu Phượng Ngô cười cười xấu hổ. Sao các ngươi lại tới đây? Khương Phàm đưa Yến Khinh Vũ và Tiểu Xà từ trong Thanh Đồng Tiểu Tháp ra ngoài. Thương Châu không có ý nghĩa gì nữa, chúng ta tới La Phủ chơi đùa. Cầm thú không vui, muốn trốn, ta liền trói hắn tới đây. Tiêu Phượng Ngô nhếch miệng cười một tiếng, lại nháy mắt với Yến Khinh Vũ, xem như chào hỏi. Bọn hắn đều là người của Thương Châu Võ Viện, Tiêu Phượng Ngô, Chu Thanh Thỏ. Khương Phàm giới thiệu cho Yến Khinh Vũ. Ta, lục phẩm thú linh văn. Hắn, lục phẩm tinh vân linh văn. Tiêu Phượng Ngô kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Các ngươi là lục công tử của Thương Châu Võ Viện. Yến Khinh Vũ đã biết, đây đều là một trong lục công tử Võ Viện. Cũng đã đi qua đây, ta muốn làm lục công tử La Phù. Tiêu Phượng Ngô từ thành khôi binh đã bắt đầu hưng phấn. Có loại vui chơi giống như tự do, càng đang mong đợi mạo hiểm đặc sắc. Nơi này không có lục công tử. Khương Phàm không quá quen với hai người bọn hắn, bất quá xem ra đều là những người sảng khoái. Chúng ta tới, liền có, đúng không, cầm thú. Tiêu Phượng Ngô đẩy Chu Thanh Thọ một cái. Chu Thanh Thọ không biết phải nói gì. Hắn rất bất đắc dĩ, làm sao lại quen biết một tên như thế này được cơ chứ. Các ngươi về Thiên Sư Tông nghỉ ngơi trước, ta và Yến Khinh Vũ qua mấy ngày nữa trở về. Chúng ta chính là từ bên kia đi ra. Thật vất vả mới tìm tới được ngươi, sao có thể lại trở về? Tiêu Phượng Ngô nhìn ra phía ngoài, cười cười nói. Tìm nơi an toàn. Làm gì? Chúng ta đã móc giống cái động kia rồi. Tiêu Phượng Ngô chỉ nhẫn không gian của mình. Tất cả cái này, các ngươi. Toàn thân Khương Phàm nổi lên sóng nhiệt, cắn răng nói. Làm quá đẹp. Bọn hắn xông ra khỏi u cốc, chạy hết tốc lực hơn trăm dặm mới tìm được nơi ẩn nấp vô cùng tốt. Tiêu Phượng Ngô đem toàn bộ bảo bối trong nhẫn không gian đổ ra. Mấy trăm đến hơn ngàn kiện bảo bối, ánh sáng lấp lóe chiếu sáng để bốn người mừng như điên. Tiểu Xà trước tiên cuốn đi 3 viên thú nguyên, lẻn đến nơi xa, nhìn bọn hắn tê tê quái khiếu. Của ta chỉ cần 3 viên này. Cái gì khác cũng đều không cần. Ta tuyên bố trước, ta không có giữ riêng, tất cả đều ở đây. Các ngươi là công thần, các ngươi chọn trước, tùy ý chọn. Tiêu Phượng Ngô hào khí vẫy tay. Tốt như vậy. Khương Phàm đang muốn duỗi ra tay, lại từ từ thu hồi lại. Nam tử mà, phải sảng khoái chứ. Đương nhiên, hắc hắc, ta có thỉnh cầu nho nhỏ. Tiêu Phượng Ngô cố gắng hiện ra khuôn mặt tươi cười. Trước tiên nói nghe thử một chút. Khương Phàm chịu không được cái khuôn mặt tươi cười này, quá nịnh nọt, quá khó chịu. Ta vạn dặm xa xôi chạy tìm tới đây, ngươi có phải nên bày tỏ một chút hay không? Tiêu Phượng Ngô xê dịch về phía Khương Phàm bên kia. Như là cái gì? Khương Phàm dịch chuyển sang bên cạnh hỏi. Vạn thú thiên hoàng quyền. Tiêu Phượng Ngô vừa nói ra lời này, Chu Thanh Thọ bên cạnh kém chút đạp tới một cước. Ta đã biết ngươi có mục đích, còn hướng tới tự do. Ngươi vốn là hướng về vạn thú thiên hoàng quyền. Chu Thanh Thọ oán hận, đã sớm nên nghĩ đến. Ta không phải thánh linh văn. Nhưng ta là lục phẩm thú linh văn, sức chống cự mạnh, nói không chừng có thể luyện thành. Tiêu Phượng Ngô mong đợi nhìn Khương Phàm. Thánh pháp nha,
hắn một mực chưa từng thấy. Vạn thú thiên hoàng quyền là võ pháp tổ truyền của Khương gia, tuyệt đối không truyền cho người ngoài. Khương Phàm trực tiếp cự tuyệt, bộ võ pháp này đối với Khương gia mà nói là quá quan trọng. Ta cưới muội muội của ngươi, làm con rể Khương gia, vậy chúng ta không phải là người một nhà sao? Tiêu Phượng Mô liếm láp cái môi cười nói. Yến Khinh Vũ nhịn không được tia mắt chừng hắn một cái, thật hung ác, muốn võ pháp còn muốn người. Ta cam đoan sẽ đối đãi muội muội ngươi thật tốt, phẩm hạnh này của ta, rõ như ban ngày. Lại nói, nhạc phụ nóng nảy như vậy, ta cũng không dám khi dễ nàng. Hắc hắc, suy nghĩ một chút xem. Tiêu Phượng Mô xoa xoa tay, mong đợi nhìn Khương Phàm. Chu Thanh Thọ nhìn một trận liền buồn nôn, phách lối bình thường đi đâu hết rồi. Cái cỗ đắc ý trời lão đại, đất lão nhị, hắn lão tam kia đi đâu hết rồi. Những lời này, ngươi nên nói với vương gia, nói với ta cũng vô dụng. Khương Phàm lắc đầu, lật tới lật lui lên linh bảo đầy trên đất. Ngoại trừ hỏa tinh thạch hồng quang lấp lóe ra còn có rất nhiều bảo bối khác. Có hài cốt kỳ quang lượn lờ, có tấm chắn khắc ba đầu thú màu xanh, có mai rùa nặng nề lóe ra tinh quang, có đại kiếm thiêu đốt lên hỏa diễm, có trọng trùy hiện ra lôi quang, còn có tràng hạt ngũ quang thập sắc. Đủ loại kiểu dáng, năng lượng đều khuấy động cường thịnh, không phải phàm phẩm. Ngươi vì võ pháp mà đi cưới Uyển Nhi, ngươi cảm thấy rất thông minh. Ngươi coi Uyển Nhi là thành cái gì rồi? Yến Khinh Vũ hừ một tiếng, không còn để ý Tiêu Phượng Ngô. Ta coi Uyển Nhi là lão bà, ta vì võ pháp, cũng đem mình giao cho Khương gia. Làm sao còn? Tiêu Phượng Ngô vừa muốn giải thích liền bị Chu Thanh Thọ đẩy ra. Nghĩ rõ ràng lại nói tiếp. Đây là cái gì? Khương Phàm từ bên trong lật ra cái bia đá không trọn vẹn, khắc lấy hai chữ lớn kinh tâm động phách, chư thiên. Ai lại cuồng như thế? Dám dùng trời lập bia? Khương Phàm rời bia đá lên, đây chỉ là một bộ phận. Sẽ còn có chữ khác. Trong khí hải rất bình tĩnh. Hỏa điều, cửu hoàng luyện thiên đỉnh, tàn đao, đều không có phản ứng gì. Tuy nhiên Khương Phàm cảm giác bia đá hình như có cái gì đó không tầm thường. Chư thiên lục táng, mai táng sơn hà, mai táng thiên địa, mai táng nhật nguyệt. Mai táng chúng sinh, mai táng luân hồi, mai táng chư thiên. Linh hồn đan hoàng thăm thẳm khẽ nói, lão bằng hữu. Thì ra ngươi cũng chôn ở nơi đó. Cái gì? Khương Phàm giống như nghe được linh hồn đan hoàng đang nói cái gì đó. Linh hồn đan hoàng không có trả lời. Khương Phàm lặp đi lặp lại dò xét một lát, lại dùng kim viêm thánh hỏa hung hăng đốt đi một chút, kết quả đều không có phản ứng gì. Trước tiên giữ lại đã. Khương Phàm lắc đầu, đem bia đá thu vào thanh đồng tiểu tháp, tiếp tục tìm kiếm. Huyền cấp võ pháp. Khương Phàm từ bên trong móc ra một quyển sách bằng da nhuốm máu. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là bốn chữ huyền cấp võ pháp, phía dưới theo sát lấy là tên của võ pháp, Thương Nhật Băng Quyền. Con thằn lằn già này thật đúng là ẩn giấu không ít bảo bối tốt. Khương Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Yến Khinh Vũ, Chu Thanh Thọ, Tiêu Phượng Ngô cũng bắt đầu lật tới lật lui bảo bối. Mặc dù đồ vật rất nhiều, nhưng thích hợp với bọn hắn rất ít. Song đầu cự tích rõ ràng thiên vị lấy bảo bối hỏa nguyên lực nồng hậu dày đặc, võ pháp, vũ khí gì cũng đều có quan hệ với hỏa diễm. Màn đêm buông xuống, Khương Phàm từ trong thống khổ dung hợp, bao cổ tay, cùng hữu quyền nắm đấm vừa vặn trở thành một thể. Nhưng phương pháp tu luyện cụ thể của, khai thiên thức còn không rõ ràng. Khương Phàm nghiên cứu tới, Thương Nhật Băng Quyền. Một bộ võ pháp, vậy mà chỉ có một chiêu. Bất quá sau khi cẩn thận nghiên cứu. Uy lực xác thực cường đại. Vượt xa, mãnh hổ quyền, cự tượng quyền. Khương Phàm đều cảm khái vì đã nhặt được bảo bối. Ngày thứ hai, sau khi trời sáng, Khương Phàm mang theo bọn hắn, thưởng thức phong cảnh La Phù. Có Tiêu Phượng Ngô cùng Chu Thanh Thọ hiệp trợ, săn giết hỏa điểu càng trở nên thuận lợi hơn. Liên tiếp 5 ngày, số lượng hỏa điểu đã tích lũy đạt đến 100 con. Thu hoạch thật phong phú. Khương Phàm vòng vo vài trăm dặm trong rừng rậm. Liên tiếp bái phỏng ba cái chợ đen. Mặc dù chỉ thu được vài gốc tam văn tuyết liên nhưng không còn có cảm nhận được khí tức áo giáp. Tiếp tục ở hướng đông, nơi đó còn có cái chợ đen cuối cùng. Được gọi là chợ đen lớn nhất La Phù. Nếu như không có phát hiện gì, chúng ta liền về Thiên Sư Tông. Khương Phàm chưa từ bỏ ý định, còn muốn thử một chút cuối cùng. Lúc này,
trong lồng giam tầng thứ hai của thanh đồng tiểu tháp lại truyền đến tiếng Mộ Dung Sung đang hư nhược la lên. Cho ta đan dược chữa thương, ta cho ngươi biết là ai đem hành tung của ngươi nói cho ta biết. Mộ Dung Sung nằm dạp trên mặt đất, ngực thối giữa, thống khổ khó qua khỏi. Hắn muốn bảo trì tôn nghiêm. Nhưng nơi này không có linh lực, cũng không có đan dược, hắn ngay cả vết thương đều không khép lại được. Loại cảm giác chờ chết này quá khó tiếp thu rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày. Mộ Dung Sung rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Hắn cho dù chết cũng muốn kéo theo cái đệm lưng. Huống chi, nếu để cho Khương Phàm đi tìm Hoa Vị Lạc, chẳng khác nào nói cho Hoa Vị Lạc, hắn rơi trên tay Khương Phàm. Thiên Cương Tông khẳng định sẽ triển khai trả thù Khương Phàm. Nếu như Khương Phàm bị bắt, mình còn có một chút hy vọng sống. Khương Phàm đưa hai viên đan dược chữa thương ném vào lồng giam. Nói, Xích Tiêu Tông, Hoa Vị Lạc, là hắn nói cho ta biết vị trí của ngươi, cũng là hắn cho ta y phục của cô nương kia. Hắn còn cùng ta ước định, muốn có nữ hài kia. Mộ Dung Sung ăn đan dược vào, cấp tốc luyện hóa, khôi phục tinh lực. Hoa Vị Lạc vì cái gì lại muốn hại ta? Ha ha, Xích Tiêu Tông và Thiên Cương Tông chúng ta có giao hảo, đem hành tung của ngươi tiết lộ cho ta, chỉ đơn giản như vậy. Đúng rồi, hắn ưa thích đùa bỡn nữ tử, là khách quen của nô đãi chàng ở chợ đen. Nếu như ngươi có kiên nhẫn, đến chợ đen chờ, hắn khẳng định sẽ xuất hiện. Liên quan tới Tây Cương xâm lấn, ngươi không muốn nhiều lời. Không thể trả lời. Mộ Dung Sung ngồi xếp bằng điều trị, không nói thêm lời. Màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy chợ đen lớn nhất La Phù. Phạm vi nơi này vô cùng lớn, có thể so với thành lớn ở phía ngoài. Người người nhốn nháo, tiếng giao hàng liên tiếp. Không âm trầm kiềm chế giống như các chợ đen khác. Có phản ứng, quá khó khăn. Khương Phàm vừa tới nơi này, quyền sáo, bao cổ tay, tàn đao trong khí hải vậy mà liên tiếp có cảm ứng. Nơi này, Khương Phàm xuyên qua đám người chen chúc, đi vào phía trước núi đá chỗ sâu nhất trong chợ đen. Cả ngọn núi đều bị móc sạch, dựng lên 9 tầng đại điện. Số lượng lớn bó đuốc tô điểm, chiếu rọi bên trong giống như ban ngày. Các loại linh bảo rực rỡ muôn màu. Mấy trăm hơn ngàn người áo đen du tẩu phía trước kệ hàng ở các tầng, chọn mua lấy bảo bối ngưỡng mộ trong lòng. Trong chợ đen lại còn có kiến trúc rộng rãi như thế. Tiêu Phượng Ngô sợ hãi than, quan sát bốn chỗ. Các ngươi tùy tiện nhìn, ta đi mua chút đồ vật. Khương Phàm đi đến tầng thứ ba. Nơi này đều là chút vũ khí bảo bối. Quyền sáo. Khương Phàm rất nhanh đã thấy được quyền sáo quen thuộc từ trong góc, là bên trái, vừa vặn tương đối cùng tay phải của hắn. Chủ quán, bao nhiêu tinh thạch? Khương Phàm chỉ vào quyền sáo hô. Quá may mắn. Gom góp hai cái quyền sáo vừa vặn có thể phối hợp hắn tu luyện ra Chu Tước Lợi Chảo. Có hỏa dực, có lợi chảo, đem thực lực cận chiến của hắn tăng cường trên diện rộng. Tàn đao trong khí hải càng kịch liệt oanh động, phảng phất hoan nghênh bạn mới trở về. Những thứ kia đều là bảo bối, giá cả có thể không thấp. Một lão đầu ngồi phía trước kệ hàng, liếc nhìn một bản sách cổ. Nhìn cái kia thấy rất bình thường nha. Khương Phàm muốn ép một chút giá cả. Lại thấy người này vô tình chế giễu. Bình thường, quyền sáo bình thường có thể nặng 3.000 cân. Quyền sáo bình thường không sinh gì lại sinh đốm đá. Bình thường, người sẽ trực tiếp tới mua. Khương Phàm cười cười xấu hổ, cũng không nói nhảm. Ra giá. Lão nhân khép sách cổ lại, có chút hăng hái quan sát Khương Phàm một lát. Tiểu gia hỏa, người đi thẳng đến đây. Vì cái gì? Các ngươi ở nơi này bán đồ, còn hỏi nguyên nhân. Ngươi nói, có thể sẽ có tiện nghi. Không nói, ta nguyện ý bán liền bán, không nguyện ý bán, ngươi không chiếm được. Trong tiệm đưa tới quyền sáo này đã vài ngày rồi. Hắn một mực cảm giác quyền sáo có gì đó quái lạ, nhưng... nghiên cứu đến nghiên cứu đi, không có bất kỳ phản ứng nào. Ta... Khương Phàm vừa muốn kiếm cớ, bỗng nhiên cảm giác tàn đao trong khí hải trở nên càng thêm táo bạo, nhấc lên trùng điệp sóng lớn, va chạm cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Cũng kích thích hỏa điểu phát ra tiếng gáy to sắc nhọn. Quyền sáo và bao cổ tay cũng không bị khống chế mà nở rộ lên quang hoa yếu ớt. Trong chợ đen lại còn có tàn phiến áo giáp khác. Hôm nay gặp được đại vận. Không đúng. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Giống như đang đi đến phía nơi này. Chẳng lẽ, có người dung hợp những bộ phận áo giáp khác,
cũng lần theo cảm giác đi tìm tới. Ngươi cái gì? Lão nhân nhìn Khương Phàm, ánh mắt thâm thúy giống như muốn nhìn thấu mặt nạ của Khương Phàm. Khương Phàm đụng đụng thanh đồng tiểu tháp ở cổ áo. Bảo bối của ta, có thể giúp ta tìm bảo bối. Ồ! Lão nhân cẩn thận chu đáo nhìn thanh đồng tiểu tháp. Bán không? Khương Phàm sốt ruột, tuyệt đối đừng bị cướp đi. Lão nhân đưa tay muốn nắm thanh đồng tiểu tháp, nhưng lại nhịn được. Ngươi có thể ra giá bao nhiêu? Ta ở chỗ này có 20 khỏa tinh thạch thượng phẩm. Khương Phàm đem toàn bộ tinh thạch ra, mặc dù thời điểm rời khỏi Thiên Sư Tông mang theo không ít, nhưng đều dùng trên Tam Văn Tuyết Liên. Ngươi nếu đều nói là bảo bối, cái giá này, không cao lắm. Lão nhân hơi híp mắt lại, nhưng nếu dùng tinh thạch thượng phẩm đến mua, xem bộ dáng là đệ tử Đại Tông. Còn trẻ như vậy liền có thể có được 20 khỏa tinh thạch thượng phẩm, thân phận càng không đơn giản. Ta chỉ có bấy nhiêu đây. Vậy thì hôm nào lại đến, ta giữ lại cho ngươi. Lão nhân phất tay, ra hiệu cho hắn rời khỏi. Khương Phàm áp chế tàn đao càng ngày càng táo bạo lại, cắn răng một cái, từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra một thanh hỏa kiếm, là một trong những bảo bối trộm được từ chỗ song đầu cự tích. Đổi không? Lão nhân nhìn hỏa kiếm, đáy mắt hiện lên đạo tinh mang. Bảo bối tốt. Hắn ngồi ở chỗ này đã mấy thập niên. Thứ gì có phẩm cấp gì, cơ bản nhìn một chút liền có thể phân rõ ràng. Còn không hài lòng. Đây là đồ tốt nhất mà ta có thể lấy ra. Khương Phàm nắm chặt hỏa kiếm, làm bộ muốn thu hồi lại. Kiếm, ta nhận, quyền sáo thuộc về ngươi. Lão nhân đem quyền sáo chuyển tới, thuận tay cầm hỏa kiếm lên, cẩn thận nghiên cứu. Khương Phàm lấy quyền sáo đi, bước nhanh rời khỏi. Thế nhưng, cỗ khí tức kia tới thật nhanh. Khi Khương Phàm tìm tới bọn người Tiêu Phượng Ngô, thời điểm rời khỏi cửa điện, đối diện đã đụng phải một đám người áo đen. A, à, một thiếu nữ bị chen chúc ở giữa, đôi mắt to xinh đẹp sau mặt nạ mặt kia lập tức tập trung vào Khương Phàm. Chắc nàng có thân phận rất đặc thù, mặt nạ vô cùng đẹp đẽ, toàn thân áo đen cũng rất đặc biệt, phác họa ra độ cong làm cho người ta động tâm. Chặn đường sao, tránh ra. Thiếu nữ bên cạnh đám người áo đen không có loại cảm giác này. Chỉ nghĩ là bốn người này cố ý cản đường. Chờ một chút. Thiếu nữ đưa tay ngăn lại, quan sát tỉ mỉ bọn người Khương Phàm. Tuổi tác không lớn, mặc bình thường, mặt nạ càng bình thường. Không phải đệ tử bình thường trong Đại Tông, chính là đệ tử tông môn bình thường. Đem đồ vật giao ra, ngươi có thể ra giá. Thiếu nữ tin tưởng đối phương cũng có cảm thụ, cũng không nhiều lời. Chỉ là đệ tử bình thường mà thôi. Càng không đáng để nàng tốn nhiều miệng lưỡi. Thứ gì? Khương Phàm khẽ nhíu mày, cái này là ngữ khí gì? Đừng giả bộ ngốc, người rất rõ ràng. Áo giáp và giày trên người thiếu nữ là mấy năm trước có được. Dưới cơ duyên xảo hợp, dung nhập vào trong thân thể. Loại đau khổ này đến bây giờ còn nhớ rõ. Nhưng giày ngoại trừ có thể thủ hộ chân của nàng ra thì cũng không có gì đặc biệt. Giống như gân gà. Không nghĩ tới hôm nay bồi tiếp đệ đệ đến chợ đen, dày vậy mà lại trở nên nóng hổi, cho nàng một loại cảm giác triệu hoán kỳ diệu. Ngay cả trong ý thức đều xuất hiện rất nhiều hình ảnh kỳ diệu trước đó chưa bao giờ có qua. Cái này, phụ mẫu nó lấy ở đâu cảm giác ưu việt như thế? Tiêu Phượng Ngô nói thầm, không biết, còn tưởng rằng trong quận chúa công chúa Hoàng Triều nữa đây. Đồ của ta, vì sao phải cho cô? Khương Phàm quan sát thiếu nữ. Bị nhiều người chen chúc như vậy, hẳn là một vị đệ tử Đại Tông nào đó. Cũng không biết đã dung hợp bộ phận nào nào của áo giáp. Nếu như là áo giáp liền hoàn mỹ, có thể bảo vệ trái tim, bảo vệ tính mạng. Ngươi không có tư cách cùng ta có kè mặc cả. Đem đồ vật cho ta, ta có thể cho ngươi cái giá vừa ý. Nếu ngươi không cho, ta cũng có thể đạt được. Thiếu nữ có chút ngẩng đầu, thái độ cao ngạo, ngữ khí rất lạnh, không thể nghi ngờ. Đối đãi đệ tử tông môn bình thường, lấy thân phận nàng đương nhiên sẽ có cảm giác ưu việt. Lúc bình thường mình nhìn bọn hắn một chút cũng có thể làm cho bọn hắn kích động đến nửa ngày. Những người áo đen hai bên thiếu nữ đều không hiểu thấu. Vừa rồi vì cái gì lại đột nhiên hướng tới nơi này? Hiện tại càng kỳ quái hơn, trên người thiếu niên này có đồ vật gì, đáng giá như thế nào mà nàng lại tự mình muốn có? Ngoan ngoãn lấy ra, đừng cho mặt mà không biết xấu hổ. Sư muội chúng ta coi trọng đồ vật của ngươi chính là của ngươi phúc khí. Một vị áo đen cao lớn nhắc nhở lấy lũ tiểu gia hỏa trước mặt.
Khương Phàm cười, đây là đại nhân vật trong tông môn nào, bộ dáng lại ngưu bức như thế. Tiêu Phượng Ngô tiến đến phía trước, nhìn Khương Phàm, lại nhìn thiếu nữ. Ngươi hỏi nhầm người. Không sai, chính là hắn. Thiếu nữ ngữ khí đạm mạc, nhìn cũng chưa từng nhìn cái tên gia hỏa tráng kiện này. Không đúng, cô hẳn là muốn hỏi nàng. Tiêu Phượng Ngô chỉ Yến Khinh Vũ. Nàng có cái gì? Thiếu nữ khinh thường liếc mắt, nữ đệ tử tông môn bình thường ở trong mắt nàng thì giống như những kẻ quê mùa mà thôi. Ngực đó. Nàng bao lớn, của cô. Tiêu Phượng Ngô nhếch miệng. Thẳng tắp, quên mình còn có hai đống cần chiếu cố. Ngươi. Sắc mặt thiếu nữ bỗng nhiên phát lạnh. To gan, ngươi muốn chết. Những người áo đen giận tím mặt. Ở đâu ra một tên cuồng đồ, dám trêu tức sư muội bọn hắn. Chán sống rồi. Yến Khinh Vũ phiền muộn không thôi, gia hỏa này thật đúng là không biết che đậy miệng. Nơi này là chợ đen, cấm nháo sự, hù dọa ai đây? Tiêu Phượng Ngô vung tay vỗ vỗ trước ngực mình. Ta đều lớn hơn ngươi. Đáy mắt thiếu nữ bỗng nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng, nhìn chằm chằm con mắt Tiêu Phượng Ngô. Nhìn cái gì vậy, nhìn cũng so với ngươi. Tiêu Phượng Ngô vừa muốn bĩu môi, ý thức bỗng nhiên hoảng hốt. Thiên địa mờ tối biến thành màu đỏ yêu dị như máu, âm trầm khủng bố. Đám người trước mặt này cũng đột nhiên trở nên hung ác, thiếu nữ nhấc lên lợi kiếm, đâm thẳng đến mặt hắn. Những người áo đen khác cũng liên tiếp vung áo bào đen lên, kích hoạt linh văn, giống giận hướng phía hắn vồ giết tới. Khi ra dễ trêu sao? Tiêu Phượng Ngô giống to, thức tỉnh thú văn, cơ bắp nhúc nhích, toàn thân tràn ngập lực lượng. Con người hắn sáng ngời biến thành mắt dọc. Phùng mạnh quyền một kích, cương khí cuồn cuộn, đánh về phía thiếu nữ. Ngươi muốn làm gì, dừng tay. Chu Thanh Thọ và Yến Khinh Vũ quá sợ hãi, đang tốt mà, nổi điên làm gì. Dám nháo sự ở chợ đen, muốn chết sao. Thị vệ hai bên đại điện nghiêm nghị quát lớn. Một người trong chốc lát lay động ra ba, năm đạo tàn ảnh, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phượng Ngô, không nhìn lấy cương khí đang gào thét, một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Tiêu Phượng Ngô như bị sét đánh, cách mặt đất bay ngược. Ngực giống như vỡ vụn, lõm xuống dưới. Một thị vệ khác cũng vọt đến phía sau, ánh mắt lạnh lẽo, gầm nhẹ một tiếng, vung lên lưỡi búa nặng nề, bổ về phía đầu Tiêu Phượng Ngô. Một kích này hoàn toàn có thể chém hắn thành hai đoạn. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm đưa tay nắm lấy y phục Tiêu Phượng Ngô, kéo về bên cạnh một cái, tránh khỏi lưỡi búa kia. Chu Thanh Thọ đưa tay giơ lên trời. Dẫn dắt ánh sao đầy trời, như màn mưa từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên thân Tiêu Phượng Ngô. Tiêu Phượng Ngô giật mình, từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, nhưng ngực đau nhức kịch liệt để hắn kêu thảm, thân thể khom xuống. Hắn tính tình nóng nảy, chúng ta xin lỗi, tuyệt đối không gây sự. Khương Phàm lập tức hướng bọn thị vệ đằng đằng sát khí hô to, đây cũng không phải là trò đùa. Gây sự tại chợ đen chính là khiêu chiến quy tắc của chợ đen. Ngay cả Dạ Thiên Lan đều nhắc nhở qua Khương Phàm, có thể đến chợ đen nhưng tuyệt đối không thể gây sự tại chợ đen. Đây là quần thể vô cùng đặc thù, tượng trưng cho mặt tối của La Phù. Lăn ra ngoài, lập tức. Bọn thị vệ hai bên cảnh giới cao thâm, tràn ngập khí thế kinh người, tức giận quát tháo giống như sấm rền. Số lượng lớn người áo đen xung quanh đều ngừng chân quan sát. Tên hồn đản ngươi dám lừa ta. Tiêu Phượng Ngô kịp phản ứng. Vừa rồi rất có thể đã trúng huyễn thuật. Im miệng. Chu Thanh Thọ khống chế hắn lại kéo đi ra ngoài. Tốt thay cho một kẻ mượn đao giết người.